Điều khiến Triệu Vô Cực không thể nuốt trôi cơn giận này chính là trong lòng Đường Mộc Tuyết, anh ta lại không bằng một thằng vô dụng vô tích sự. Dương Tiêu, nhớ kỹ lời anh nói, nếu chìa khóa xe không ở trong túi của tôi sẽ đánh gãy răng anh. Triệu Võ Cực nói với vẻ mặt u ám. Anh ta chắc chắn 100% rằng chiếc chìa khóa xe Maserati của Dương Tiêu không nằm trong túi của anh ta, chắc chắn là do Dương Tiêu giấu. Dương Tiêu búng tay nhìn Hoa Mộ Tranh, cô Hoa, nếu cậu Triệu đã không nhận, vậy cô Hoa hãy làm chứng cho chúng tôi. Anh Dương, tất cả các vị thương nhân lớn có mặt tại ở hiện trường sẽ làm chứng, anh có thể yên tâm. Hoa Mộ Tranh mím môi cười. Dương Tiêu thực sự bị thuyết phục bởi sự thông minh của Hoa Mộ Tranh. Một câu nói đơn giản đã kéo tất cả sự căm ghét lên tất cả những người có mặt tại đây. Những chuyện xúc phạm người ta như này Hoa Mộ Tranh có thể làm thì sẽ không làm, thật may một người phụ nữ như vậy không phải là kẻ thù của mình. Nếu không, đây hẳn là một rắc rối lớn. Thông thường, hiệu quả chiến đấu không quyết định tất cả. Tuy nhiên, sự khôn ngoan là điều cần thiết. Kiểu phụ nữ như Hoa Mộ Tranh có thể thay đổi thương trường, bày mưu tính kê, có thể giành chiến thắng trong trận chiến cách xa hàng nghìn dặm. Mặc dù là đàn bà con gái nhưng sự tồn tại của Hoa Mộ Tranh đã khiến không ít người nổi tiếng trong giới thương nghiệp phải ghen tị. Đúng vậy, tất cả chúng tôi sẽ là nhân chứng. Kim Đại Trung bước ra. Đúng, tất cả chúng tôi đều là nhân chứng. Nhiều người nói. Kim Đại Trung nổi tiếng là có nhân duyên tốt ở thành phố Trung Nguyên. Kim Đại Trung vừa đến không khí của toàn hiện trường rõ ràng đã thay đổi. Dương Tiêu khít mũi nhìn Triệu Vô Cực. Cậu Triệu, bây giờ mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Anh lật túi ra xem đi. Hừ, Dương Tiêu, anh đừng nói nhảm, sao tôi lại lấy chìa khóa xe của anh? Nực cười. Giễu cợt xong Triệu Vô Cực nhìn Đường Mộc Tuyết với ánh mắt vui đùa, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho em xem, Mộc Tuyết, lựa chọn của em là sai. Dương Tiêu này không hề có bản lĩnh lớn gì, chỉ biết ngậm máu phun người, đợi lát nữa tôi sẽ xé nát cái miệng thôi của anh tai. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực sờ vào túi hét lên, mọi người nhìn cho kỹ. Trong túi tôi chỉ có chìa khóa xe của tôi. Lạch kẻ trồ trong dây tiếp theo, Triệu Vô Cực lấy chìa khóa trong túi ra, một chùm chìa khóa trượt ra, trước ánh mặt của mọi người rơi xuống đất. Nhìn thấy chùm chìa khóa rơi xuống, Dương Tiêu chỉ vào chiếc chìa khóa mở to mắt, mọi người nhìn xem, đây là chìa khóa xe của tôi. Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy dưới đất có một chùm chìa khóa, trong đó có chìa khóa xe Maserati. Ami nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trước mặt, Triệu Vô Cực cứng người. Mắt chừng to suýt rơi ra ngoài. Chuyện này làm sao có thể? Triệu Vô Cực hả hốc mồm, vẻ mặt sững sờ kêu lên. Hít, nhìn thấy chìa khóa xe Maserati rơi khỏi túi Triệu Vô Cực, mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy cảnh tượng này không kìm được hít một hơi lạnh. Trong giây tiếp theo, ánh mắt của mọi người nhìn Triệu Vô Cực chuyên từ kinh ngạc sang khinh thường sâu sắc. Đường đường là cậu chủ nhà họ Triệu một trong tứ đại gia tộc, vậy mà lại trộm chìa khóa xe của người khác. Điều này đơn giản là kinh hãi. Dù nhiều người không muốn thừa nhận cảnh tượng này, nhưng sự thật không cho phép Triệu Vô Cực giải thích. Kim Đại Trung nhìn Triệu Vô Cực nhếch mép cười nói, cậu Triệu, chuyện này là sao? Chẳng lẽ nhà họ Triệu các cậu thật sự gặp phải khó khăn gì sao? Ý của Kim Đại Trung là chiếc chìa khóa xe này là bị Triệu Vô Cực trộm. Đúng vậy, cậu Triệu, tình huống của nhà họ Triệu các anh sao rồi? Chiếc Maserati này, chỉ có 2 triệu tệ. Anh không đến mức thế chứ? Đúng thế, cậu Triệu, nhà họ Triệu câu đang gặp khó khăn về tài chính à? Cậu cứng đổi nghề ăn trộm luôn. Ở thành phố Trung Nguyên Triệu Vô Cực làm việc chưa bao giờ để lại đường lui, đã làm mắt lòng nhiều phượt, bây giờ nhìn thấy tình huống này, những người này đã nhân cơ hội chê giễu Triệu Vô Cực. Nhìn chăm chăm chiếc chìa khóa xe trước mặt, Triệu Vô Cực như đã phải chịu 1 triệu điểm sát thương, cảm thấy tồi tệ. Tôi không ăn trộm chìa khóa xe. Tôi không ăn trộm chìa khóa xe. Sao tôi có thể ăn trộm chìa khóa xe của anh ta? Vẻ mặt của Triệu Vô Cực không còn bình tĩnh được nữa. Đêm nay là hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh của thành phố Trung Nguyên, nơi tụ họp của các ông lớn. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, không chỉ anh ta xấu hổ mà ngay cả toàn bộ nhà họ Triệu cũng sẽ xấu hổ. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh cười nhẹ, xem ra ánh mắt của cô Hoa rất tốt, chìa khóa xe của tôi thật sự bị cậu Triệu trộm. Anh Dương quá khen, vừa nãy tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Hoa Mộ Tranh nở nụ cười phong tình vạn trùng. Đường Mộc Tuyết khó tin che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, lông mi dài run rẩy, cô không thể tin được chìa khóa xe lại ở tê đô túi Triệu Vô Cực. Cô nhớ rõ ràng Dương Tiêu đã đút chìa khóa xe vào túi,
bây giờ chìa khóa xe đột nhiên rơi khỏi túi của Triệu Vô Cực. Tất cả những chuyện này quá thần kỳ. Dương Tiệu nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực bằng ánh mắt như thiêu đốt. Cậu Triệu, bây giờ chìa khóa xe rơi từ trong túi của anh có nên cho tôi một lời giải thích không? Giải thích, anh muốn giải thích gì? Chìa khóa xe của anh chắc chắn không phải là tôi trộm. Chắc chắn có người đã gài bẫy tôi. Triệu Vô Cực giải thích khàn cả giọng. Tuy nhiên, nhóm thương nhân lón hoàn toàn không tin lời Triệu Vô Cực. Cho cùng, bọn họ đều là những ông lớn có máu mặt. 99% những người có mặt tại hiện trường sẽ không thiêu một chiếc Maserati trị giá 2 triệu tệ. Đến nỗi vụ khống thì lại càng vớ vẩn. Bọn họ đều có thân phận tôn quý, sao có thể làm những chuyện trộm vặt như vậy? Nhìn vào ánh mắt khinh thường của mọi người, Triệu Vô Cực nhận ra rằng mình đã nói sai. Chỉ với một câu nói đơn giản, anh ta đã gián tiếp làm mất lòng tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Dương Tiêu xoa nắm đấm, sao vậy? Chuyện đã đến bước này, cậu Triệu còn muốn tiếp tục ngụy biện. Là anh làm, tất cả là do anh làm đúng không? Dương Tiêu anh được lắm, anh quá âm hiểm. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trên mặt mang theo vẻ châm chọc đột nhiên chợt nhận ra. Vừa nãy Đường Dĩnh nhét viên kim cương Nam Phi vào túi Đường Mộc Tuyệt, nhưng lại không cánh mà bay, cuối cùng lại xuất hiện trong túi của Đường Dĩnh. Giờ đây, chìa khóa xe của Dương Tiêu lại rơi từ trong túi anh ta ra, cuối cùng Triệu Vô Cực đã hiểu mọi chuyện. Chẳng trách lúc Đường Mộc Tuyết bị nhằm tới Dương Tiêu đã không xuất hiện ngay, hóa ra tên rác rưởi Dương Tiêu này đã âm thầm động tay động chân, mà bọn họ chưa từng phát hiện ra. Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều do Dương Tiêu sắp xếp từ trước. Cười người chớ vội cười lâu. Vì Triệu Vô Cực và Đường Dĩnh đã muốn hủy hoại danh tiếng của Đường Mộc Tuyết bằng cách vu khống, nên Dương Tiêu sẽ gậy ông đập lưng ông. Anh đã âm thầm làm tất cả những điều này, bây giờ chìa khóa xe rơi từ túi của Triệu Vô Cực, không khác gì bùn vàng rơi xuống đáy quân, chẳng khác nào cút. Dương Tiêu đã từng lăn lộn trên thế giới, loại thủ đoạn này đối với Dương Tiêu là chuyện nhỏ. Dương Tiêu tức giận nói, cậu Triệu, anh cho rằng mọi người đều ngu hết hả? Rõ ràng là anh trộm, nhưng anh lại vu không tôi hãm hại anh. Tôi không có việc gì lấy chìa khóa xe của mình hãm hại anh làm gì. Mọi người góp ý, tôi nói đúng không? Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Hoa Mộ Tranh cười quyên rũ. Kim Đại Trung khinh thường nói, cậu còn là cậu chủ nhà họ Triệu, không cần ra ngoài rất xấu hổ. Đường đường là đàn ông trai tráng, ngay cả can đảm của đàn ông cũng không có, ngay cả một phân Triệu Tín cũng không bằng. Chậc chậc, người ta nói Triệu Vô Cực là kẻ tiểu nhân nham hiểm và xảo quyệt. Đêm nay gặp mặt quả thực là như vậy. Trong chốc lát, không ít người bới móc Triệu Vô Cực đủ điêu, bọn họ đều ghét Triệu Vô Cực đến cực điểm. Như thể chìa khóa xe bị Triệu Vô Cực trộm, chứ không phải do Dương Tiêu sắp xếp từ trước. Nghe thấy những lời bình luận khinh thường của mọi người, Triệu Vô Cực sông sờ sờ suýt ngất xỉu. Mỗi lần gặp Dương Tiêu mặt mũi anh ta sẽ đều dính đầy cho, lần này Triệu Vô Cực tràn đầy tự tin nhưng không ngờ cuối cùng lại bại trong tay Dương Tiêu. Điều khiến trái tim Triệu Vô Cực tan nát nhất là lần này anh ta không biết mình đã rơi vào trong tay Dương Tiêu như thế nào. Dương Tiêu chế giễu trong lòng không thôi, Triệu Vô Cực này lại dám chơi trò vu không anh, quá non. Trước mặt anh ta, kỹ thuật che mắt của Dương Tiêu đã xuất thần nhập hóa, nếu Triệu Vô Cực này có thể nhìn ra thì thực sự có quỷ. Chính là anh làm, anh có ý vu oan cho tôi. Triệu Vô Cực chỉ vào mặt Dương Tiêu chửi bới. Nụ cười trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng đậm. Cậu Triệu, anh nói như vậy tôi có thể coi là anh đang ngậm máu phun người không? Dương Tiêu, nhanh chóng thừa nhận là anh vu oan tôi. Đôi mắt của Triệu Vô Cực lập tức đỏ lên. Anh ta cảm thấy điên cuồng, cả người như sắp rơi vào trạng thái cuồng bạo. Anh ta biết chính xác đêm nay là dịp gì, nếu thật sự không sạch sẽ, danh tiếng của anh ta ở thành phố Trùng Nguyên sẽ thực sự hoàn toàn thôi nát. Dương Tiêu giễu cợt nói, cậu Triệu có ý gì? Anh đang đe dọa tôi. Dương Tiêu. Ông nội anh dám nói là anh. Không làm không, đồ khốn kiếp, tôi liều mạng với e nhì. Triệu Vô Cực mất kiểm soát nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt Dương Tiêu. Thay vì hủy hoại danh tiếng, anh ta thả cá chết lưới rách với Dương Tiêu. Nhìn Triệu Vô Cực vô cùng tức giận, Đường Mộc Tuyết vội vàng nói, Dương Tiêu, mau tránh ra. Tránh ra, Mộc Tuyết, đối phó với loại cặn bã này, phải ăn miếng trả miệng, máu trả máu. Dương Tiêu cười khây. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, ngay khi Triệu Vô Cực chuẩn bị lao về phía trước, Dương Tiêu cũng nắm chặt tay ra tay nhanh chóng. Triệu Vô Cực nhanh, nhưng Dương Tiêu càng nhanh hơn anh ta.
Bóp ly dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu ra tay nhanh hơn đâm vào má của Triệu Vô Cực. Một lực rất lớn rơi xuống, Triệu Vô Cực mất kiểm soát, người ngã ngựa đổ, bị gãy một cái răng. Âm một tiếng Triệu Vô Cực tiếp đất, đầu óc ong ong. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội khiến Triệu Võ Cực suýt rơi nước mắt. Dương Tiêu, anh dám đánh tôi. Mẹ nó tôi phải giết NHTL Triệu Vô Cực muốn đánh lại. Ngay lúc Triệu Vô Cực chuẩn bị ra đòn khác, Cung Minh hét lên, tất cả dừng lại cho tôi. Hơi thở của bề trên toát ra từ người Cung Minh cho thấy mặt mạnh của bề trên một cách sinh động và tỉnh tế. Thấy Cung Minh đến, Triệu Vô Cực đâu dám ra tay, anh ta sững sờ tại chỗ. Cậu Dương, xảy ra chuyện gì? Cung Minh bước lên trước hỏi. Dương Tiêu chỉ vào Triệu Vô Cực châm chọc, chủ nhà cung, anh ta trộm chìa khóa xe của tôi, còn chuẩn bị đánh tôi. Vừa nãy tôi tự vệ đánh ngã anh ta, không ngờ tên này vẫn muốn đánh tôi, đúng lúc chủ nhà cung tới. Chủ nhà cung, ông nhất định phải phân xử cho tôi. Họ hai còn có chuyện như vậy, Cung Minh nhíu mày. Nhìn Dương Tiêu nghiêm túc nói nhảm, mũi của Triệu Vô Cực như muốn bốc khói. Triệu Vô Cực nhìn Cung Minh vội vàng nói, chú cung, mọi chuyện không như chú nghĩ. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, cút khỏi đây, ngay lập tức, ngay và luôn. Cung Minh là một người khôn ngoan, rất nhanh ông ta đã hiểu tất cả những chuyện này đều là Dương Tiêu âm thầm động tay động chân, chắc chắn Triệu Vô Cực này có mắt không tròng đắc tội Dương Tiêu. Cái gì, cút khỏi đây. Nghe vậy, Triệu Vô Cực há to miệng, sững sờ tại chỗ vô cùng hoang mang. Tôi nói cút khỏi đây, không hiểu sao, Cung Minh lạnh lùng nói. Dưới luồng khí khổng lồ của Cung Minh, Triệu Vô Cực trông rất kinh hoàng, anh ta không ngờ Cung Minh lại nói chuyện với mình như thế này. Đừng quên, mặc dù 10 đại gia cùng tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên chiến đấu công khai và bí mật, nhưng khi gặp phiền phức, vẫn có tinh thần giúp đỡ, rất ít khi xé nát mặt mũi. Điều khiến Triệu Vô Cực hoang mang là Cung Minh, chú Cung vẫn luôn đối xử tốt và tử tế với anh ta lại thực sự bảo anh ta cút ra ngoài. Ngày thường nhà họ Triệu của anh ta có quan hệ tốt với nhà họ Cung, quan hệ giữa Triệu Vô Cực và Cung Minh cũng không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, Triệu Vô Cực không hề biết mối quan hệ giữa nhà họ Cung và Dương Tiêu đã thân thiết hơn, trọng mắt Cung Minh nhà họ Triệu chỉ bằng cái rằm. Trước đây vì một miệng đát mà nhà họ Cung và nhà họ Triệu đã giãn co một thời gian dài, may mà có Dương Tiêu kịp thời đến giúp nhà họ Cung giành được miếng đất này. Nếu như mọi khi, Cung Minh tự nhiên sẽ không lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, nhưng Triệu Vô Cực đã thật sự xúc phạm một người không nên xúc phạm. Chú Cung, Triệu Vô Cực nói với vẻ rất khó tin. Đôi mặt của Cung Minh khẽ nheo lại, một luồng khí càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt khóa chặt trên người Triệu Vô Cực, dưới luồng khí này Triệu Vô Cực vô cùng sợ hãi. Cút ra ngoài, đây là lần cuối cùng. Cung Minh lạnh lùng nói. Nhìn thái độ lạnh như băng của Cung Minh, Triệu Võ Cực như bị tạt gáo nước lạnh vào đầu, đờ người ra. Lúc này, Lưu Quyền người đứng đầu nhà họ Lưu cũng bước lên phía trước hét lớn. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh không phải là nơi để một số tên trộm dơ bản trà trộn vào, Triệu Vô Cực, cút ra ngoài. Lão nghé Điền Lộc đã xúc phạm sâu sắc đến Dương Tiêu, Điền Chấn Hưng con trai ông ta bị xe tải tông chết, đây là hôi chuông cảnh tỉnh cho Lưu Quyền. Trước kia nhà họ Lưu chịu tổn thất lớn trong tay Dương Tiêu, Lưu Quyền cũng không dám xúc phạm đến uy nghiêm của Dương Tiêu. Biết được nỗi kinh hoàng của Dương Tiêu, nhìn thấy Dương Tiêu bị Triệu Vô Cực nhắm vào ông ta lập tức nhảy vào muốn lấy lòng Dương Tiêu. Hả? Nhìn thấy Lưu Quyền chủ nhà họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc, tiến lên mang Triệu Võ Cực, một đám người đều sửng sốt. Triệu Vô Cực, không cần tìm mắt mặt, còn không mau cút ra ngoài. Kim Đại Trung không khách sáo hét lên. Tống Công Minh người đứng đầu nhà họ Tông, một trong 10 đại gia hàng đầu cũng bước tới hét lên, Triệu Vô Cực, cút ra ngoài. Trong phút chốc, nhiều nhân vật quan trọng ở Trung Nguyên đồng loạt đứng ra. Nhìn thấy hai trong 4 gia tộc lớn tiến lên. Cũng như đại gia Kim Đại Trung, những đại gia kinh doanh bị Triệu Vô Cực làm nhục cũng trách mắng. Triệu Vô Cực, cút ra ngoài. Triệu Vô Cực, cút ra ngoài. Trong chốc lát, thủy triều cuồn cuộn, Triệu Vô Cực sợ đến mức suýt tè ra quần. Sau khi bị quá nhiều doanh nhân lớn cưỡng ép đuổi ra ngoài, Triệu Vô Cực bị dọa sợ hồn bay phách lạc. Anh ta biết nếu có nhiều thương nhân lớn như vậy đoàn kết lại thì dù nội bộ nhà họ Triệu thâm sâu cũng khó mà chồng lại được. Cung Minh phát tay. Hai vệ sĩ cường tráng trực tiếp bước tới, xách nách nâng Triệu Vô Cực lên. Không phải tôi làm, thực sự không phải tôi làm. Triệu Vô Cực khóc không ra nước mắt. Ban đầu anh ta chỉ nghĩ muốn hủy hoại danh tiếng của Đường Mộc Tuyết,
ai biết cuối cùng anh ta đã tự làm mất uy tín của bản thân, xúc phạm nhiều tên tuổi lớn tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh. Nghĩ đến điều này, Triệu Vô Cực cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Cút ngay, hai vệ sĩ ném mạnh Triệu Vô Cực ra khỏi khách sạn. Triệu Vô Cực ngã lăn như chó ăn cút, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cùng phẫn nộ, thật sự không phải tôi làm, Dương Tiêu mẹ nó anh chờ đầy cho tôi sẽ còn quay lại, tôi sẽ không tha cho anh. Mọi chuyện đã thành ra như thế này, Triệu Vô Cực không có lựa chọn nào khác đành rời khỏi hiện trường hội nghị thượng đỉnh kinh doanh. Cậu Dương, chuẩn bị vào ngồi đi. Sau khi xử lý Triệu Vô Cực xong, Cung Minh cười nói. Dương Tiêu cười nhẹ nói, được, phiền chủ nhà cung rồi. Phòng ba kết thúc, sau khi ngồi vào chỗ đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết lóe lên, cô thấp giọng nói, Dư Ưng Tiêu, tất cả những chuyện vừa nãy là do anh làm đúng không? Mộc Tuyết, người ta nói vợ mang bầu ngốc 3 năm, em còn chưa mang bầu, sao đã ngốc như vậy? Không phải anh làm thì còn có thể là ai? Dương Tiêu cười nói, anh đáng ghét, Đường Mộc Tuyết bu môi. Vậy mà Dương Tiêu lại nói cô ngốc, điều này khiến Đường Mộc Tuyết rất không phục. Tuy nhiên, nghĩ đến vì mình mà Dương Tiêu đã ra tay tàn nhẫn với Đường Dĩnh và Triệu Vô Cực, trong lòng của Đường Mộc Tuyết ngọt như mật. Đường Mộc Tuyết biệt Dương, Tiêu có kỹ năng phi thường, nhưng cô không muốn Dương Tiêu có quá nhiều kẻ thù. Cô lo lắng nói, sau này đừng liều lĩnh như vậy, quá dễ đắc tội người khác. Dương Tiêu nghe vậy, anh nhìn Đường Mộc Tuyết bằng đôi mắt trong veo, Mộc Tuya. Hả, Đường Mộc Tuyết tò mò nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cưng chiều nói, còn nhớ lúc trước anh đã hứa với em cái gì không? Cái gì, Đường Mộc Tuyết hỏi theo bản năng. Dương Tiêu dịu dàng nói, anh đã nói sau này sẽ không để người khác bắt nạt em nữa, bây giờ anh nói thêm một câu. Chỉ cần em muốn, anh sẽ để cho những kẻ vu không em đời này bị em chà đạp dưới chân. Lời nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng pha trộn với sự bá đạo mạnh mẽ. Đúng vậy, chỉ cần Đường Mộc Tuyết muốn, Dương Tiêu sẽ để những kẻ vu không Đường Mộc Tuyết bị cô hung hăng chà đạp dưới chân. Trái tim Đường Mộc Tuyết rung động, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Trong lòng cô như có nai nhỏ chạy loạn, cô biết rất rõ Dương Tiêu không nói đùa với cô. Kết quả là câu nói anh ấy là người trong lòng tôi của Bạch Du Tĩnh nói đã không còn quá quan trọng trong lòng Đường Mộc Tuyết. Đúng vậy, người đàn ông của cô quá xuất sắc, đừng nói là Bạch Du Tĩnh cho dù là công chúa quý tộc hay thậm chí là hoàng hậu của một quốc gia châu Âu nào đó coi Dương Tiêu là người trong lòng Đường Mộc Tuyết cùng sẽ không thấy kỵ ạ. À. Em tin anh, Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng. Hai người nhìn nhau trìu mến, mọi thứ như im lặng. Cùng lúc đó, trong huyện Thiên Sơn một huyện nhỏ Tuyên 18 của tỉnh Hà Nam. Triệu Văn Chiết người có nhiều triển vọng nhất trong nhà họ Triệu, nhìn Triệu Thiết Căn ông cụ Triệu bằng ánh mắt dữ tợn, bác cả, bác thật sự không thể cho tôi một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi sao? Văn Chiết, đây là để cho bác gái cả của cậu bồi bổ sức khỏe, sao cậu có thể nhẫn tâm lấy? Vẻ mặt Triệu Thiết Căn không tình nguyện. Nhìn thấy dáng vẻ không thể thương lượng gì của Triệu Thiết Căn, vẻ mặt Triệu Văn Chiết ác độc, được được lắm, bác cả, thấy chết không cứu đúng không? Chuyện này tôi nhớ kỹ rồi. Lần trước gia đình Dương Tiêu trở về huyện Thiên Sơn, Triệu Văn Chiết bị mất mặt, công việc kinh doanh thủy. Sản của anh ta bị Vạn Tứ Hải người giàu nhất huyện Thiên Sơn trần áp mạnh. Giờ đây, mắt xích tài chính của Triệu Văn Chiết đã ngắn, anh ta đánh ý nổ lên hai cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà Dương Tiêu tặng. Bất kỳ một củ sâm hoang dã trăm năm tuổi nào trong hai cây này đều trị giá hơn 1 triệu tệ, chỉ cần có được một cây công việc kinh doanh của anh ta có thể khởi tử hồi sinh. Ai? Nhìn Triệu Văn Chiết tức giận thở hồn hến rời đi, Triệu Thiết Căn thở dài thườn thượt. Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng bà cụ Triệu vẫn còn rất yêu, tuổi cao nên bà cần nhiều thuốc bổ để bồi bổ cơ thể. Sau khi rời đi, Triệu Văn Chiết tìm Tôn Phú Quý, đây là Thạch Tín, hãy đầu độc bá, gái cả của tôi. Hả, Tôn Phú Quý sững sờ. Bác gái cả của Triệu Văn Chiết, thế nhưng là mẹ ruột của Triệu Liên vợ ông ta, đầu độc bè trên là tội ác tày trời. Triệu Văn Chiết lấy thẻ ngân hàng ra. Trong đó có 200.000 tệ, chỉ cần anh làm, tiền sẽ là của anh. 200.000 tệ, ánh mắt kinh ngạc của Tôn Phú Quý dần dần chuyển thành lạnh lẽo, âm hiểm. Ngày hôm sau tin dữ ập đến vào sáng sớm, bà cụ Triệu bị trúng độc qua đời. Nguyên nhân chết, trước khi chết đã uống một bát canh thuốc bổ làm từ nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Ngay khi tin tức được đưa ra, tất cả người nhà họ Triệu đều vừa đau buồn vừa tức giận. Bọn họ đều nhắm vào Dương Tiêu. Dương Tiêu không hề hay biết một cơn bão lớn sắp ập đến. Cái gì hai? Tờ mờ sáng,
Triệu Cầm vừa mở đôi mắt lim dim còn buồn ngủ thì nhận được một cuộc gọi. Sau khi trả lời điện thoại, Triệu Cầm như bị sét đánh giữa trời xanh, ánh mắt dần dần trở nên đỏ đẫn, điện thoại di động trong tay trượt xuống đất. Cầm Cầm sao vậy? Đường Kiến Quốc ngạc nhiên hỏi. Triệu Cầm hồn bay phách lạc lắm bẩm, mẹ chết rồi. Sao có thể? Vẻ mặt Đường Kiến Quốc thay đổi. Dương Tiêu đang nấu cháo trong bếp chỉ cảm thấy, sau lưng có một loại nghi thở giết người ập đến, vừa quay đầu lại thì thấy Triệu Cầm đang hằm hằm trừng mắt nhìn mình. Dương Tiêu cau mày, mẹ, làm sao vậy? Tối hôm qua không ngủ ngon à hai? Anh có thể cảm giác được lúc này, Triệu Cầm đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Dương Tiêu, tôi hỏi cậu, nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà cậu giải bị cho mẹ tôi có chứa độc bí ết ết? Đôi mắt Triệu Cầm nứt ra hét ên. Dương Tiêu nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Chứa độc, xảy ra chuyện gì? Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là vạn tứ hải người giàu nhất huyện Thiên Sơn chuẩn bị cho anh. Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi do vạn tứ hải đích thân chuẩn, làm sao mà có độc được? Dương Tiêu cậu bót giả ngu đi, chắc chắn là do cậu làm. Cậu còn lâu mới có lòng tốt tặng mẹ tôi cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Đêm qua mẹ tôi đã qua đời sau khi uống nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi cực độc, cậu dám nói là mình không làm không? Trong mắt Triệu Cầm hiện lên ngọn lửa hừng hực, nếu như ánh mắt của bà ta có thế giết người, e rằng giờ, phút này Dương Tiêu đã bị ngũ mã phanh thây. Dương Tiêu đột nhiên nhướng mày, cái gì? Bà ngoại qua đời. Mẹ của Triệu Cầm là bà ngoại của Đường Mộc Tuyết, đương nhiên cũng là bà ngoại của Dương Tiêu. Anh và bà cụ Triệu chỉ có duyên gặp nhau một lần, lúc đó bà cụ Triệu vẫn nằm trên giường bệnh. Để chữa trị cho bà Triệu, Dương Tiêu không ngần ngại nhờ Liêu Giang Hà tự mình thực hiện ca phẫu thuật. Làm sao anh có thể ra tay độc ác hại người già được? Đây hoàn toàn không phải là phong cách của Dương Tiêu, bà cụ Triệu qua đời, chẳng trách Triệu Cầm lại tức giận như vậy. Giả vờ, Dương Tiêu cậu tiếp tục giả vờ đi, tôi biết ngay là cậu chẳng có lòng tốt gì. Làm sao cậu sẽ nỡ lòng tặng nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi cho mẹ tôi được? Triệu Cầm như muốn nổi điên. Tuy rằng Triệu Cầm vẫn luôn chua ngoa, nhưng bà cụ Triệu là mẹ ruột của bà ta. Mẹ ruột của bà ta bị người ta đầu độc chết, không biết giờ phút này Triệu Cầm điên cuồng như thế nào. Dương Tiệu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Mẹ, trước tiên mẹ đừng gấp, trong cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi chắc chắn không có độc. Chắc chắn có kẻ đang âm thầm đứng sau giết hại bà ngoại. Hừ. Tôi thấy cậu mới là hung thủ thật sự, dám đầu độc mẹ tôi, Dương Tiêu bà đây liều mạng với cậu. Triệu Cầm điên cuồng lao về phía Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết vừa mới tập thể dục xong, nhìn thấy Triệu Cầm lao tới chỗ Dương Tiêu, cô nhanh chóng tiến lên ngăn cản Triệu Cầm. Mẹ, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà không thê từ từ nói? Đường Mộc Tuyết chân an nói. Hai mắt Triệu Cầm đỏ ngầu, Mộc Tuyết, đừng ngăn cản mẹ, mẹ phải giết chết tên khốn kiếp này trả thù cho bà ngoại con ồ. Hả, trả thù cho bà ngoại, chẳng, lẽ bà ngoại, Đường Mộc Tuyết lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Cầm căm hận nói, đúng vậy, đêm hôm qua bà ngoại con đã qua đời sau khi uống nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi có độc, chắc chắn là Dương Tiêu làm. Bà ngoại qua đời, Đường Mộc Tuyết nâng cao tinh thần. Nhiều năm qua, vì cô gả cho Dương Tiêu, trước mặt bà ngoại cô cũng không được mọi người chào đón. Nhưng xét về khía cạnh khác, bà ngoại là người đối xử với Đường Mộc Tuyết tốt nhất. Đường Mộc Tuyết nhớ rõ lần trước trở về bà ngoại đã phẫu thuật thành công, sau khi về nhà cô còn định tranh thủ thời gian trở lại gặp bà. Điều khiến Đường Mộc Tuyết không thể chấp nhận được là chỉ mới qua mấy ngày bà ngoại mà cô kính trọng và yêu quý lại bị người khác đầu độc. Nguyên nhân còn là do nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà Dương Tiêu tặng. Dương Tiêu biết tin dữ đột ngột này khiến Đường Mộc Tuyết và Triệu Cầm cảm thấy khó chịu, anh hít sâu một hơi châm giọng nói, xin hãy tin con sẽ không đầu độc bà ngoại. Không phải cậu hại thì còn có thể là ai? Dương Tiêu, hôm nay bà đây phải diệt cậu. Triệu Cầm cuồng loạn hét lên. Mặc dù Đường Mộc Tuyết vô cùng đau lòng, nhưng cô vẫn kéo Triệu Cầm lại. Mẹ, trước khi sự thật chưa được đưa ra ánh sáng, chúng ta không thể vụ oan cho Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết biết cách làm người của Dương Tiêu, mà Dương Tiêu và bà ngoại cô chỉ gặp nhau một lần, cô thật sự không nghĩ ra động cơ giết người của Dương Tiêu. Mộc Tuyết, con còn chưa nhìn ra sao? Đây là Dương Tiêu đang trả thù nhà chúng ta, chắc chắn là Dương Tiêu đang trả thù. Triệu Cầm kiên định không buông tha cho Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu khó coi nói lại, mẹ, con biết trong lòng mẹ con là phế vật, nhưng mong mẹ phải tin tưởng nhân cách của con. Con lấy nhân cách của mình ra bảo đảm chuyện này nhất định không phải do con làm. Con bằng lòng theo mẹ trở về Thiên Sơn, phối hợp điều tra.
biết tin dữ vào sáng sớm, Dương Tiêu cảm thấy rất nặng nề. Dù sao thì bà cụ Triệu cũng là bà ngoại của Đường Mộc Tuyết, bây giờ bà cụ Triệu bị trùng độc, đương nhiên Dương Tiêu không muốn nhìn thấy kết quả này. Phối hợp điều tra, tôi thấy sự việc đã bại lộ, cậu định bỏ trồn chứ gì lớn, Triệu Câm chỉ muốn một dao giết chết Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết cứng rắn ngăn cản Triệu Câm, mẹ, con tin Dương Tiêu không phải loại người như vậy. Câm Câm, sự việc xảy ra đột ngột, chúng ta không thể vu oan cho Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc mặt đen nói. Mặc dù Đường Kiến Quốc rất ghét Dương Tiêu, nhưng ông ta cũng không mong hung thủ thật sự sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Đường Mộc Tuyết lại nói, mẹ, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta về huyện Thiên Sơn, có lẽ lúc chúng ta trở về sự thật sẽ sáng tỏ. Bị Đường Mộc Tuyết kéo, còn có Đường Kiến Quốc nói chuyện thay cho Dương Tiêu khiến Triệu Cầm tức giận khó tiêu. Bà ta biết vừa rồi mình quá bốc động, cho dù bây giờ thái độ của Dương Tiêu cao ngạo hơn trước rất nhiều, nhưng 5 năm qua Dương Tiêu đối với bọn họ rất tôn trọng, loại tội ác tày trời này cũng không giống như chuyện Dương Tiêu sẽ làm. Tuy nhiên, Dương Tiêu vẫn bị hiềm nghỉ lớn, dù sao thì cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do Dương Tiêu tặng. Hửi phế vật, lập tức lái xe trở về Thiên Sơn. Nếu hung thủ thật sự là cậu, bà đây sẽ lột da của cậu. Triệu Cầm phẫn hận nói. Dương Tiêu gật đầu nói, vâng. Lúc này một chậu nước bản tạt vào người khiến Dương Tiêu không kịp cảnh giác. Hiện nay, tranh cãi là vô nghĩa. Bây giờ đã có một vấn đề, anh phải giải quyết vấn đề này. Đường Kiến Quốc nói với Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, đưa âng đê phế vật này chạy mắt. Bố mẹ đi sắp xếp đồ đạc một chút. Dương Tiêu, sổ cuộc đã xảy ra chú ý DFBX sau khi Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm về phòng, Đường Mộc Tuyết bi thương hỏi. Dương Tiêu lắc đầu thở dài, Mộc Tuyết, anh cũng không biết rõ. Anh có thể nói với em, chuyện này không phải do anh làm. Hơn nữa, hai cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này là do Vạn Tứ Hải đích thân tặng cho anh, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Vạn Tứ Hải tặng. Đường Mộc Tuyết trở nên hoảng hốt, Vạn Tứ Hải là người giàu nhất huyện Thiên Sơn, nếu cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này do Vạn Tứ Hải tặng, hoàn toàn sẽ không có khả năng chứa độc tố cao. Xem ra có người ở huyện Thiên Sơn muốn sát hại bà ngoại, còn muốn vu oan cho Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu trầm như nước, dám cả gan ám hại bà cụ Triệu đổ tội cho anh, người này thật sự vô nhân tính, điên cuồng. Lúc này, trong huyện Thiên Sơn, trong mắt Triệu Văn Chiết, người có triển vọng nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Triệu, lộ ra vẻ độc ác nham hiểm, nở nụ cười tà ác. Triệu Thiệt Căn lão già sông lâu, việc kinh doanh thủy sản của tôi xảy ra vấn đề, ông lại thầy chết không cứu, bây giờ bác gái cả đã chết, tôi xem ông có suy sụp hay không. Còn tên khốn Dương Tiêu nữa, cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do mày tặng, lần này bà cụ Triệu chết, tao xem mày sẽ ngụy biện như thế nào. Ha 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 ha. Nụ cười trên mặt Triệu Văn Chiết càng lúc càng nồng đậm, như thể chuyện này không liên quan gì đến anh ta, Dương Tiêu đã định phải trả giá cho. Bà cụ Triệu bị trúng độc, đã vậy còn do nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà Dương Tiêu tặng, Dương Tiêu khó tránh khỏi có trách nhiệm. Cả nhà họ Triệu bùng nổ một lúc, bọn họ đều nhằm vào Dương Tiêu. Triệu Liên buồn bã nói, bó, chắc chắn phê vật Dương Tiêu đã làm chuyện này. Vừa nhìn đã biết tên khốn này không phải người tốt gì. Đúng vậy, bó, chắc chắn là Dương Tiêu đã làm, lẳn trước phê vật Dương Tiêu này về không có lòng. Tốt gì, Tôn Phú Quý nói mặt không đỏ tim không đập. Bác cả, bác phải trừng trị Dương Tiêu, cần thiết phải đem tên giết người này ra xử lý. Tất cả con cháu nhà họ Triệu đều tràn đầy tức giận, chỉ muốn lập tức bắt Dương Tiêu xẻ thành tám khúc. Triệu Thiết Căn ông cụ Triệu đau lòng nói, khi Dương Tiêu trở về, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Dương Tiêu ở thành phố Trung Nguyên không chần chờ liên hệ với Vạn Tứ Hải. Ông Vạn, cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà ông tặng cho tôi có lai lịch bất chính không? Dương Tiêu đi thẳng vào chủ đề. Vạn Tứ Hải, người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, ngạc nhiên nói, ân nhân, có vấn đề gì à? Tôi đã mua hai cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này với giá cao ở buổi đấu giá. Tối hôm qua, bà Triệu đã qua đời sau khi dùng nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Giọng điệu Dương Tiêu nặng nề. Vạn Tứ Hải đột nhiên giật mình, cái gì? Qua đời. Ngay sau đó Vạn Tứ Hải hoảng hốt. Cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do ông ta táng cho Dương Tiêu, nay bà Triệu đã qua đời, ông ta không thể tránh khỏi có trách nhiệm. Ông Vạn, ông đừng lo, chuyện này không liên quan đến ông, tôi sẽ xử lý. Dương Tiêu trầm giọng nói. Vạn Tứ Hải là người như nào Dương Tiêu biết rất rõ, xét từ bất kỳ góc độ nào,
Vạn Tứ Hải cũng sẽ không đưa nhân sâm hoang dã trăm năm tươi có chứa độc cho mình. Hơn nữa, các vật phẩm trong buổi đấu giá đã được các chuyên gia thẩm định, sẽ không có vấn đề gì lớn về chất lượng. Bây giờ bà cụ Triệu bị ngộ độc chết, sự thật chỉ có một. Đó là có người đã âm thầm động tay động chân làm tất cả những chuyện này. Ít nhất, Dương Tiêu đã nghĩ tới mấy người, Triệu Văn Chiết bề dưới xuất sắc nhất của nhà họ Triệu, một nhà Triệu Liên đều có khả năng. Một lớp vừa dịu đi thì một lớp khác lại trồi lên, khiến Dương Tiêu thật sự rất đau đầu. Hai ngày này chính là thời điểm giải quyết xong dòng chính nhà họ Đường và bà cụ Đường, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Trước đó thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu chứa độc tố, bây giờ bà cụ Triệu lại bị ngộ độc chết, không cần nói tâm trạng lúc này của Dương Tiêu phức tạp như thế nào. Trước khi rời đi, Dương Tiêu đặc biệt dặn dò Long Ngũ và Lý Minh Hiên, yêu cầu họ tăng cường công kích đối với tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Đồng thời, dặn dò Lý Thần, Chiến nhìn chằm chằm nhà họ Điền, nếu lão già Điền Lộc này dám hỗn láo thì trực tiếp diệt nhà họ Điền. Dương Tiêu lái xe đưa ba người Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm và Đường Kiên Quốc đến huyện Thiên Sơn với tốc độ nhanh nhất. Ông cụ Triệu và những người khác sống ở nông thôn, Dương Tiêu nghe theo Triệu Cầm chỉ đường lập tức đến thôn Trang Triệu. Thôn Trang Triệu, tên như ý nghĩa, hầu hết là người họ Triệu. Thôn Trang Triệu không nhỏ, có mấy trăm nhân khẩu. Khi còn trẻ ông cụ Triệu từng làm bí thư chỉ bộ thôn, ông là người tốt, có đức độ và uy tín cao trong thôn. Chỉ cần người trong thôn có họ Triệu, ít nhiều đều có quan hệ huyết thống. Nhìn thấy một chiếc Maserati đang đến gần, Triệu Liên ở cổng thôn lập tức tập trung vào Maserati, hét lên với nhóm người thôn Trang Triệu. Chính là chiếc xe này, chính là chiếc xe này, mọi người lên ngăn cản bọn họ đi. Đi Tôn Phú Quý cùng với một nhóm người nhà họ Triệu cầm sẻng lao về phía trước. Ngay sau đó, hàng trăm người nhà họ Triệu cầm dao trong bếp, liêm, cuốc và các đồ dùng khác lao lên. Tôn Phú Quý dẫn đầu cầm theo một cái sẻng, giận dữ hét vào kính chắn gió của Maserati, Dương Tiêu, tên dê người mau cút ra đây. Cút ra đây, hát. Một nhóm người thôn Trang Triệu tràn đầy phẫn nộ, mang theo dụng cụ nhao nhao hét lên. Như thể Dương Tiêu là hung thủ giết người thực sự đằng sau vụ đầu độc bà cụ Triệu. Bây giờ bọn họ muốn đánh chết Dương Tiêu, trả thù cho bà cụ Triệu. Má ơi, Triệu Cầm ngồi trong xe giật mình kêu lên. Cảm nhận được hơi thở kỳ lạ mạnh mẽ, sắc mặt Đường Kiên Quốc tái nhợt, ngay cả gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cũng không có một chút màu máu. Hiển nhiên là bởi vì nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi do Dương Tiêu tặng mà ngay cả nhà Đường Mộc Tuyết cũng bị giận cá chép thớt. Triệu Cầm tức giận chỉ vào Dương Tiêu hét lên, xem chuyện tốt mà cậu làm đi, cả nhà chúng tôi đều bị liên lụy. Dương Tiêu, bây giờ phải làm sao? Đường Mộc Tuyết mặt mày trăng bệch hỏi. Sắc mặt Dương Tiêu lạnh lùng nhìn đám người đang náo loạn, nói, mọi người ở trong xe, anh xuống xử lý. Anh xử lý, không được, Đường Mộc Tuyết vội vàng ngăn cản. Bên ngoài có ít nhất trăm người, trong tay đều mang theo dụng cụ, nếu bọn họ công kích Dương Tiêu, e rằng Dương Tiêu sẽ không thể chống lại được. Tôn Phú Quý hét lên, Dương Tiêu, còn không mau cút ra đây. Cút ra đây. Hàng trăm dân làng hét lên. Thậm chí có nhiều người còn lầy bùn, đá đập mạnh vào Maserati. Dương Tiêu cười nhẹ nhàng, Mộc Tuyết, không sao đâu. Maserati bị đám người vây quanh, nếu anh còn không xuống xe, e rằng đến lúc đó ba người Đường Mộc Tuyết sẽ bị thương. Dương Tiêu không muốn thấy Đường Mộc Tuyết bị tổn hại gì. Cạch! Dưới ánh mắt của nhiều người dân trong thôn, Dương Tiêu mở cửa bước xuống xe. Ngay sau khi Dương Tiêu xuống xe, đám người trong thôn mặt mày hằm hè xông lên, cầm dụng cụ đôi mặt với Dương Tiêu. Như thể chỉ cần có người ra lệnh, bọn họ sẽ đồng thời ra tay đâm thủng Dương Tiêu mây lỗ. Tôn Phú Quý trừng mắt nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu, mẹ uông canh nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà cậu tặng bị ngộ độc qua đời, cậu muốn nói gì không? Đúng vậy, bà ấy chết vì trúng độc, cậu còn muốn nói gì không? Đám người nhà họ Triệu tức giận nói. Sắc mặt Dương Tiêu năng nề. Liếc mắt nhìn mọi người chậm rãi nói. Mọi người, tôi biết bây giờ mọi người đều rất tức, giận. Bà cụ Triệu cũng là bà ngoại của tôi, bà ấy bị trúng độc, Dương Tiêu tôi cảm thấy rất buồn. Quả thực nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do tôi tặng, nhưng tôi có thể đảm bảo trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi hoàn toàn không có độc. Nếu trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi thật sự có độc, thì bây giờ Dương Tiêu tôi tự nhiên sẽ không đứng ở chỗ này. Giọng điệu Dương Tiêu trầm thấp nhưng lại xen lẫn uy nghiêm mạnh mẽ, ánh mắt rực lửa, giống như chim ưng, có thể chấn động tâm hồn người khác. Đám người nhà họ Triệu nhìn thấy Dương Tiêu trịnh trọng như vậy đều do dự.
chẳng lẽ người hạ độc bà cụ Triệu không phải là thằng nhóc trước mặt này? Tôn Phú Quý chế nhạo, vớ vẩn. Không phải cậu đầu độc mẹ thì còn có thê là ai? Mọi người, đừng nghe tên khốn này nói nhảm, đánh chết cậu ta đi. Nói xong, Tôn Phú Quý cầm sẻng, từ trên không phang vào đầu Dương Tiêu. Đánh chết cậu ta trước sự xúi dục của Tôn Phú Quý, nhóm dân trong thôn câm dụng cụ đâm về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu, cẩn thận, nhìn thấy nhiều người tấn công Dương Tiêu tàn nhẫn, Đường Mộc Tuyết bị dọa sợ mặt mày tái lại. Dương Tiêu hơi nheo mắt lại, xem ra không thể giải thích với người nhà họ Triệu. Ngay lúc đám người họ nhà Triệu chuẩn bị bổ vào người Dương Tiêu, một giọng nói tức giận uy nghiêm vang lên, làm loạn. Tôi xem ai dám ra tay. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Ông ta chạm vào eo của mình, lấy súng bóp cò súng bắn lên trời. Bằng một tiếng súng cực lớn vang lên, trong phút chốc đám người nhà họ Triệu đều sợ hãi. Ừng ực. Nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc, đám người nhà họ Triệu không kìm được nuốt nước miệng, màng nhĩ đau đớn vì tiếng súng. Người đàn ông trung niên mặc đồng phục bước tới hỏi, cậu Dương không bị kinh hãi chứ? Ông là, vẻ mặt Dương Tiêu kinh ngạc. Người đàn ông trung niên lấy giấy chứng nhận ra và tự giới thiệu, tôi đến từ Tổng cục huyện Thiên Sơn, tên là Hồ Khoan Quảng. Cách đây không lâu Lão Vạn đã gọi cho tôi vội chạy đến, may mắn vừa nãy tới kịp lúc. Nếu cậu Dương không ngại thì gọi tôi là ông Hồ cũng được. Xin chào cảnh sát. Tê ông Hồ, Dương Tiêu lễ phép cười. Lúc này, Vạn Tứ Hải gọi tới. Ân nhân, Lão Hồ là người có tài ở huyện Thiên Sơn, là người có tính tình cương trực. Có Lão Hồ giúp đỡ chắc chắn ân nhân sẽ rửa được oan uông. Tôi đang ở nơi khác trong chốc lát không về kịp, tôi sẽ lập tức xử lý xong việc ở đây rồi trở về Thiên Sơn. Vạn Sĩ Hải trầm giọng nói. Dương Tiêu đáp, không sao, ông Vạn cứ làm việc của mình đi, chuyện bên này tôi sẽ xử lý. Cúp điện thoại, Dương Tiêu nhìn về phía Hồ Khoan Quảng, chuyện. Này, ông Hồ, chuyện này tìm hiểu như thế nào rồi? Vì Hồ Khoan Quảng này có quan hệ tốt với Vạn Tứ Hải, nên có thể coi là người của mình. Mặc dù gọi thẳng là ông Hồ thì hơi không thích hợp, nhưng năng lực thích ứng của Dương Tiêu rất mạnh. Cậu Dương, cậu yên tâm, tôi đã tìm hiểu chuyện này rồi, tiếp theo tôi bằng tự mình đảm nhận vụ án này. Hồ Khoan Quảng cười nhẹ nói. Dương Tiêu gật đầu nói, được, vậy chúng ta xử lý càng sớm càng tốt. Với sự xuất hiện của Hồ Khoan Quảng, khuôn mặt của Tôn Phú Quý dân trở nên xấu xí. Đêm qua ông ta đã tự tay bỏ Thạch Tín vào canh nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, bây giờ cảnh sát vào cuộc, khiến ông ta rất bất an. Sĩ quan cảnh sát, còn cần điều tra gì nữa? Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do cậu ta tặng, chắc chắn là do cậu ta hạ độc. Tôn Phú Quý khẳng định. Hồ Khoan Quảng nghiêm nghị nói, trước khi còn chưa tra ra chân tướng của sự việc thì đừng vội kết luận. Ông ta nghe từ Vạn Tứ Hải nói rằng cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này là do Vạn Tứ Hải tặng cho Dương Tiêu lại đưa nó cho bà cụ Triệu bồi bổ cơ thể. Bây giờ bà cụ Triệu bị đầu độc một cách kỳ lạ, nếu không có thứ gì lạ trong đó thì thật sự có tà. Về phần Dương Tiêu là hung thủ giết người, thì đơn giản là lời nói không có cần cụ. Cho dù ân nhân của Vạn Tứ Hải muốn ám sát ai đó, cũng sẽ không dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy, hung thủ thực sự chắc chắn là người khác. Tôn Phú Quý chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ông ta không dám thô lỗ trước mặt Hồ Khoan Quảng. Tuy nhiên, Hồ Khoan Quảng lại đặc biệt nhìn Tôn Phú Quý nhiều hơn, nhìn đến mức khiến Tôn Phú Quý cảm thấy sởn tóc gáy. Người này có vấn đề, Hồ Khoan Quảng thập giọng nói với Dương Tiêu. Dương Tiêu gật đầu nói, tôi nhìn ra được. Người hạ độc không phải anh, bây giờ mình vừa mới tới thôn Trang Triệu, Tôn Phú Quý đã dẫn người tới chặn đường, chuyện này có phần không hợp lý. Đặc biệt là Tôn Phú Quý xúi dục mọi người công kích anh, đây là cô tình che đậy gì sao? Đi, Hồ Khoan Quảng dẫn mọi người vào sâu trong thôn Trang Triệu. Khi Dương Tiêu quay lại xe, Đường Mộc Tuyết lo lắng nói, lần sau đi lên đừng bốc đồng như vậy, anh thế này khiến em rất lo lắng. Mộc Tuyết em yên tâm, anh sẽ không làm gì không chắc chắn. Được Đường Mộc Tuyết quan tâm, Dương Tiêu cảm thấy ấm áp. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm hết hôn chưa tỉnh. Cảnh tượng ban nãy của đám người Tôn Phú Quý quá nóng nảy. Cũng may là Hồ Khoan Quảng đến kịp lúc, nếu không trên người Dương Tiêu thật sự có lỗ đâm. Thằng nghiệp chướng nhà cậu còn có mặt mũi tới. Dương Tiêu vừa tới khu nhà lớn nhà họ Triệu, Triệu Thiết Căn ông cụ Triệu đã run dây chỉ vào Dương Tiêu măng. Lúc này, bên trong khuôn viên nhà họ Triệu trải đầy lụa trắng,
rất nhiều con cháu trực hệ của nhà họ Triệu đều mặc đồ tang. Không khí trầm mặc tràn đầy đau thương, trong hành lang trên một chiếc giường có một thi thể, chính là bà cụ Triệu bị trúng độc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Dương Tiêu cực kỳ không đành lòng. Mẹ, nhìn bà cụ Triệu bị tắm vải trắng che kín, Triệu Cầm rơi lệ quỳ xuống đất. Bà ngoại, hai mắt Đường Mộc Tuyết đỏ hoe. Đám người nhà họ Triệu nhìn Dương Tiêu đầy oán hận, bọn họ thật sự muốn đánh Dương Tiêu ngay lập tức. Vẻ mặt Dương Tiêu phức tạp nhìn Triệu Thiết Căn, ông ngoại, chuyện này không phải cháu làm. Không phải cậu thì còn có thể là ai? N già của mình bị đầu độc qua đời, Triệu Thiết Căn vô cùng tức giận. Dương Tiêu hít sâu một hơi thôn thức, ông ngoại, mọi người, thật sự không phải cháu làm. Dương Tiêu, cậu còn mặt mũi ngụy biện, còn không mau quỳ xuống chuộc tội. Một đám con cháu nhà họ Triệu tức giận hét lên. Nhìn đám người nhà họ Triệu kích động, Dương Tiêu cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hồ Khoan Quảng lập tức mang theo một nhóm người tiên lên, lấy dây chứng nhận ra nói với Triệu Thiết Căn, bác trai à, đừng kích động, phần lớn chuyện này không liên quan gì đến cậu Dương. Không liên quan, sĩ quan cảnh sát, vợ tôi chết sau khi uống nhân sâm hoang dã trăm năm tôi mà cậu ta tặng, làm sao có thể không liên quan. Triệu Thiết Căn tức giận nói. Đúng vậy, sĩ quan cảnh sát, đừng che đậy những lời trái lương tâm. Đám người nhà họ Triệu đều xác định Dương Tiêu đã làm chuyện này, ngoài Dương Tiêu ra thì không có ai khác. Hồ Khoan Quảng an ủi, bác trai, mọi người, chúng tôi vì nhân dân phục vụ, phải cậu Dương đầu độc hay không, chúng tôi điều tra một chút sẽ biết ngay. Sĩ quan cảnh sát, cậu phải làm chủ cho ông già này. Mặt mày Triệu Thiết Căn tràn đầy nước mắt. Xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng Hồ Khoan Quảng cũng nặng nề. Ông ta lại an ủi, bác trai yên tâm, lưới trời lồng lộng nhưng khó lọt, tôi nhất định sẽ đưa hung thủ giết người ra trước pháp luật. Vâng vâng vâng, nhất định phải tìm ra hung thủ giết người, trả lại công bằng cho vợ tôi. Triệu Thiết Căn kích động nói. Hồ Khoan Quảng trịnh trọng gật đầu, tối hôm qua, bà Triệu chết vì trúng độc do uống thuốc nấu từ nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi do cậu Dương tặng, bây giờ nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này ở đâu? Sĩ quan cảnh sát đi theo tôi. Triệu Thiết Căn tự mình đưa Hồ Khoan Quảng vào bếp. Hồ Khoan Quảng phất tay, một số bác sĩ pháp y lập tức bước tới tiền hành kiểm nghiệm. Nhìn thấy bác sĩ pháp y bước ra, đám con cháu của nhà họ Triệu vây quanh, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến sự thật. Bác sĩ pháp y mang dụng cụ rất đầy đủ, hiệu quả nhanh đến kinh ngạc. Hồ Khoan Quảng là người hỏi trước, tình hình thế nào? Vị bác sĩ pháp y trưởng cầm lấy một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi chưa được đun sôi, nghiêm nghị nói: cây nhân sâm hoang dã năm tuổi này không có vấn đề gì, bên trong không pha trộn bất kỳ thành phần độc tính cao nào. Không pha trộn bất kỳ thành phần độc tính cao nào. Triệu Thiết Căn và những người khác ngạc nhiên. Dương Tiêu chỉ vào bên trong nồi hỏi, thành phần bên trong này thì sao? Sau khi chúng tôi xác nhận nhiều lần, bây giờ có thể chắc chắn thuốc trong nồi này có chứa arsenic trioxide, cũng là thạch tín mà chúng ta thường gọi. Bác sĩ pháp y trưởng trầm giọng nói. Cái gì, thạch tín? Nghe đến đây, mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng, không ai ngờ rằng thuốc trong nồi lại chứa thạch tín, một loại thuốc độc cổ. Triệu Thiết Căn nghi ngờ nói, thạch tín, nhà chúng tôi không hề có loại đồ vật thạch tín này. Thành phần bên trong của nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này thì sao? Sứ Ẩn Tiêu tiếp tục hỏi. Bác sĩ pháp y trưởng thấp giọng nói, trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này cũng có chứa thạch tín, nhưng chưa thấm vào hết. Nói cách khác. Thạch tín được đưa vào sau khi nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi được đun sôi, không có trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Lời này vừa dứt, vẻ mặt của mọi người thay đổi điên cuồng. Không có trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Vậy chẳng phải hung thủ giết người không phải là Dương Tiêu? Dương Tiêu vô tội, tất cả bọn họ đã vu oan cho anh. Nhìn Dương Tiêu, vẻ mặt của đám con cháu nhà họ Triệu khá kỳ lạ. Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi nâu chín có chứa thạch tín chưa ngắm hết vào bên trong, ngoài ra bên trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi không có độc tố. Nếu như vậy, Dương Tiêu thật sự không phải là người đầu độc. Đường Mộc Tuyết bước lên hỏi lại, kết quả có chắc chắn không? Rất chắc chắn, họ là đội pháp y giỏi nhất ở huyện Thiên Sơn. Hồ Khoan Quảng thấp giọng nói. Chuyện này, đám người nhà họ Triệu hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ lại có kết quả như vậy. Triệu Thiết Căn ông cụ Triệu kích động nói, nếu hung thủ không phải cậu ta, thì còn ai có thể hại dê vợ tôi. Ông ngoại, ông Đừ Âm kích động, nếu là Dương Tiêu, anh ấy sẽ không hề xuất hiện ở đây.
Đường Mộc Tuyết nhanh chóng an ủi. Hồ Khoan Quảng cũng nói thẳng, bác trai à, trong chuyện này có rất nhiều chuyện lạ, chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng, một mạng người sẽ tuyệt đối không thể đang yên đang lành mà không còn được. Nhờ các cậu giúp, Triệu Thiết Căn vô cùng buồn bã. Bà cụ Triệu vừa trải qua một cuộc phẫu thuật không lâu, giờ lại bị trúng độc, Triệu Thiết Căn vô cùng đau buồn. Dương Tiêu liếc nhìn người nhà họ Triệu có mặt tại hiện trường, khi anh nhìn lướt qua Tôn Phú Quý dùng mình và tránh ánh mắt của Dương Tiêu. Dương Tiêu cười lạnh, không làm chuyện xấu không sợ ma gõ cửa, là ai hạ độc chắc hẳn trong lòng một số người biết rõ. Nghe những lời của Dương Tiêu, Tôn Phú Quý càng chột dạ hơn. Thạch Tín là Triệu Văn Chiết bảo ông ta cho vào, người thực sự hạ độc là ông ta Tôn Phú Quý. Tối hôm qua sau khi nhận được 200.000 tệ phí hỗ trợ của Triệu Văn Triệt, bị thúc đẩy bởi lợi ích khổng lồ, Tôn Phú Quý đã chọn cách đầu độc bà cụ Triệu. Xét cho cùng, tiền có thể sai khiến ma quỷ, 200.000 tệ là một con số thiên văn đối với Tôn Phú Quý. Bác trai, tối hôm qua ai là người nâu nhân xâm hoang dã trăm năm tuổi này vậy? Hỗ Khoan Quảng nghiêm nghị hỏi. Triệu Thiết Căn do dự một chút, nhìn gia đình Tôn Phú Quý. Hôm qua Triệu Văn Triệt đã hỏi ông muôn một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, nhưng Triệu Thiết Căn không cho, ông sợ Triệu Văn Triệt có ý đồ sâu nên đã gọi gia đình Tôn Phú Quý đến. Triệu Liên nghe vậy trực tiếp đứng ra, sĩ quan cảnh sát, gia đình chúng tôi có mặt tại hiện trường, bị hạ độc chết là mẹ ruột của tôi, sao nhà chúng tôi có thể ra tay tàn nhẫn hạ độc mẹ ruột của tôi được? Ồ, vậy thì thật kỳ lạ. Hồ Khoan Quảng sờ cắm. Dương Tiêu cười khẩy, đương nhiên bà sẽ không hạ độc, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không. Dương Tiêu, cậu có ý gì? Ý của cậu là Bằng Bằng và Phú Quý bỏ Thạch Tín vào. Triệu Liên giận tím mặt mắng. Dương Tiêu không phản bác, anh cười, nụ cười vui đùa, ánh mắt tỏa ra ánh sáng cơ trí. Vẻ mặt Tôn Bằng mông lung, nhưng Tôn Phú Quý lại không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu. Triệu Cầm cũng tức giận nói, tên phê vật nhà cậu tránh qua một bên, bớt nói nhảm. Triệu Liên là em ruột của bà ta, gia đình Tôn Phú Quý đều là họ hàng trực hệ, Triệu Cầm không tin gia đình Triệu Liên là bàn tay gây tội ác. Đúng vậy, cậu không được ngậm máu phun người, tùy ý đổ tội. Tôn Phú Quý run sợ trong lòng hét lên. Nhìn thấy Tôn Phú Quý nói, nụ cười của Dương Tiêu càng trở nên rực rỡ hơn. Không nói thì thôi, càng nói càng lộ nhiều khuyết điểm ra ngoài. Dương Tiêu nhìn về phía Hồ Khoan Quảng, ông Hồ, chuyện này. Chắc hẳn trong lòng ông đã có ý kiến rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Hồ Khoan Quảng gật đầu. Ông ấy tới từ đội trọng án của huyện Thiên Sơn, cực kỳ nhạy cảm với vụ án, thái độ của Tôn Phú Quý đã phản bội ông ta. Tuy nhiên, bây giờ bà cụ Triệu đã qua đời, họ vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục, quả thực không tiện ra tay với Tôn Phú Quý. Tít! Đúng lúc này, Triệu Văn Chiết lái xe đến hiện trường. Sau khi xuống xe, Triệu Văn Chiết kinh ngạc nhìn Hỗ Khoan Quảng rồi chỉ vào Dương Tiêu tức giận nói, các anh sĩ quan cảnh sát, các anh còn chần chờ gì nữa? Hung thủ giết người thật sự là thằng phế vật vô dụng này, còn không mau bắt giữ cậu ta đi. Cậu Dương không phải là người đầu độc bà Triệu, Hồ Khoan Quảng nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Triệu Văn Chiết lột bột trong lòng, dâng lên một điểm báo không lành. Kể từ lần trước gia đình Dương Tiêu rời khỏi huyện Thiên Sơn, sự nghiệp của anh ta đã thất bại liên tục, một số nhân vật kinh doanh thủy sản nổi tiếng ở huyện Thiên Sơn đã tiến hành đàn áp anh ta. Giờ đây, việc kinh doanh thủy sản của Triệu Văn Chiết sắp phá sản. Hôm qua, anh ta tìm Triệu Thiệt Căn, với hy vọng có được một cậy nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, vực dậy công việc kinh doanh của mình. Không ngờ, Triệu Thiệt Căn rất ngoan cố, một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi cũng không cho, điều này khiến Triệu Văn Chiết tức giận, nảy sinh ý nghĩ giết người. Nói thế nào thì Triệu Văn Chiết cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tố chất tâm lý của anh ta vượt xa người thường. Anh ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu, làm sao có thể? Chắc chắn cậu ta là hung thủ đầu độc bái gái cả. Triệu Văn Chiết, anh khăng khăng nói là tôi làm, anh có bằng chứng, không? Dương Tiêu cười đầy ân ý. Ánh mắt anh như đuốc nhìn chằm chằm vào Triệu Văn Chiết, như thể anh muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của Triệu Văn Chiết ngay lập tức. Chơi trò tâm lý Triệu Văn Chiết đâu phải đối thủ của Dương Tiêu, không tới 3 giây Triệu Văn Chiết đã chột dạ. Triệu Văn Chiết bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, tóc gáy dựng hết cả người, khít mũi, cái chết của bác gái cả không thoát khỏi có liên quan tới cậu. Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do cậu tặng, cậu là nghỉ phạm lớn nhất. Ông Hồ, người đã khuất là chuyện lón, chuyện này tạm gác qua một bên đi.
Dương Tiêu thập giọng nói. Hồ Khoan Quảng do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, được. Nhìn vẻ mặt tính trước kỹ càng của Dương Tiêu, Hồ Khoan Quảng biết. Dương Tiêu đang có ý tưởng tìm ra hung thủ giết người đứng phía sau. Bên cạnh đó, Dương Tiêu là ân nhân của Vạn Tứ Hải, ông ta tin ân nhân của Vạn Tứ Hải sẽ không kém. Khi Hồ Khoan Quảng dẫn mọi người đi, Dương Tiêu nghiêm nghị nhìn thi thể của bà cụ Triệu, cúi đầu thật sâu. Người chết là chuyện lớn, Dương Tiêu không muốn gây rắc rồi ở nhà tang lễ. Ông ngoại, không biết khi bà ngoại còn sống còn có tâm nguyện nào chưa thực hiện được không? Dương Tiêu hỏi. Thân là bề dưới, những gì Dương Tiêu có thể làm bây giờ là hoàn thành tâm nguyện của bà cụ Triệu khi còn sống và tìm ra hung thủ giết người thực sự đứng phía sau. Bây giờ Dương Tiêu vẫn còn là nghi phạm chính, Triệu Thiết Căn buồn bực nói, không cần cậu giả vờ ở đây. Người chết chính là bạn già sống bên ông nhiều năm, chỉ cần Dương Tiêu còn chưa loại bỏ được thân phận của kẻ tình nghi, ông sẽ không chấp nhận Dương Tiêu. Nghe thấy lời của Dương Tiêu, Triệu Văn Chiết chế nhạo, nếu tôi nhớ, không nhầm, điều bác gái cả muốn nhất khi còn sống là mua một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia thì phải. Một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia. Lời này vừa rút, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó nhiều con cháu trực hệ của nhà họ Triệu lộ ra vẻ cay đắng. Đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia rất có giá trị, một bộ có giá ít nhất 1-2 triệu tệ, bán bọn họ cũng không mua nổi. Đúng vậy. Điều mẹ muốn nhất khi còn sống là mua một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia. Triệu Liên khẳng định. Triệu Văn Chiết cười âm hiểm nhìn Triệu Cầm, chị họ, bác gái cả là mẹ ruột của chị. Bây giờ gia đình các người phát triển tốt, có phải chị nên hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của bác gái cả không? Hả, chúng tôi hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của mẹ, Triệu Cầm ngân người. Bất kỳ bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia nào cũng có giá cao ngất trời, có thể tùy tiện mua một căn nhà ở thành phố Trung Nguyên. Bây giờ bà ta nghèo rất mùng tơi, sao có khả năng mua được trang sức phỉ thúy hoàng gia được. Trong chốc lát mọi người đều nhìn chằm chằm Triệu Cầm, bọn họ thường, thầy Triệu Cầm khoe khoang trong vòng bạn bè. Triệu Thiết Căn cũng nói, Cầm Cầm, bây giờ toàn bộ nhà họ Triệu có nhà con ì à phát triển tốt nhất, bây giờ mẹ con đã mất, chẳng lẽ con không định hiếu kính mẹ con lần cuối sao? Vẻ mặt Triệu Cầm cay đắng, không phải bà ta không muốn mà là bà ta không có tiền. Đều tại thằng phề vật nhà cậu, ai bảo cậu nói chuyện. Triệu Cầm bắn ánh mắt hung ác về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu lắc đầu, không hề bận tâm. Hả, chúng tôi hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bầy. Lâu của mẹ, Triệu Cầm ngân người. Bất kỳ bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia nào cũng có giá cao ngất trời, có thể tùy tiện mua một căn nhà ở thành phố Trung Nguyên. Bây giờ bà ta nghèo rất mùng tơi, sao có khả năng mua được trang sức phỉ thúy hoàng gia được. Trong chốc lát mọi người đều nhìn chằm chằm Triệu Cầm, bọn họ thường, thầy Triệu Cầm khoe khoang trong vòng bạn bè. Triệu Thiết Căn cũng nói, Cầm Cầm, bây giờ toàn bộ nhà họ Triệu có nhà con ì à phát triển tốt nhất, bây giờ mẹ con đã mất, chẳng lẽ con không định hiếu kính mẹ con lần cuối sao? Vẻ mặt Triệu Cầm cay đắng, không phải bà ta không muốn mà là bà ta không có tiền. Đều tại thằng phề vật nhà cậu, ai bảo cậu nói chuyện? Triệu Cầm bắn ánh mắt hung ác về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu lắc đầu, không hề bận tâm. Giả vờ, Dương Tiêu cười khầy. Nếu không phải Dương Tiêu không muốn làm phiền trong buổi tang lễ, anh đã đè Triệu Văn Chiết đánh một trận rồi. Dựa vào khứu giác nhạy bén của Dương Tiêu, nếu cái chê của bà cụ Triệu không liên quan gì đến Triệu Văn Chiết, thì anh đã gặp quỷ. Triệu Cầm tức giận mắng, phế vật nhà cậu câm miệng lại, chỗ này có phần cho cậu nói hả? Ngày thường bà ta và Đường Kiên Quốc thường xuyên khoe mẽ không ít. Mục đích là khiến bọn họ coi trọng nhà bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, Dương Tiêu nhắc tới tâm nguyện cuối cùng, không nói thì cũng thôi, vừa nói đã là một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia. Một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia có giá ít nhất cũng phải 1-2 triệu tệ, bọn họ lấy ở đâu? Chẳng lẽ không phải giả vờ à? Nếu không phải, các người là con của bác gái cả nên hoàn thành tâm nguyện của bác ấy. Triệu Văn Chiết lạnh lùng nói. Trong lòng anh ta vui vẻ như hoa nở. Vốn anh ta còn không biết tìm cớ gì để Dương Tiêu không xuông đài được. Bây giờ Dương Tiêu nhắc tới, Triệu Văn Triệt vội năm lây cơ hội làm cho nhà Dương Tiêu khó xử. Một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia có giá ít nhất cũng phải 1-2 triệu tệ, xem nhà bọn họ lấy ra như thế nào. Lần trước Triệu Văn Triệt không tin gia đình Triệu Cầm suôn sẻ ở thành phố Trung Nguyên, lần này anh ta sẽ vạch chân hành vi âm mưu đạo đức giả của Dương Tiêu và Triệu Cầm. Đặc biệt là khi nghĩ tới lần trước muốn ám sát Dương Tiêu nhưng không thành công, ngược lại anh ta còn bị xe tông,
Triệu Văn Chiết càng nghĩ càng tức giận. Bây giờ anh ta ước gì muốn giết Dương Tiêu, ước gì gia đình Triệu Cầm lộ hết chuyện sâu. Triệu Liên lạnh lùng nói, chị cả, mỗi tháng nhà chị bỏ ra hàng triệu tệ mua nguyên liệu ăn uống, bây giờ có 1-2 triệu tệ cũng không lây ra được hả? Đúng vậy, theo tôi thấy, tất cả đều là bọn họ khoe khoang, tất cả cuộc sống tốt đẹp của bọn họ đều là giả. Tôn Phú Quý chế nhạo. Hồ Khoan Quảng vừa rời đi, Tôn Phú Quý đã không còn sợ, tính cách kiêu ngạo của ông ta lại lộ ra. Đám người nhà họ Triệu nhìn Triệu Cầm, Đường Kiến Quốc và Đường Mộc Tuyết với ánh mắt khinh thường. Như thế bọn họ là những đứa con bất hiểu. Sắc mặt Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc lúc trắng lúc xanh, trong lòng bọn họ càng chán ghét Dương Tiêu hơn. Nếu không phải Dương Tiêu lên tiếng trước, bọn họ sẽ không xấu hổ như vậy. 2. Đường Mộc Tuyết thở dài với vẻ mặt phức tạp, trong lòng cô càng thất vọng về nhà họ Triệu hơn. Bà ngoại đã mất rồi, mấy người này còn nghĩ cách làm nhục gia đình họ, quả thực làm lòng người ớn lạnh. Triệu Văn Chiết chế nhạo, đúng vậy. Tiền sinh hoạt hàng tháng của gia đình chị đều là tiền Triệu, Mộc Tuyết tiền đâu? Dương Tiêu, tiền của các người đâu? Tôi thấy, tất cả đều là giả vờ. Lần trước tôi đã cảm thấy không ổn, không biết các người may mắn thế nào mới quen bia được Vạn Tứ Hải. Nếu không phải có Vạn Tứ Hải giúp các người, e rằng nhà các người không khác gì chó nhà có tang. Theo quan điểm của Triệu Văn Chiết, lần trước gia đình Dương Tiêu trở về huyện Thiên Sơn, đều là do Vạn Tứ Hải ra mặt. Mời được thần y, Liễu Giang Hà, kể cả cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, nếu không có Vạn Tứ Hải thì gia đình Dương Tiêu còn chẳng bằng cái rắm. Bị Triệu Văn cưỡng ép làm nhục, Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc căn chặt miệng, đâu dám nói nhiều lời. Thứ mắt mặt xấu hổ, Triệu Thiết Căn tức giận nói. Đám người nhà họ Triệu nhìn dáng vẻ Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc xấu hổ, ánh mắt bọn họ cực kỳ khinh thường, như thể cuộc sống vinh quang đẹp đẽ của bọn họ đều là khoác lác hết. Lúc này, Dương Tiêu nhẹ giọng nói, không phải chỉ là một bộ trang sức phỉ thủy hoàng gia thôi sao? Chuyện này không thành vấn đề. Không thành vấn đề, mọi người giật mình. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Dương Tiêu lại dám nói những lời ngông cuồng. Triệu Cầm nghe vậy đen mặt quở trách, thằng phê vật nhà cậu còn dám lăm lời. Nghĩ rằng tất cả những điều này đều do Dương Tiêu làm khiến bọn họ xấu hổ, Triệu Cầm muốn lập tức bóp chết Dương Tiêu. Bà ta ham mê hư vinh, bị khinh thường so với giết chết bà ta còn khiến Triệu Cầm khó chịu hơn. Mẹ đừng lo, chuyện này giao cho con lo là được. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Nói xong, Dương Tiêu chớp mắt nhìn Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết hiểu ý đi theo Dương Tiêu lên xe. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu đang rời đi, Triệu Văn Chiết chê nhạo, giả thần giả quỷ. Chờ xem các người không thê dưa bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia, xem các người tự xử như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ thái độ bối rối của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, cuộc sống vinh quang tốt đẹp của gia đình Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết hơn nửa là giả vờ. Dương Tiêu, thằng phế vật nhà cậu điên rồi hả? Triệu Cầm nổi cơn tam bành. Bà ta thực sự cho rằng Dương Tiêu vô lý, có ý khiến bọn họ mất mặt. Đường Kiến Quốc thấp giọng nói. Phải chăng người đâu độc mẹ là Dương Tiêu định chạy tròn chạy trốn. Con người Triệu Cầm co rụt lại, không kìm được hít vào một hơi lạnh. Nếu Dương Tiêu bỏ trốn, thì bọn họ sẽ thực sự gặp rắc rối nghiêm trọng. Trong xe, Đường Mộc Tuyết nghiêm mặt nói, anh chắc chắn muốn mua trang sức phỉ thúy hoàng gia cho bà ngoại à? Ừ, mua, Dương Tiêu gật đầu. Mặc dù anh đã từng gặp bà ngoại một lần, nhưng ấn tượng mà bà ngoại để lại lạ cho anh rất tốt. Dù nói thế nào thì bà cũng là người thân của chúng ta. Nay bà đã qua đời, chúng ta là bề dưới thì hãy dùng hết khả năng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà. Nghe vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một luồng ấm áp. Cô biết Dương Tiêu có lòng dạ tốt bụng, anh làm như vậy chắc chắn là vì lợi ích của mình. Cảm ơn, Đường Mộc Tuyết chân thành cảm kích. Dương Tiêu cười dịu dàng, Mộc Tuyết, không được nói cảm ơn, chúng ta là người một nhà. Trái tim Đường Mộc Tuyết ấm áp. Cô hiểu Dương Tiêu không chỉ chấp nhận cô, mà còn chấp nhận cả gia đình không thể chịu đựng nỗi của cô. À đúng rồi, sao anh lại bảo Hồ Khoan Quảng rút lui? Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu nghiêm nghị nói, người đã khuất là chuyện lớn. Không nên làm to chuyện trong tang lễ của bà ngoại, sẽ quay dây bà ngoại. Ý anh là đã tra ra hung thủ rồi. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc hỏi. Dương Tiêu trầm giọng nói, hung thủ không phải Triệu Văn Chiết thì chính là Tôn Phú Quý. Bây giờ Tôn Phú Quý là người khả nghi nhất, Triệu Văn Chiết che giấu rất tốt, nhưng không trốn thoát có quan hệ. Cái gì, sao có thể là bọn họ?
Đường Mộc Tuyết sửng sốt. Dương Tiêu thấp giọng nói, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Hai cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi đáng giá không ít tiền. Hung thủ có ý đồ với nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Không phải chứ, cho dù Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý thiếu tiền, cũng sẽ không làm ra chuyện tày trời như vậy chứ. Dương Tiêu cười khẩy lắc đầu, Mộc Tuyết, kinh nghiệm từng trải của em còn quá ít. Địa ngục trống không, ác ma ở nhân gian. Lời này vừa dứt, Đường Mộc Tuyết như chợt nhận ra, vẻ kinh ngạc trên mặt thật lâu chưa tiêu tan. Trang sức phỉ thúy hoàng gia là một chuỗi trang sức cực kỳ cao cấp của quốc gia, tất cả đều được làm bằng phỉ thúy. Ở huyện Thiên Sơn chỉ có một cửa hàng ở trung tâm, Dương Tiêu nhanh chóng lái xe đến đó. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết sóng vai đi đến quầy. Thưa anh chị, hai anh chị muốn gì à? Vừa đến nơi, một nữ nhân viên đứng quầy bước tới hỏi. Dương Tiêu nói thẳng, mang cho chúng tôi một bộ trang sức phỉ thúy đắt nhất ở đây. Đắt nhất, nữ nhân viên ân quầy ngạc nhiên. Dương Tiêu nhắc lại, đúng vậy, đắt nhất, càng nhanh càng tốt. Nhìn kỹ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, nữ nhân viên đứng quầy nhướng mày khinh thường nói, bộ trang sức phỉ thúy đắt nhất ở đây trị giá 9.980.000 tệ, nghèo như anh mua nổi không? Ý cô là gì? Bị khinh thường, Đường Mộc Tuyết nhíu mày. Nữ nhân viên đứng quầy tức giận trợn mắt, hai người có tiền không? Không có tiền thì bớt ỏ vẻ đại gia đi. Bà đây không rảnh tiếp đãi hai người. Theo ý kiến của cô ta, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chơi trò bí ẩn. Ăn mặc chẳng ra sao, vừa đến còn chưa hỏi giá đã mua đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia đắt nhất, đây rõ ràng là không có chuyện đi gây chuyện mà. Người có thể mua được đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia, người nào mà chẳng ăn mặc phi thường. Đừng quên, đây là một quận nhỏ thuộc huyện Thiên Sơn, có rất ít người có thể mua được đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia. Làm việc ở đây, nhiều năm, cô ta có thể nhìn ra ai có khả năng chỉ trả và ai không có khả năng chỉ trả. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết còn trẻ như vậy, hoàn toàn không có đủ tài chính để mua. Không có tài chính để mua, Dương Tiêu cười khẩy. Tiền bạc đối với Dương Tiêu chỉ là con số, 20 tỷ tệ mà Lý Minh Hiên đưa cho anh vẫn ưng tiêu hết. Hơn nữa, Dương Tiêu cũng có tài khoản của riêng mình, chẳng qua Dương Tiêu có thân phận đặc biệt, tài khoản của anh không thích hợp sử dụng mà thôi. Không ngờ mình mới đến đã bị nữ nhân viên đứng quầy khinh thường, nếu không phải cửa hàng này là cửa hàng duy nhất ở huyện Thiên Sơn. Dương Tiêu đã cùng Đường Mộc Tuyết quay lưng bỏ đi từ lâu rồi. Dương Tiêu lười nói nhiều lời, 9.980.000 tệ đúng không? Không vấn đề gì, cho tôi một bội. Dù sao bà cụ Triệu cũng là bà ngoại trên danh nghĩa của anh, tuy rằng bà ấy không phải bà ruột của anh, nhưng dù sao cũng là bà ngoại của Đường Mộc Tuyết, đương nhiên Dương Tiêu hy vọng bà cụ Triệu sẽ yên nghỉ trên chặng đường cuối cùng của mình. Không thôi, đúng không? Anh có đức anh gì chăng lẽ bản thân anh còn không biết hả? Bót khoe khoang khoác lác ở đây đi, mau ra chỗ ổ khác chơi. Nữ nhân viên đứng quầy khinh thường nói. Nhìn vào toàn bộ huyện Thiên Sơn, có bao nhiêu người có thể một hơi lầy ra 9.980.000 tệ. Như đã biết, 9.980.000 tệ đủ để mua 2-3 biệt thự lớn ở huyện Thiên Sơn. Đây là một thành phố nhỏ cấp 18, rất ít người thực sự có tiềm lực tài chính. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu dịu dàng nói, không sao, anh sẽ lon. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi không đến gây chuyện, tôi tới mua trang sức phỉ thúy. Dương Tiêu trịnh trọng nói. Thấy Dương Tiêu cố chấp như vậy, nữ nhân viên đứng quầy nhìn Dương Tiêu nhiều hơn, rồi nhìn Đường Mộc Tuyết như hiểu ra điều gì đó. Nữ nhân viên đứng quầy không nóng không lạnh nói, được rồi, anh đi theo tôi. Mộc Tuyết, chờ anh một lát, Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết gật đầu nhẹ nhàng, không nói nhiều lời. Ngay sau đó Dương Tiêu đi theo nữ nhân viên đứng quầy đến một văn phòng. Nữ nhân viên đứng quầy trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở mã QR, kiêu ngạo nói với Dương Tiêu, quét đi. Hải, không phải trả như trong trung tâm thương mại à? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Nữ nhân viên đứng quầy cười khinh thường, được rồi, đừng giả vò nữa, người giống như anh tôi thấy rất nhiều người rồi. Chẳng phải chỉ muốn giả vò có tiền trước mặt cô gái xinh đẹp thôi sao? Được rồi, chị đây sẽ phối hợp giả vờ anh có tiền. Chị đây không làm khó anh, truyền cho tôi 20.000 tệ, lát tôi sẽ đưa biên lai cho anh. Sau đó tôi sẽ nói với cô gái rằng tạm thời hết hàng, mấy hôm nữa quay lại, như vậy anh có thể đưa cô gái đến khách sạn lăn giường rồi. Nữ nhân viên đứng quầy nhìn Dương Tiêu với vẻ chế giễu,
như thể những chiêu trò tầm thường như Dương Tiêu này cô ta đã nhìn quen. Nói dối, lăn giường, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Đối phương cho rằng mình lừa gạt tình cảm, hiểu lầm mình chuẩn bị bày trò trước mặt Đường Mộc Tuyết, sau đó đưa biên lai giả để Đường Mộc Tuyết đi theo mình đến khách sạn thuê phòng lăn giường. Chẳng ra làm sao cải, Dương Tiêu lắc đầu nói, cô nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự tới mua trang sức phỉ thúy. Còn giả vờ, được rồi, chị đây sẽ bớt cho anh 5.000 tệ, còn 15.000 tệ, ít nhất là 15.000 tệ. Nếu để cấp trên biết tôi làm số sách giả, tôi sẽ bị đuổi việc. Nữ nhân viên đứng quầy tỏ vẻ không thưa ơn lượng gì cả. Trong mắt cô ta, Dương Tiêu chỉ muốn giả vò trước mặt Đường Mộc Tuyết, tạo được ấn tượng tốt với Đường Mộc Tuyết, sau đó để Đường Ni Tuyết giao mình cho Dương Yêu. Cô ta đã nhìn thấy rất nhiều loại đàn ông như thế này, tất cả bọn họ đều đưa biên lai giả lừa các cô gái lên giường. Dương Tiêu trịnh trọng nói, cô thật sự nghĩ nhiều rồi, người bên ngoài kia là vợ của tôi cũng không dơ bẩn như cô nghĩ. Được rồi, đừng duy trì lòng tự trọng kém cỏi đáng thương này của anh. Chuyện này tôi biết, anh biết trời biết đất biết, anh yên tâm chị đây sẽ không nói cho người khác biết đâu. Nữ nhân viên đứng quầy cười lạnh, dáng vẻ nắm chắc được Dương Tiêu. Là phụ nữ, cô ta phải công nhận Đường Mộc Tuyết quá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những minh tinh lớn trong phim. Dương Tiêu không sâu, những nữ nhân viên đứng quầy cho rằng Dương Tiêu không hề xứng với Đường Mộc Tuyết. Đẹp trai cũng vô dụng, cần phải có vốn liếng vững vàng mới xứng với mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Chàng trai trước mặt này trông nghèo nàn, ăn mặc rách rưới, không biết làm cách nào mà có thể quyến rũ một cô gái xinh đẹp như vậy. Dương Tiêu dở khóc dở cười, cô thật sự hiểu lầm rồi, tôi còn có việc phải làm, mau giải quyết thủ tục đi. Giờ phút này, Dương Tiêu chỉ muốn mua đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia hoàn thành tâm nguyện của bà cụ Triệu khi còn sống, sau đó sẽ giải quyết việc chôn cất. Đồng thời, Dương Tiêu cũng liên hệ với Hồ Khoan Quảng lập kế hoạch nhằm tìm ra hung thủ thực sự đứng sau, trả thù cho bà cụ Triệu, đồng thời rửa sạch oan ức cho mình. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Dương Tiêu sẽ trở lại Trung Nguyên đối phó với nhà họ Đường. Kể từ khi chính thức tuyên chiến với nhà họ Đường, những rắc rối xảy ra sau đó, Dương Tiêu thực sự không định trì hoãn nữa. Sau khi sự việc của bà cụ Triệu kết thúc hẳn, Dương Tiêu sẽ lập tức tấn công nhà họ Đường, hỗ trợ Đường Mộc Tuyết lên vị trí trên. Đêm dài lắm mộng, Dương Tiêu đã đợi không kịp muôn nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh và những con cháu nhà họ Đường khác. Nhóc này, đừng không biết xấu hổ. Tôi sẽ nhường một bước, 10.000 tệ, ít hơn 10.000 tệ tôi sẽ không làm đâu. Nữ nhân viên đứng quầy kiên quyết nói. Dương Tiêu hoàn toàn không nói nên lời, tôi thật sự không giả vò, tôi thật sự tới mua trang sức phỉ thúy. Đờ mờ, anh thật không biết xấu hổ. Nữ nhân viên đứng quầy tức giận. Trước đó, cô ta đã làm không ít số sách giả, mức phí tôi thiểu là 10.000 tệ. 10.000 tệ thôi mà Dương Tiêu cũng không đưa cho cô ta, khiến cô ta hoàn toàn tức giận. Dương Tiêu phất tay, tôi đang vội, mau quẹt thẻ giao hàng. Quẹt thẻ giao hàng, buồn cười chết mắt, nhóc, nếu anh đã không biết xấu hổ thì đừng trách tôi không khách sáo. Cút, cút ngay, nếu không cút ra ngoài, tôi sẽ lập tức yêu cầu bảo vệ ném cả hai người ra ngoài. Công việc làm ăn không thương. Lượng, nữ nhân viên đứng quầy nổi giận đùng đùng đẩy Dương Tiêu ra khỏi phòng làm việc. Dương Tiêu giật mình, anh không ngờ nữ nhân viên đứng quầy này lại có thái độ không tốt như vậy. Thấy Dương Tiêu còn dám nhìn mình, nữ nhân viên đứng quầy khinh thường nói, không có tiền còn dám tỏ vẻ trong sạch cao thượng, tôi bảo anh cút nghe thấy không hả? Cút, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không biết Vạn Thiền con gái của Vạn Tứ Hải, người giàu nhật huyện Thiên Sơn đã đưa âm phía sau Dương Tiêu từ lúc nào? Cô Thiến, nhìn thấy người tới. Nữ nhân viên đứng quầy lập tức tỏ vẻ nịnh nọt. Cha ti, y Dương Tiêu bị sỉ nhục, Vạn Thiến bước tới giơ tay tát vào mặt nữ nhân viên đứng quầy. Bị Vạn Thiến tát vào mặt, nữ nhân viên đứng quầy sững sờ tại chỗ. Vạn Thiến không quan tâm đến nữ nhân viên đứng quầy, nhìn Dương Tiêu quan tâm, anh Dương, anh không sao chứ? Cái gì, anh Dương? Nghe thấy cách Vạn Thiến xưng hô với Dương Tiêu, nữ nhân viên đứng quầy như hứng chịu một tiếng sét giữa trời xanh. Cô ta khiếp sợ miệng há thành hình chữ O, khuôn mặt đầy thất lễ. Cô Vạn. Nhìn thấy Vạn Thiến đột nhiên đến, không chỉ Dương Tiêu thầm kinh ngạc, mà ngay cả Đường Mộc Tuyết cũng kinh ngạc. Vạn Thiến nhìn Dương Tiêu, tiếp tục hỏi, anh Dương, có cần tôi tìm người tới đánh nát hàm răng, gãy đôi tay của cô ta không? Nhà họ Vạn là gia đình giàu nhất huyện Thiên Sơn, mà cha của Vạn Thiên là người giàu nhất,
loại chỗ cao cấp này muôn đặt chân trên huyện Thiên Sơn tự nhiên không thể thiếu có quan hệ với nhà họ Vạn. Mặc dù Vạn Thiện được nuông chiều từ bé, nhưng hai năm qua đã dời lực chú ý vào việc kinh doanh. Do đó, những địa điểm này thường do Vạn Thiên quản, theo lý thuyết Vạn Thiên là bà chủ thực sự đứng sau. Vừa rồi Vạn Thiến đến tuần tra cửa hàng, thấy một nhân viên của Phỉ Thúy Hoàng gia. Đã vô lễ với Dương Tiêu, điều này khiến Vạn Thiền rơi vào trạng thái rất tức giận. Chính là ân nhân cứu mạng của bố mình, quan trọng hơn còn là thần tượng của trong lòng Vạn Thiền cô. Thần tượng bị sỉ nhục, không cần nhắc tới Vạn Thiền bức xúc thế nào. Đánh nát hàm răng, đánh gãy hai tay, vẻ kiêu ngạo trên mặt nữ nhân viên đứng quầy biến mất trong phút chốc, trong nhảy mắt biên thành nỗi sợ hãi sâu sắc. Cô ta biết Vạn Thiền không nói đùa với cô a. Với năng lực mà nhà họ Vạn sở hữu ở huyện Thiên Sơn, đừng nói là đánh nát hàm răng, đánh gãy hai tay, cho dù biên mất khỏi huyện Thiên Sơn cũng không thành vấn đề. Dương Tiêu dở khóc dở cười, con gái nhà gia giáo, có thể đừng bạo lực như vậy được không? Xin lỗi anh Dương, tôi thật sự rất tức giận. Vạn Thiên đỏ mặt, cô ta nhận ra mình đã nói quá mức máu me thô bạo. Đường Mục Tuyết Tiền lên hỏi, làm sao vậy? Không phải vừa nãy anh đi lấy hàng sao? Lấy hàng. Dương Tiêu cười. Nhìn Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nói ngăn gọn cho Đường Mộc Tuyết biết tất cả chuyện xảy ra trong phòng làm việc. Đường Mộc Tuyết nghe xong, kinh ngạc nói, lại có thể có chuyện như vậy. Đúng vậy, vừa nãy anh đã giải thích với cô ta mà cô ta không nghe. Dương Tiêu hơi bát lực. Anh đến cửa hàng trang sức Phỉ Thúy Hoàng gia với mục đích hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống của bà Triệu, ai ngờ lại gặp phải một nữ nhân viên đứng quây vô lý. Dương Tiêu cảm thấy cần phải nói cho Đường Mộc Tuyết biết, nếu không anh sợ Đường Mộc Tuyết hiểu lầm, không biết còn tưởng rằng bọn họ thực hiện giao dịch đáng sâu hỗ trong phòng làm việc. Bây giờ đang là thời buổi rồi loạn, Dương Tiêu không muốn có một mối quan hệ cứng nhắc với Đường Mộc Tuyết. Văn Thiến vừa nghe thấy thế, lập tức nổi cơn tam bành, cái gì? Lập biên lai giả, được lắm, gan của cô lớn thật. Vạn Thiến tràn đầy y tức giận, nếu đôi mắt của cô ta có thể giết người. Sợ là nữ nhân viên đứng quây đã chết không có nơi chôn cất. Cô Thiền, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa. Mặt nữ nhân viên đứng quây nhanh chóng tái xanh. Cô ta thực sự không ngờ Dương Tiêu lại biết Vạn Thiên, điều khiến cô ta sỏn gai ốc nhất là Vạn Thiên còn gọi anh chàng này là anh Dương. Ở huyện Thiên Sơn, ai mà không biết Vạn Thiên là nữ vương bá đạo điêu ngoa bốc đồng, người có thể khiến Vạn Thiên nề phục và kính trọng, đó là thân phận mà nữ nhân viên đứng quây khó tưởng tượng nôi. Vạn Thiên tức giận đến nỗi thân thể run lên, một câu sai rồi của cô là có thể xong hả? Còn không mau xin lỗi anh Dương. Khiến Vạn Thiến tức giận không phải chuyện làm biên lai giả mà là vô lễ. Vạn Thiến vừa nghe thấy thế, lập tức nổi cơn tam bành, cái gì? Lập biên lai giả, được lắm, gan của cô lớn thật. Vạn Thiến tràn đầy một tức giận, nếu đôi mắt của cô ta có thể giết người, sợ là nữ nhân viên đứng quây đã chết không có nơi chôn cất. Cô Thiền, tôi sai rồi. Tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa. Mặt nữ nhân viên đứng quây nhanh chóng tái xanh. Cô ta thực sự không ngờ Dương Tiêu lại biết Vạn Thiên, điều khiến cô ta sởn gai ốc nhất là Vạn Thiền còn gọi anh chàng này là anh Dương. Ở huyện Thiên Sơn, ai mà không biết Vạn Thiên là nữ vương bá đạo điêu ngoa bốc đồng, người có thể khiến Vạn Thiền nề phục và kính trọng, đó là thân phận mà nữ nhân viên đứng quây khó tưởng tượng nôi. Vạn Thiên tức giận đến nỗi thân thể run lên, một câu sai rồi của cô là có thể xong hả? Còn không mau xin lỗi anh Dương. Khiến Vạn Thiến tức giận không phải chuyện làm biên lai giả mà là vô lễ bản thân và những người xung quanh. Mộc Tuyết nhà tôi bảo bỏ cùa. Dương Tiêu cười dịu dàng. Nhìn thái độ của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đối với nhau, nữ nhân viên đứng quây không còn dám nghi ngờ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không phải là vợ chồng. Đánh giá thái độ của Vạn Thiến đối với Dương Tiêu, chắc chắn thanh niên trước mặt này có lai lịch không tầm thường. Cô ta không nhịn được than thở trong lòng, bây giờ người có tiền thật sự khiêm tôn. Nữ nhân viên đứng quầy sợ Vạn Thiến sẽ tiếp tục vặn hỏi, cô ta cúi đầu kiêu ngạo cảm kích đến mức sắp khóc, cảm ơn anh Dương, cảm ơn cô gái xinh đẹp. Lập tức biến mất khỏi mắt tôi, cái đồ chướng mắt. Vạn Thiến giận dữ mang mỏ. Mặc dù Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không định truy cứu trách nhiệm, nhưng Vạn Thiến sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người không có mắt như vậy. Vâng, cô Thiên. Toàn thân nữ nhân viên đứng quây dùng mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi hiện trường. Sự tức giận của Vạn Thiến tan biến, anh Dương, anh tới đây mua đồ trang sức Phỉ Thúy à? Ừ, Dương Tiêu đáp. Đôi mặt của Vạn Thiên lấp lánh,
trang sức phỉ thúy hoàng gia này do nhà họ Vạn tôi làm đại ngôn, anh muôn bộ nào tôi sẽ lây cho anh. Vừa nãy nghe nói có bộ 9.980.000 tệ, tôi muôn bộ này. Dương Tiêu cười nhạt nói. Được, Vạn Thiên nhìn một nữ nhân viên đứng quầy khác tại hiện trường. Có vết xe đổ trước, nữ nhân viên đứng quầy nào dám chậm trễ, lập tức lây bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia 9.980.000 tệ ra. Mở lớp đóng gói ra, Dương Tiêu nhìn lướt qua. Một bộ trang sức phỉ thúy có 3 loại, đó là nhẫn phỉ thúy, vòng tay phỉ thúy và dây chuyền phỉ thúy. Chế tác tinh xảo, vừa mới mở ra mang lại cho người ta cảm giác quý phái. Dương Tiêu hỏi, Mộc Tuyết, em cảm thấy thế nào? Chị dâu, đây là đồ trang sức tốt nhất ở chỗ chúng tôi, chị biết huyện Thiên Sơn của chúng ta là thành thị nhỏ, đồ trang sức có giá 9.980.000 tệ đã là giá trên trời rồi. Vạn Thiên giải thích, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói, bộ này đã rất đẹp rồi, Dương Tiêu, lại để anh tốn tiền. Nghĩ nên vì mình mà Dương Tiêu đã tiểu nhiều tiền như vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất áy náy. Mộc Tuyết không sao hết, của anh cũng chính là của em. Lúc trước anh đã nói rồi, bác sĩ nói dạ dày anh không tốt đã định sau này là phải ăn cơm mềm ăn bám, tương lai anh phải dựa vào em nuôi sông. Dương Tiêu nói đùa. Nghe đến đây, trong lòng Đường Mộc Tuyết rất ấm áp, cô biết Dương Tiêu vì mình mà thật sự đã trả giá rất nhiều. Vạn Thiến xua tay tự hào, anh Dương, chị Mộc Tuyết. Hai người khách sáo quá rồi, tiền gì mà tiền, bộ trang sức này tôi tặng cho hai người. Hả, tặng cho chúng tôi, Đường Mộc Tuyết giật mình. Dương Tiêu cười nói, tôi biết nhà các người không thiếu tiền, nhưng chuyện có ơn tất báo là chuyện khác, tiền này tôi nhất định phải đưa. Anh Dương, có phải anh coi thường Vạn Thiền tôi không? Nếu anh cho tôi thể diện, thì anh hãy nhận đi. Vạn Thiền tỏ vẻ bộ dạng nữ hiệp giang hồ. Nhìn Vạn Thiền tích cực, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nhận bộ trang sức phỉ thúy hoàng trị giá 9.980.000 tệ này. Trong mắt con cháu nhà họ Triệu, Dương Tiêu chính là hung thủ thật sự đã hạ độc bà Triệu. Đêm qua, chỉ có nhà cô con gái thứ hai Triệu Liên, Tôn Phú Quý, Tôn Bằng ở nhà ông cụ Triệu Thiết Căn. Dù ba người trong gia đình này không có triển vọng lớn gì, nhưng ít nhất Tia cũng tôn trọng bề trên của mình. Có lẽ, chính là một củ nhân sâm hoàng dã trăm năm tuổi có độc. Một củ thì không. Đối với kết quả giám định của pháp y mà Hồ Khoan Quảng đưa tới, đó là điều hoàn toàn vô nghĩa. Việc Dương Tiêu quen biệt Vạn Tứ Hải, người giàu nhật huyện Thiên Sơn đã được loạn chuyên trong nội bộ nhà họ Triệu. Nếu Dương Tiêu tìm Vạn Tứ Hải giúp đỡ, dựa vào năng lực chết người của nhà họ Vạn cũng có thể nói có thành không. Vừa rồi Dương Tiêu chào hỏi Hồ Khoan Quảng rồi đưa người đi, điều này đủ để chứng minh Dương Tiêu và Hồ Khoan Quảng cấu kết với nhau làm chuyện sâu. Thời đại này chuyện công chức công vụ cấu kết với kẻ nhà giàu đã không phải chuyện lạ, đám người nhà họ Triệu đã xác định ngoại trừ Dương Tiêu ra sẽ không có người thứ hai hạ độc bà cụ nhà họ Triệu. Vừa rồi Dương Tiêu mang Đường Mộc Tuyết đi, bọn họ đều cho rằng vừa nãy Dương Tiêu tìm cớ chạy trốn. Nhưng lúc này Dương Mã không chỉ trở lại, còn mang trang sức trở lại, khiến cho đám con cháu trực hệ của nhà họ Triệu đều kinh ngạc. Phù, Đường Kiến Quốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ông ta đã phải chịu áp lực cực lớn, suýt ngã quỵ trên mặt đất. Khi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết quay lại, Triệu Cầm như tìm được xương sông giận dữ nói, ai nói Dương Tiêu và Mộc Tuyết nhà tôi bỏ trốn. Nhìn đi, lời các người vừa nói là lời của con người hả? Nhìn thấy Triệu Cầm kiêu ngạo, mặt mày người nhà họ Triệu lập tức đen lại, không thể phản bác. Hừ, Dương Tiêu, cậu chớ vội đắc ý cho dù cậu không chạy trốn, chuyện này cũng không thể thoát khỏi có liên quan tới cậu. Triệu Văn Chiết vênh váo hung hăng. Dương Tiêu thờ ơ nói, yên tâm, trước khi chưa tra ra manh mối tôi sẽ không rời huyện Thiên Sơn nửa bước. Tỏ vẻ bí ẩn, Triệu Văn Chiết xác định Dương Tiêu đang giả vờ bình tĩnh. Mặc kệ là ai gây ra vụ án giết người này, đều bị coi là nghi phạm, chỉ sợ trong lòng cũng đã khiếp sợ, anh ta không tin Dương Tiêu không sợ. Chỉ là điều mà Triệu Văn Chiết không bao giờ ngờ tới chính là Dương Tiêu từng dê địch như ma, đừng nói là hoảng sợ. Trong lòng Dương Tiêu còn không nổi lên một chút gợn sóng nào. Dương Tiêu đi về phía ông cụ Triệu Thiết Căn, ông ngoại, đây là bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia, ông đưa cho bà ngoại mang đi theo đi. Cái gì, trang sức phỉ thúy hoàng gia? Dương Tiêu đã thực sự mua được bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia có giá trị ít nhất 1-2 triệu tệ. Đây là trang sức phỉ thúy hoàng gia. Triệu Thiết Căn sửng sốt. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng ông cũng đã từng nghe nói một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia đắt giá như thế nào.
Dương Tiêu lại lên tiếng, đúng vậy, ông ngoại, tâm nguyện lớn nhất khi còn sống của bà ngoại đã thực hiện được. Người già thường thích mang theo một xô đồ trang sức, giữa người già với nhau cũng sẽ có khoe khoang. Ví dụ như con cái của ông bà hàng xóm mua đồ trang sức cho người già, mặc dù bọn họ nói đắt quá, không nỡ, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui vẻ. Điều này khiến những người già khác nhìn thấy cũng phải châm chô, tự nhiên mong rằng mình cũng có một bộ trang sức của riêng mình. Đáng tiếc, khi còn sống bà cụ nhà họ Triệu đã không hoàn thành được tâm nguyện của mình, giờ bà đã không còn nữa, Dương Tiêu không muốn bà cụ ôm tiếc nuối mà ra đi. Thật hay giả, Triệu Văn Chiết chế nhạo. Tôn Phú Quý khinh thường nói, chắc chắn là giả, một bộ trang sức phi thúy hoàng gia có giá trị bao nhiêu chẳng lẽ mọi người còn không biết. Con cháu nhà họ Triệu em mờ lặng, bọn họ dùng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Dương Tiêu. Bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá ít nhất 1-2 triệu tệ không phải là số tiền nhỏ, đủ để mua 2 căn nhà 3 phòng ở huyện Thiên Sơn. Như đã biết, nhà họ Triệu về cơ bản là nông dân, chỉ có Triệu Văn Chiết kinh doanh thủy sản có chút danh tiếng. Tuy nhiên, giá trị của Triệu Văn Chiết ở thời kỳ đỉnh cao cũng rất hạn chế, căng hệt cỡ cũng chỉ mua được một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia. Giả, mở ra xem thử sẽ biết là thật hay giả thôi mà. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Thành kiên trong lòng mọi người là một ngọn núi lớn, đặc biệt là một số người dân nông thôn, thành kiến là lớn nhất, hôm nay Dương Tiêu sẽ dùng sự thật nói chuyện. Triệu Thiết Căn hơi do dự, bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia đặt như vậy ông nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Văn Chiết chế nhạo nói, bác cả, tôi đã từng nhìn thấy đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia, để tôi xem thử. Ừ, Triệu Thiết Căn đồng ý. Trong đám con cháu nhà họ Triệu này chỉ có Triệu Văn Chiết là đã từng thấy chuyện đời. Triệu Thiết Căn tin vào sự phán đoán của Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết cầm lấy hộp trang sức tinh xảo, liếc nhìn Dương Tiêu rồi lạnh lùng nói, xem cậu còn muốn giả vờ tới khi nào. Tôi mua một bộ trang sức phỉ thúy. Hoàng gia cập thập nhất cũng đã tổn thất nặng nề, chưa kể là phê vật Dương Tiêu nhỏ bé nhà cậu. Danh tiếng phế vật của Dương Tiêu đã lan truyền trong nhà họ Triệu từ lâu, Triệu Văn Chiết không tin Dương Tiêu có thể mua được bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá trị trên trời. Ông nói xem bộ trang sức này là thật hay là giả. Triệu Cầm lo lắng nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc thấp giọng nói, khó nói. Họ thực sự không biết Dương Tiêu có tiền hay không, họ luôn nghĩ tiền của Đường Mộc Tuyết là do Lý Minh Hiên đưa. Kể từ khi Triệu Cầm tiếp cận với Lý Minh Hiên, thái độ từ chối xa cách hàng ngàn dặm của Lý Minh Hiên đối với Triệu Cầm đã làm mới tam quan của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Điều này làm cho hai người bọn họ nghi ngờ phải chăng Dương Tiêu là nhà giàu ân mình. Phế vật 5 năm này cũng là giả vờ. Trên mặt Dương Tiêu không có gợn sóng, toàn thân anh tính tình cương trực, tùy ý cân nhắc. Đóng gói đẹp thì thế nào? Bao bì giả càng tỉnh xảo. Triệu Văn Chiết chế nhạo. Đám con cháu nhà họ Triệu đều vươn đầu, muốn xem thực hư thế nào. Dưới ánh mắt của mọi người, Triệu Văn Chiết nhanh chóng mở hộp. Trang sức ra, ba loại trang sức đập vào mắt mọi người. Cái này, thật tinh xảo. Vừa mở ra, một loại cao quý tỏa ra khiến đám người nhà họ Triệu choáng váng. Cái này lại có thể là. Triệu Văn Chiết nhìn kỹ hơn, nhìn chăm chằm đến mức mắt muốn lòi ra ngoài. Đúng vậy, đây là thật, trên đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia có ký hiệu đặc biệt của họ, sẽ không có hàng giả. Dương Tiêu nhìn Triệu Văn Chiết cười khây, bây giờ anh còn gì để nói. Văn Chiết, rốt cuộc đây là thật hay giả, Triệu Thiết Căn cũng trở nên trịnh trọng. Triệu Văn Chiết thu lại vẻ mặt hơi kinh ngạc, chỉ vào trang sức phỉ thúy. Hoàng khinh thường nói, bác cả, mọi người, đây là đô giải. Cái gì hai giả, đám người đột nhiên giật mình. Triệu Văn Chiết biết đó là thật nhưng cố ý nói là giả, mục đích là làm nhục Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu bị nhà họ Triệu coi thường. Dù sao nhà họ Triệu ngu dốt cũng không biết đồ trang sức là thật hay giả, sức ảnh hưởng của anh ta trong nhà họ Triệu, anh ta nói là đồ giả thì chính là đồ giả. Sắc mặt Dương Tiêu cứng đờ, giả. Dương Tiêu hoàn toàn không nói nên lời, anh thật sự không ngờ vì làm nhục mình mà Triệu Văn Chiết lại không biết xấu hổ bỉ ôi như vậy. Không phải giả sao, phê vật, tôi hỏi cậu, bộ trang sức này trị giá bao nhiêu? Triệu Văn Chiết hùng hồ dọa người. Dương Tiêu cau mày thấp giọng nói, đây là trang sức phỉ thúy hoàng gia tốt nhất của huyện Thiên Sơn, tông giá trị 9.980.000 tệ. 9.980.000 tệ. Nghe thấy con số này, mọi người trong nhà họ Triệu kinh ngạc há hốc mồm. Triệu Văn Chiết nghe đến đây, cười điên cuồng trong lòng không ngừng,
phế vật này thật sự dám khoác lác, nhìn trong toàn bộ huyện Thiên Sơn người có thể lấy ra 9.980.000 tệ đếm trên đầu ngón tay, anh ta không tin bộ trang sức này có thể đáng giá nhiều tiền như vậy. Xong rồi, phế vật này lại bắt đầu khoác lác. Sắc mặt Triệu Cầm tái nhợt. Sắc mặt Đường Kiến Quốc trầm xuông, hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng Dương Tiêu đang khoác lác. Trong mắt bọn họ bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ là cái giá trên trời. Triệu Văn Chiết chế nhạo, Dương Tiêu, nói cậu là phế vật cậu thật sự là phế vật, mua đồ giả thì đã đành. Ngay cả khoác lác cũng không biết mà khoác lác, 9.980.000 tệ, lừa ai hả? Đúng vậy, cậu lừa ai đấy hả? Tôn Phú Quý khinh thường nói. Triệu Liên lạnh lùng nói, 9.980.000 tệ, sao cậu có thể nói ra? Nói rồi rất thú vị à, tôi còn cảm thấy xấu hổ thay cậu. Đám con cháu của nhà họ Triệu lần lượt lắc đầu, đều cho rằng trang sức phí thúy hoàng gia là giả, giá trị 9.980.000 tệ càng là giả dối. Thân thể già nua của Triệu Thiết Căn tức run lên, câu là con cháu, mua đồ giả còn dám nói lời điên cuồng, sao cậu có thể vô lễ như vậy? Trong chốc lát, nghìn người chỉ trỏ, như thế Dương Tiêu chính là tội nhân tàn ác tài trời. Giả, ai nói là giả? Đột nhiên, giọng nói yêu kiều vang lên, một chiếc Porsche 918 trị giá hơn chục triệu tệ lao tới chặn lại trước công nhà lớn nhà họ Triệu. Ai, con người của Triệu Văn Chiết co rút lại, nhìn về phía bên ngoài khu nhà. Trong chốc lát, ánh mắt của đám con cháu họ Triệu đều nhìn tới công khu nhà. Dưới ánh mắt của mọi người, một người đẹp với vóc dáng gợi cảm cuông dã trong chiếc áo choàng đen bước ra khỏi xe. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này, không ít con cháu trẻ tuổi của nhà họ Triệu đều nhìn thẳng. Đẹp, thật sự quá đẹp. Người đến không phải ai khác mà chính là Vạn Thiên. Nhìn rõ người tới, mí mắt Triệu Văn Chiết nhảy loạn xạ, không kìm được hoảng sợ, cô. Cô Thiên. Vạn Thiên, Dương Tiêu rất ngạc nhiên, anh thực sự không ngờ Vạn Thiên sẽ đến vào lúc này. Vạn Thiên, cô ấy chính là Vạn Thiên. Biết tên của Vạn Thiên, thế hệ trẻ nhà họ Triệu đâu dám nhìn thẳng vào Vạn Thiên nữa. Sợ Vạn Thiên sẽ khoét mắt họ. Họ đều biết Vạn Thiên là một quả ớt nhỏ chính hiệu, dựa vào cha là Vạn Tứ Hải, người giàu nhất ở huyện. Thiên Son, bình thường gây rắc rối không ít. Bất cứ ai dám xúc phạm Vạn Thiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vạn Thiên sải bước nhanh chóng bước vào khu nhà của nhà họ Triệu, cô ta liếc nhìn xung quanh tức giận hét lên, ai nói trang sức phỉ thúy hoàng gia này là giả. Đứng lên! Đám con cháu nhà họ Triệu đều rụt cổ, câm như hến. Triệu Liên và Tôn Phú Quý ngậm miệng lại, sợ Vạn Thiên sẽ th họ gây rắc rối. Triệu Văn Chiết sợ xanh mặt, vừa nãy anh ta là người đầu tiên nói trang sức phỉ thúy hoàng gia là giả. Dưới khí thế to lớn của Vạn Thiên, cả nhà họ Triệu vinh váo hung hăng đều kinh sợ. Ông nói, Vạn Thiên nhìn Tôn Phú Quý. Không phải tôi, không phải tôi. Tôn Phú Quý lắc đầu như trông bỏi. Vạn Thiên nhìn về phía Triệu Liên, bà nói. Cô Thiên, cô đã nhận nhầm người. Rồi, sao tôi có thể nói bộ đồ trang sức phi thúy hoàng gia này là giả được? Triệu Liên nặn ra một nụ cười. Với sự xuất hiện của Vạn Thiên, như thể không thua một nữ bạo chúa đến hiện trường, tất cả con cháu nhà họ Triệu đều dùng mình. Sau đó Vạn Thiên nhìn về phía Triệu Văn Chiết, trang sức phỉ thúy hoàng gia là giả, là anh nói trước phải không? Tội tôi, Triệu Văn Chiết hốt hoảng. Vạn Thiên cười khẩy, ở trên cao nhìn xuống, nói cho các người biết. Bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia này là đích thân tôi tặng cho anh Dương. Còn nữa, bộ trang sức này có giá 9.980.000 tệ, một xu cũng không thiếu. Các người tầm nhìn hạn hẹp gan lớn dám sát phân anh Dương của tôi. Cái gì, Vạn Thiên đích thân tặng nó cho Dương Tiêu. Quan trọng nhất là bộ trang sức này thực sự trị giá 9.980.000 tệ. Hít! Trong phút chốc, không ít người hít vào một hơi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Rõ ràng, không ai ngờ Dương Tiêu lại thật sự có thể lấy được bộ trang sức phỉ thủy hoàng gia trị giá 9.980.000 tệ để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà Triệu. Triệu Cầm nhân cơ hội nhìn Triệu Văn Chiết châm chọc nói, Văn Chiết à, không phải vừa nãy cậu nói cái này là giả sao? Bây giờ là sao vậy? Đúng vậy Văn Chiết, rốt cuộc chuyện này là sao? Triệu Thiết Căn cũng bồi rồi. Chị họ, bác cả, tôi nhìn nhầm. Sắc mặt Triệu Văn Chiết vô cùng sâu. Anh ta thật sự không ngờ, đến lúc này rồi mà Vạn Thiên nữ bạo chúa sẽ tới, không chỉ tới mà còn can thiệp vì Dương Tiêu. Lúc này, Triệu Văn Chiết vô cùng xấu hổ. Bị mọi người nhìn chăm chằm,
cảm nhận sự khinh thường của mọi người, Triệu Văn Chiết sâu hỗ chỉ muốn tìm một chỗ chui vào. Triệu Cầm đâu sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhìn nhầm. Thật sự là nhìn nhầm hay là lòng dạ xấu muốn nói xấu gia đình bọn tôi? Chúng tôi sống trong một căn biệt thự sang trọng ở thành phố Trung Nguyên, sẽ thiệu chút 9.980.000 tệ này. Nghe thấy thế, người không nói nên lời nhất chính là Dương Tiêu. Rõ ràng là Vạn Thiền đến để làm rõ vấn đề này, ai dè Triệu Cần lại nhân cơ hội mà khoe khoang. Giờ phút này, tất cả con cháu của nhà họ Triệu đều nhìn Triệu Văn Chiết bằng ánh mắt không còn thiện ý, tràn đầy khinh thường. Dương Tiêu lấy trang sức phỉ thúy hoàng gia trên tay Triệu Văn Chiết đưa cho Triệu Thiết Căn, ông ngoại, đưa cho bà ngoại mang theo ở ạ. Được, Triệu Thiết Căn nhìn Dương Tiêu với ánh mắt phức tạp, thở dài rồi mới xoay người. Ông thật sự không ngờ Dương Tiêu không nói rồi ông, thật sự đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất khi còn sống của vợ mình. Bây giờ đã là buổi trưa, vốn Dương Tiêu định cùng người nhà họ Triệu tùy tiện ăn một chút. Nhưng vì Vạn Thiền đến, Dương Tiêu đành phải đưa Vạn Thiền đến con phó gần đó tìm một quán mì. Dương Tiêu gọi Đường Mộc Tuyết đi cùng, nhưng Đường Mộc Tuyết không muốn. Dương Tiêu có thể hiểu được nỗi đau thương của Đường Mộc Tuyết lúc này, vì vậy anh không ép buộc. Tâm trạng Dương Tiêu nặng nề, nhưng không thể hòa mình vào không khí u buồn, anh cần phải tìm ra hung thủ thực sự đứng sau. Do đó, khi nhận được cuộc gọi từ Dương Tiêu, Hồ Khoan Quảng mặc quần áo bình thường đến quán mì. Hồ Khoan Quảng hỏi thẳng, cậu Dương, cậu thấy sao về vấn đề này? Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, chuyện này chắc chắn có liên quan đến quyền lợi. Dương Tiêu thấp giọng nói, ông Triệu và bà Triệu đều là những người tốt, khi còn sống bà Triệu cũng không xúc phạm ai, vì vậy có thể hoàn toàn loại trừ khả năng vì báo thù. Vạn Thiến ngạc nhiên, anh Dương, chẳng lẽ hung thủ là vì tiền? Không phải chứ, nếu hung thủ thực sự vì tiền, thì tại sao nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi kia vẫn chưa biến mất? Hồ Khoan Quảng hỏi, Dương Tiêu tự giễu cười nói, bởi vì hung thủ còn muốn hãm hại tôi. Hả? Vạn Thiến và Hồ Khoan Quảng đều mông lung. Dương Tiêu đã nhiều lần bước vào bờ vực cái chết, nếu không nhờ đầu óc tỉnh táo phân tích sáng suốt của mình, anh đã chết từ lâu rồi. Trên đường cao tốc từ thành phố Trung Nguyên trở về huyện Thiên Sơn, Dương Tiêu đã nghĩ về điều này. Đối phương hạ độc giết hại bà Triệu, nhưng không lấy một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi khác, điều này rất kỳ lạ. Đầu tiên, bà Triệu không có kẻ thù, có thể loại trừ vì báo thù. Nhưng cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do Dương Tiêu đưa, bà Triệu bị hạ độc diệt hại, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là Dương Tiêu. Nếu hôm nay không phải Hồ Khoan Quảng đến kịp lúc, chắc chắn anh sẽ xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Triệu. Dương Tiêu nhìn Vạn Thiến, biết tại sao tôi lại muốn mua đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia đắt nhất không? Hả, tôi không biết, Vạn Thiến lắc đầu. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, bởi vì trang sức càng đắt, hung thủ số càng lộ diện chân tướng nhanh hơn. Tôi hiểu rồi, ý của cậu Dương là đồ trang sức phỉ thúy này là môi nhử. Hồ Khoan Quảng hỏi. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy, trang sức phỉ thúy trị giá 9.980.000 tệ thực sự là một miếng mồi lớn, hung thủ vì tiền nên đương nhiên sẽ làm ra những chuyện mật trí. Người đó không lây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, vì thế nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi đã mất giá trị. Chúng ta đổi miếng mồi nặng ký hơn, một khi hung thủ không cưỡng lại được cám rõ sẽ lộ chân tướng ra nhanh hơn. Điều này có phải là bắt kính với người đã khuất không? Vạn Thiền hỏi một cách yếu ớt. Dương Tiêu bật cười, không làm theo quy tắc bình thường, thì sao có thể bắt được kẻ nhỏ nhen được? Đúng vậy, khi Dương Tiêu đề nghị thực hiện tâm nguyện lớn nhất trong đời của bà Triệu, mục đích không chỉ đơn giản là thực hiện mong muốn của bà Triệu. Anh muốn thông qua cách này dụ hung thủ thực sự đứng sau hậu trường, đưa hung thủ thực sự ra trước công lý. Tôi đồng ý, không làm theo quy tắc bình thường này. Hồ Khoan Quảng rất tán thành cách này. Bọn họ là tổ phá án, có lúc không thể không bí quá hóa liễu. Đúng lúc này, Đường Mộc Tuyết gọi điện thoại đến. Dương Tiêu, anh đang ở đâu? Xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe thấy giọng nói o lắng của Đường Mộc Tuyết, vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi dữ dội. Xảy ra chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Đột nhiên, trong lòng Dương Tiêu dâng lên một linh cảm không tốt. Dương Tiêu cau mày nói, Mộc Tuyết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói chậm thôi. Trong chốc lát không thể nói rõ được, anh cố gắng trở về sớm đi. Giọng điệu của Đường Mộc Tuyết rất lo lắng. Dương Tiêu lập tức nói, Mộc Tuyết, em đừng nóng vội, anh lập tức về ngay. Cúp điện thoại, Dương Tiêu nhìn về phía Hồ Khoan Quảng, ông.
Hồ, nếu ông đã không có vấn đề gì về không? Theo quy tắc bình thường này, thì buổi tối ông cần phải nói chuyện riêng với ông Triệu. Nhà họ Triệu không phổ biến hình thức hỏa táng mà trực tiếp chôn cất thi thể người quá cố một cách nguyên vẹn. Ở nhiều vùng nông thôn trong nước, rất nhiều người áp dụng phương pháp này. Do đây, bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia trị giá 9.980.000 tệ đặt đúng chỗ, khi bà Triệu được chôn cát, chỉ cần hung thủ vì tiền, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Xét cho cùng, ở một huyện nhỏ như Thiên Sơn con số 9.980.000 tệ đã là một cái giá cao ngất trời, nhìn toàn bộ huyện Thiên Sơn chỉ có lác đác vài phú ông. Nói cách khác, sau khi chôn cất bà Triệu xong, hung thủ sẽ vì bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ này mà đi trộm mộ. Đúng vậy, chắc chắn đối phương sẽ đi đào mộ trộm bộ trang sức phỉ thúy. Cậu Dương, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ phụ trách chuyện này. Hồ Khoan Quảng không từ chối. Dương Tiêu trầm giọng nói, cảm ơn ồ. Hiện giờ Dương Tiêu vẫn là đối tượng tình nghi, muốn lấy được lòng tin của ông Triệu Triệu Thiết Căn cũng không dễ dàng. Có thể Triệu Thiết Căn vẫn cho rằng mình có tật giật mình, đây là đang bù đắp cho bà Triệu. Lòng người rất phức tạp, ai biết cụ thể Triệu Thiết Căn nghĩ như thế nào. Hồ Khoan Quảng là công chức công vụ, đồng thời là đội phá án có tiếng ở huyện Thiên Sơn, so sánh thì càng lây được lòng tin của Triệu Thiết Căn dễ dàng hơn. Muốn chụp mũ giết hại bà Triệu lên đầu mình không dễ như vậy đâu. Dám ra tay tàn nhẫn sát hại người già, hoàn toàn chọc tức Dương Tiêu. Cho dù hung thủ là ai, Dương Tiêu cũng sẽ không nhân từ với người đó. Đều là người của mình cả, cậu Dương không cần khách sáo như vậy đâu. Hồ Khoan Quảng cười nói. Dương Tiêu đứng lên, cô Thiến, ông Hồ, bên kia xảy ra chuyện, rồi không thể tiếp đãi hai người nữa. Ừ, Vạn Thiên và Hồ Khoan Quảng cùng đứng dậy. Người chết là chuyện quan trọng, bọn họ tự nhiên sẽ không giữ Dương Tiêu lại. Sau khi rời khỏi quán mì, Dương Tiêu lập tức lái xe trở về thôn Trang Triệu. Vừa đến khu nhà họ Triệu, chỉ thấy 20-30 người đàn ông vạm vỡ hung hăng càn quay. Toàn thân Triệu Thiết Căn run lên, đám người họ Triệu tràn đầy phân hận, nhưng ít người dám lên tiếng. Tên cầm đầu M vạm vỡ dữ tợn lấy ra một xấp tiền đập vào mặt Triệu Thiết Căn, chửi bới. Lão già, tôi thật sự cho các người mặt mũi, đây là 200.000 tệ, người nhà họ Triệu các người tự giải quyết cho tốt. Nếu còn không biết xấu hổ, đừng nói là bạn đời của ông, đã chết, mẹ nó tôi cũng sẽ tiễn ông về chầu trời. Cậu, Triệu Thiết Căn tức giận vẻ mặt tái xanh. Đám người nhà họ Triệu đều tức giận, nhưng lại không có ai dám thở mạnh. Hầu hết toàn bộ 20-30 người kia đều cởi trần, toàn thân nồi đầy bắp thịt, về khí thế đã chân áp đám người nhà họ Triệu. Nhìn dáng vẻ tên cầm đầu vạm vỡ dữ tọn không sợ trời không sợ đất, Dương Tiêu giễu cọt. Bây giờ quốc gia đang quét sạch bọn làm việc ác, đám côn đồ lưu manh này quả thực đủ kiêu ngạo. Trên thực tế, Dương Tiêu cũng hiểu, những tên du côn lưu manh địa phương này không kiêu ngạo như vậy ở thành phố lớn, bọn họ thường đến các huyện nhỏ nổi giáo cho giặc. Nhìn thấy Dương Tiêu trở lại, Đường Mộc Tuyết vội vàng nói, Dương Tiêu, cuối cùng anh đã trở lại. Mộc Tuyết, rốt cuộc chuyện là thế nào? Dương Tiêu tò mò hỏi. Mặt mũi Đường Mộc Tuyết tràn đầy mây đen. Cô thở dài nói toàn bộ mọi chuyện cho Dương Tiêu nghe. Hóa ra cuộc tranh chấp giữa hai bên là vì nghĩa địa. Huyện Thiên Sơn, như tên gọi của nó có rất nhiều núi lớn. Cách thôn Trang Triệu không xa có một ngọn núi, tên là núi Tướng Quân. Đồn rằng tổ tiên nhà họ Triệu từng có một đại tướng quân, sau khi đại tướng quân chê được chôn cất tại đây, được các đời sau đặt tên là núi Tướng Quân. Đám người vạm vỡ dữ tợn này họ Lương, người cầm đầu vạm vỡ dữ liệu này tên là Lương Mãnh. Nhóm người nhà họ Lương này đến từ thôn nhà họ Lương bên cạnh, Lương Mãnh này là bí thư chỉ bộ của thôn nhà họ Lương. Điều đáng nói là tổ tiên của nhà họ Lương cũng có một vị tướng quân, cũng được an táng ở núi Tướng Quân. Hai vị tướng quân được chôn ở núi Tướng Quân, theo lý mà nói thì nhà họ Tiệc và nhà họ Lương nên tự hào về điều đó. Sự thật cũng đúng là như vậy, mấy năm nay nhà họ Lương và nhà họ Triệu tôn trọng nhau như khách, không xâm phạm lẫn nhau, hai nhà mỗi người một nửa núi Tướng Quân. Chỉ cần hai gia tộc có người chết đều được chôn ở núi Tướng Quân. 3 tháng trước, nhà họ Lương mời một thầy phong thủy. Thầy phong thủy này rất nổi tiếng, xem xong, thầy phong thủy kinh ngạc nói, tuy phong thủy ở đây tốt, chỉnh là phần bụng long mạch đại địa. Còn nói, do có rất nhiều ngọn núi ở huyện Thiên Sơn nên chúng thực sự trông rỗng như một đông phương thân long sông động như thật. Núi Tướng Quân nằm trong bụng của nhiều ngọn núi lớn nên được gọi là phần bụng long mạch đại địa.
Thầy phong thủy nói thắng, phong thủy tốt, tổ tiên được chôn cất ở đây, đời sau sẽ có phúc lớn, có thể con cháu sẽ làm quan to, phú quý. Phải nói rằng hai năm qua nhà họ Lương thật sự sản sinh ra một doanh nhân lớn, chính là dòng họ của Lương Mãnh. Vị thương nhân nhà họ Lương này có giá trị con người tỷ tệ trong nước, chuyên kinh doanh bất động sản, người nhà họ Lương tin là thật, hơn nữa còn định độc chiếm núi Tướng Quân. Trước đó nhà họ Lương đã cảnh cáo nhà họ Triệu, nhưng nhà họ Triệu hoàn toàn không quan tâm. Lần này khi bà Triệu qua đời, Triệu Thiết Căn dự định chôn bà Triệu ở núi Tướng Quân. Bây giờ đã chọn xong vị trí, chỗ chôn cũng đã bắt đầu được đào. Chỉ đợi sáng sớm mai sẽ chôn cắt bà Triệu. Đúng lúc này, người nhà họ Lương nhận được tin, không bằng lòng. Triệu Thiết Căn rất tức giận, đám người của Lương Mãnh càng hung hãn càng quây hơn, không coi ai ra gì. Dương Tiêu nghe xong chế nhạo, những người này còn thực sự tin vào phong thủy. Dương Tiêu tin vào chủ nghĩa duy vật, phong thủy thực sự tồn tại, rất siêu hình, nhưng người có thể thực sự hiểu về phong thủy thì lại rất ít. Dương Tiêu cũng đã nghiên cứu về phong thủy, mặc dù những thành tựu của anh không đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng cũng thành công lớn. Anh hiểu, mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở một số vùng quê hẻo lánh, lạc hậu. Đúng vậy, đối phương có tiền có quyền, vừa nãy mê người nhà họ. Triệu chúng ta bị đánh nhập viện rồi. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy mây đen. Dương Tiêu gật đầu nói, chiếm nghĩa trang quả thật rất đáng ghét, Mộc Tuyết em không cần lo lưu anh tới xử lý. Dương Tiêu biết tại sao Đường Mộc Tuyết lại muốn mình quay lại, đối phương cao lớn thô kệch, với vóc dáng nhỏ bé của người nhà họ Triệu, thật sự không thể đánh bại. Lương Mãnh, tôi nói cho cậu biết, ngày mai vợ tôi nhất định phải được chôn ở núi Tướng Quân, không ai có thể ngăn cản được, tôi không tin cậu sẽ ra tay với tôi. Triệu Thia Căn căm giận lần lộn. Đời đời tổ tiên của họ đều được chôn cất ở núi Tướng Quân, đây đã là một tín ngưỡng của dòng họ Triệu. Không cho phép chôn cất vợ ở núi Tướng Quân, điều này khiến Triệu Thiết Căn hoàn toàn tức giận. Nhà họ Lương do Lương Mãnh đứng đầu chế nhạo, lão già, ông ngứa ra hả? Lương Mãnh, cậu đừng có quá đáng. Triệu Thiết Căn tức giận măng. Lương Mãnh híp mắt lại, một tia sáng lạnh lùng bùng lên, quá đáng. Triệu Thiết Căn, lão già nhà ông còn chưa chết, tôi sẽ cho ông xem chuyện càng quá đáng hơn. Phút. Ngay sau đó Lương Mãnh nắm chặt tay tốc độ nhanh đâm vào khuôn mặt già nua của Triệu Thiết Căn. Bác cải. Ông nội Triệu. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả nhà họ Triệu đều điên cuồng kêu lên. Không ai ngờ Lương Mãnh nói một lời không hợp liên ra tay với Triệu Thiết Căn đã có tuổi. Triệu Thiết Căn trợn mắt, không thể tin được Lương Mãnh lại vô lý như vậy. Lão già. Cùng xuống địa ngục với vợ đi, Lương Mãnh đã nổi lên ý giết người. Nhà họ Lương bọn họ đã định phải chiếm được toàn bộ núi Tướng Quân, kẻ nào dám làm trái ý bọn họ thì chính là kẻ thù của bọn họ. Kẻ thù thì cần thiết phải trả giá bằng máu. Đánh chết lão già này đi, vẻ mặt đám người nhà họ Lương hưng phán. Mặt mày đám người nhà họ Triệu tràn đầy tuyệt vọng, cú đầm của họ, Mãnh cao lớn thô kệch rơi xuống, xê lẽ Triệu Thiết Căn sắp bị đánh liệt nửa người. LC Lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhanh chóng lao tới, ngang tàng bắt lấy năm đấm sắt của Lương Mãnh. Không biết lễ phép, tư thế kiêu ngạo của anh khiến người khác chán ghét. Nắm chặt nắm đấm của Lương Mãnh, sắc mặt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lẽo. Gì? Nhìn thấy có người dám ngăn cản nắm đấm sắt của Lương Mãnh, lúc này bất kể là người nhà họ Triệu hay người nhà họ Lương đều cực kỳ hoảng sợ. Ngay cả Lương Mãnh cũng sửng sốt, anh ta không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Tiêu trước mặt. Không thể không nói, Lương Mãnh là người luyện võ, từ nhỏ đã rất mạnh, 8-10 người bình thường còn không đủ để anh ta đánh. Lương Mãnh đã hiếu chiến từ khi còn nhỏ, 16 tuổi đã đánh chết người. Vì Lương Mãnh còn chưa thành niên, nên anh ta vào đó mây. Năm, sau đó gia đình đã tốn rất nhiều tiền bảo lãnh hiến Mãnh hợp lẽ đưa ra ngoài. Sau khi ra ngoài, được sự giúp đỡ của đại gia nhà họ Lương, Lương Mãnh nhanh chóng đảm nhận vị trí bí thư chỉ bộ thôn nhà họ Lương. Vừa rồi Lương Mãnh nhìn thấy cho Triệu Thiết Căn thể diện mà lại không cân, thẹn quá hóa giận, một đâm này ước tính khoảng 5 phần lực. Dù chỉ là 5 phân thì người trưởng thành bình thường cũng khó mà đỡ được. Nếu một củ đấm rơi vào đầu Triệu Thiết Căn, có lẽ Triệu Thiết Căn sẽ bị một đấm này của anh ta đánh chết. Lương Mãnh không ngại giết Triệu Thiết Căn, hiện nhà họ Lương của anh ta được hậu thuẫn bởi một ông lớn, mà ông lớn này cũng có ý muốn giành được phong thủy đất quý báu của núi Tướng Quân. Dương Tiêu. Nhìn rõ người chặn năm đâm sắt của Lương Mãnh, người nhà họ Triệu trồ mắt đứng nhìn. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Lương Mãnh mạnh như nào,
vừa nãy mấy người nhà họ Triệu đều bị một đâm của Lương Mãnh đánh ngã xuống đất, bây giờ đã được đưa tới bệnh viện. Sao lại là cậu ta? Triệu Văn Chiết, Tôn Phú Quý, Triệu Liên và những người khác đều thay đổi sắc mặt. Không ai ngờ một phế vật trong mặt người khác lại đứng ra vào thời điểm nguy hiểm. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Dương Tiêu quay đầu nhìn Triệu Thiệt Căn, ông ngoại, ở đây giao cho cháu, ông lui lại một chút đi. Vẻ mặt của Triệu Thiệt Căn rất phức tạp, ông thật sự không ngờ Dương Tiêu lại đứng ra vì mình. Ông coi Dương Tiêu là kẻ giết người, ngay cả bản thân mình cũng đối xử với Dương Tiêu như vậy, nhưng không ngờ, Dương Tiêu không những không so đo với ông mà còn đứng ra vì mình. Trong chốc lát, trên mặt Triệu Thiệt Căn lộ ra vẻ sâu hỏ. Kỹ năng của Lương Mãnh không tầm thường, cậu cẩn thận chút. Triệu Thiệt Căn nhắc nhở trước, sau đó lùi lại. Dương Tiêu cười nhẹ nhàng, ông ngoại yên tâm, cháu tự có chừng mực. Tên phế vật này điên à, Triệu Cầm sợ hãi co rụt cô lại. Bọn họ biết rất rõ Lương Mãnh hung tàn như thế nào, bây giờ Dương Tiêu đứng ra, trong mặt bọn họ chẳng phải là muôn chê sao. Sắc mặt Đường Kiến Quốc u ám nhưng cũng không tiện nói thêm, dù sao Triệu Thiệt Căn cũng là bố vợ của ông ta. Sau khi khuyên Triệu Thiệt Căn lui xuống, Dương Tiêu mới nhìn Lương Mãnh, có hai vị tướng quân được chôn ở núi Tướng Quân, đó là liệt sĩ họ Triệu và liệt sĩ họ Lương của các anh. Từ xưa đến nay, hậu duệ của hai nhà đều chôn ở núi Tư, Ấm Quân. Bây giờ nhà họ Lương của các anh muốn chiếm núi Tướng Quân, chuyện này không thích hợp lắm nhỉ. Nhóc con, tôi khuyên cậu không cần xen vào chuyện của người khác. Lương Mãnh tỏ vẻ thù địch. Đám người nhà họ Lương nghe thấy Dương Tiêu vì chuyện núi Tướng Quân mà đứng ra, tất cả đều rất tức giận. Ai nói nhà họ Lương chúng tôi chiếm, rõ ràng chúng tôi đã đưa tiền, đây là mua, không phải chiếm. Trước đó chúng tôi đã cảnh cáo người nhà họ Triệu rồi, bọn họ không biết tốt xấu, đây là tự rước lấy nhục. Nhìn đức hạnh của người nhà họ Triệu bọn họ đi, giao núi Tướng Quân cho bọn họ cũng lãng phí, tốt hơn hết là giao hết toàn bộ cho nhà họ Lương chúng tôi. Nghe vậy, đám người nhà họ Triệu đều giận tím mặt. Mỗi người đều run rẩy toàn thân, nhưng lại không thể làm gì. Đứng sau nhà họ Lương còn có một ông lón, thế lực yếu ớt của nhà họ Triệu không đủ khả năng xúc phạm bọn họ. Hơn nữa Lương Mãnh đã từng giết người thấy máu, nếu Lương Mãnh bị xúc phạm đến chết, hậu quả khủng khiếp là hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Lương Mãnh chế nhạo, nhóc con, nghe thấy không? Giao núi Tướng Quân cho bọn họ cũng sẽ lãng phí. Tôi thấy cậu rất lạ mặt, không muốn có sai sót gì thì cút xéo nhanh lên. Nếu chọc giận tôi, hôm nay ông đây cũng sẽ dạy dỗ cậu. Dương Tiêu liếc nhìn đồng tiền trên mặt đờ ti, không tính quá lớn, tổng cộng khoảng 200-300 nghìn lệ. Tùy tiện đậm 200-300 nghìn tệ, cũng đủ chứng minh đối phương có tiền có quyền, chẳng trách người nhà họ Triệu dám giận mà không dám nói. Dương Tiêu giễu cợt, mua sao? Ép mua ép bán đây không phải là chiêm thì là gì? Nhóc con, cậu rất chảnh. Thầy Dương Tiêu Vân không lùi bước, vẻ thù địch trên mặt Lương Mãnh càng ngày càng nặng. Dương Tiêu nói lỏng nắm đấm của Lương Mãnh, toàn thân toát ra khí thế lớn, hôm nay tôi sẽ nói rõ. Chỉ cần nhà họ Triệu không đồng ý, các anh sẽ không thể chiếm núi Tướng Quân. Chuyện này tôi quản là cái chắc, tôi khuyên các anh nhanh chóng rời khỏi thôn Triệu, không được quấy dây giấc nghỉ của bà cụt. Nhìn thấy dáng vẻ vênh váo hung hăng của Dương Tiêu, mọi người trong nhà họ Triệu không kìm được chấn động hoảng hốt. Bọn họ không bao giờ ngờ tới phế vật trong mắt bọn họ lại vào thời khắc mấu chốt nhất đứng ra bảo vệ lợi ích của mình. Đột nhiên, Triệu Thiệt Căn cùng Triệu Cầm nhìn về phía Dương Tiêu, ánh mắt đều thay đổi. Đúng vậy, họ yếu đến mức không thể cạnh tranh với đám người Lương, Mãnh. Khi Dương Tiêu đứng ra, tất cả đều cảm động, ấn tượng của họ về Dương Tiêu đã thay đổi lớn. Triệu Văn Chiết ở trong đám người nhà họ Triệu diêu cọt trong lòng, Dương Tiêu à Dương Tiêu, cậy cảnh hùng hả. Chờ chết đi. Anh ta đã nghe nói Lương Mãnh tàn ác như thế nào từ lâu rồi, vừa nãy Triệu Văn Chiết, người có triển vọng nhất trong nhà họ Triệu lập tức chôn ra xa, sợ cá trong chậu gặp nạn. Anh mặt Tôn Phú Quý u ám, cũng giễu cọt trong lòng, đánh đi, mau đánh chết phế, vật này đi, Dương Tiêu, cậu chết rồi, tất cả mọi tội lỗi đều do cậu gánh chịu, cùng Tôn Phú Quý tôi không liên quan gì. Sự xuất hiện của Hồ Khoan Quảng và những người khác trong tô phá án hôm nay khiến Tôn Phú Quý bị dọa sợ không nhẹ. Ông ta nào đã thấy những trường đờ 5P như vậy, sợ bị điều tra ra đưa ông ta ra trước công lý. Bây giờ... Dương Tiêu không biệt sông chết đã xúc phạm Lương Mãnh, hiển nhiên đây không phải ỷ hạt tìm chết sao. Đường Mộc Tuyết căng thẳng siết chặt góc quần áo, cô biết kỹ năng của Dương Tiêu không bình thường,
nhưng Lương Mãnh cũng không phải quả hông mềm, sợ không dễ đối phó. Tốt, tốt lắm, nhóc con, xem ra hôm nay cậu thật sự muốn xen vào chuyện của người khác, được, tìm chê phải không? Hôm nay ông đây thỏa mãn cậu. Lương Mãnh rất tức giận, anh ta là một bạo chúa ở thôn gần đó, không ai dám xúc phạm anh ta, nhiều người dân phải nhìn sắc mặt anh ta mà làm việc. Núi tướng quân, Lương Mãnh nhất định phải có được, kẻ nào dám can thiệp thì anh ta sẽ giết kẻ đó. Anh Mãnh, giết cậu ta đi. Đám người nhà họ Lương đều hét lên. Dương Tiêu giễu cợt, giết tôi. Tốt. Nhìn tôi không vừa mắt thì cứ thả ngựa ra đi. Đối, Phương không phải tốt lành gì, muốn thuyết phục bằng lời nói thì chắc chắn không được. Nếu đã như vậy, thì dùng vũ lực giải quyết. Đờ mò, ông đây phải đập vỡ đầu của cậu. Lửa giận của Lương Mãnh phun trào. Anh ta dùng sức mạnh chín châu hai hổ, nắm đấm sắt giáng xuống đầu Dương Tiêu như sấm sét. Năm đấm của anh ta cực kỳ cứng, giống như một cái búa, nếu bị rơi xuống, người bình thường có thể bị xuất huyết não. Sau lưng Lương Mãnh có chỗ dựa lớn, anh ta không hề sợ hãi. Cho dù giết Dương Tiêu thì thế nào? Anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không có chuyện gì là tiền bạc không giải quyết được. Một nơi nhỏ bé như của họ, một mạng người 200.000 tệ là đủ. Sắc mặt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh, anh không muốn quan tâm loại chuyện này, nhưng nếu đã xảy ra rồi thì anh không thể mặc kệ. Giết cậu ta đi, trong lòng Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quỷ đều cổ vũ cho Lương Mãnh. Giết cậu ta, đám người nhà họ Lương lại hét lên. Nắm đám sát cách đầu Dương Tiêu trong gang tắc, Lương Mãnh kích động nói, nhóc con, kiếp sau hãy cảnh giác cao độ, cuối cùng có mấy người không phải cậu có thể xúc phạm được. Dương Tiêu, cẩn thận. Đường Mộc Tuyết không nhịn được kêu lên. Nghe lời nói đó, Dương Tiêu cười tà khí lâm liệt, thật sao? Vút! Ngay khi nắm đấm sắt của Lương Mãnh cách đầu Dương Tiêu chưa đầy một cm, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười kỳ dị. Trong chốc lát, Dương Tiêu không còn do dự nữa, tấn công ngang tàng. Đám người nhà họ Triệu nhát gan đã nhắm mắt lại, sợ máu trên đầu Dương Tiêu sẽ bắn tung tóe khắp nơi. Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý cười điên cuồng trong lòng. Như thế Dương Tiểu tự tìm chết, máu đã văng ngay tại chỗ. Tất cả mọi người trong nhà họ Lương đều cười điên cuồng không ngừng, như thể Dương Tiêu hoàn toàn không thể xuất chiêu trước mặt Lương Mãnh. Ngay cả Lương Mãnh cũng cho rằng dưới năm đâm của mình cho dù Dương Tiêu không chết cũng sẽ trở thành một tên ngốc. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Lương Mãnh lập tức cứng lại. Không biết từ khi nào, nắm đâm sắt của anh ta lại bị Dương Tiêu tóm được. Lần này, Dương Tiêu sẽ không cho Lương Mãnh cơ hội để thở. Anh chọt dùng lực, răng rắc, tay phải của Lương Mãnh đã bị chật ngay tại chỗ. Bóp bóp, chân phải của Dương Tiêu hóa thành bóng ma, đá mạnh vào xương bánh chè của Lương Mãnh. Phịch, trong ánh mắt của mọi người, hai đầu gối của Lương Mãnh quỳ xuống đất, kiên định quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu. Ngay sau đó, cơn đau dữ dội ập đến trên người, Lương Mãnh đang quỳ trên mặt đất, hét lên một tiếng thảm thiết chói tai. Nụ cười kỳ dị trên mặt Dương Tiêu vẫn chưa biến mất. Cảm giác được hơi thở lạnh lẽo khóa chặt trên người, Lương Mãnh không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, anh ta kinh hãi, cậu. Cậu muốn làm chi hay làm gì? Anh nói xem, Dương Tiêu cười khinh thường. Bóp! Ngay sau đó, Dương Tiêu dồn lực hung hăng đá vào ngực Lương Mãnh. Trong thời gian ngắn, thân thể Lương Mãnh bị đá bay hơn 10 mét như. Bao cát, cuối cùng thân thể nặng y nề va vào tường sau đó mới có thể ổn định. Phụt! Cảm thấy máu trong người trào dâng, Lương Mãnh không thể kiềm chế được nôn ra một ngụm máu. Hơi thở của anh ta ì ạch, giống như bị bệnh nặng. Hải! Nhìn thấy Lương Mãnh hung dữ tàn nhẫn bị Dương Tiêu thành thạo đánh bại, đám người nhà họ Triệu đều sững sờ. Làm sao có thể, Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý kinh ngạc thốt lên, mặt mũi ngập tràn vô lễ. Bọn họ biết Lương Mãnh lợi hại như thế nào, ai ngờ Lương Mãnh nổi giáo cho giặc lại không thể xuất chiêu trước mặt Dương Tiêu như vậy. Nhìn Lương Mãnh bị cưỡng ép đánh lui, Đường Mộc Tuyết không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm tràn đầy kinh ngạc, bọn họ còn cho rằng gì bị hoa mắt. Dụi mắt nhìn Lương Mãnh ngã trên mặt đất, tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Đây, đây còn là phế vật năm đó không? Làm sao Dương Tiêu có thể đánh như vậy? Trước đây bọn họ thật sự không bia. Nghĩ đến kỹ năng của Dương Tiêu kinh người như vậy, lại nghĩ đến thái độ không tốt của hai người bọn họ đối với Dương Tiêu trong 5 năm qua. Bọn họ không khỏi nuốt nước bọt. Nếu Dương Tiêu điên cuồng chống lại bọn họ, bằng với xương cốt của hai người bọn họ, e dáng sẽ bị Dương Tiêu đánh cho tơi tả. Anh Mãnh! Đám người nhà họ Lương định thần lại thì lần lượt thay đổi sắc mặt,
vội đỡ Lương Mãnh dậy. Lương Mãnh đau đớn nhe răng trợn mắt phất tay nói, đừng. Đừng động vào tôi, hình như gãy xương sườn rồi. Gãy xương sườn. Hít, nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi, ánh mắt nhìn Dương Tiêu như nhìn quái vật. Một cú đá khiến người hung dữ như Lương Mãnh bị gãy xương sườn. Đây không phải là quá trâu bò sao? Nhìn chằm chằm, Lương Mãnh chật vật không chịu nổi, Dương Tiêu chế nhạo, sao hả? Như vậy đã chịu không nổi. Tôi còn chưa dùng lực anh đã ngã rồi. Nghe những lời của Dương Tiêu, Lương Mãnh suýt hộc máu. Còn chưa dùng lực anh đã ngã rồi. Đờ mờ, thằng nhóc nhà cậu có cần giả vờ đe dọa như vậy không? Nghĩ đến việc bản thân bị một kẻ vô danh đánh bại, hai mắt Lương Mãnh như bị xé toạc, ngón tay trái chỉ vào Dương Tiêu tức giận nói, lên, các anh em, mẹ nó lên hết cho tôi, giết cậu ta, cầm vũ khí, giết cậu ta cho tôi. Vâng, anh Mãnh, đám người nhà họ Lê ông đồng thanh hét lên. Bịch bịch bị trồ Lương Mãnh bị đánh ngã, người nhà họ Lương nào dám chần chờ, lập tức mở cốp xe lấy từng con dao sáng loáng. Không ổn. Nhìn thấy đối phương còn mang dao theo, tất cả người nhà họ Triệu chợt thay đổi sắc. Dương Tiêu sờ căm không biết nên nói gì, còn dám mang theo đạo cụ không chế, còn không nói là ép mua ép bán, các anh thật sự đủ kiêu ngạo. Chém chết nó, chém thằng rác rưởi này thành nhiều khúc cho tôi, chém nát thịt nó, chém chết thằng danh này ném cho chó ăn. Lương Mãnh cuồng loạn tức giận hét lên. Anh ta sống một đời ở nơi này nói giáo cho giặc đã lâu, ai dám ra tay đánh anh ta. Ngày thường, người trong thôn đều nhìn sắc mặt anh ta mà làm việc. Cho dù là quấy rối phụ nữ trẻ tuổi, những người này cũng không dám lên tiếng. Lần đầu tiên bị đánh ngã trên mặt đất, mùi vị này vô cùng đau đớn. Các anh em, đánh chết cậu ta, đám người nhà họ Lương tức giận không thôi. Như thể Dương Tiêu đánh ngã Lương Mãnh năm xuông đất chính là không có ý tốt gây chuyện với bọn họ, gây chuyện với toàn bộ dòng họ Lương. Trong tích tắc, 20-30 tên vạm vỡ nhà họ Lương cầm dạo lao về phía Dương Tiêu, như thể hôm nay Dương Tiêu đã định phải chết dưới tay bọn họ. Triệu Thiết Căn không đành lòng nói, chàng trai, mau chạy đi. Dương Tiêu, chạy đi, ngay cả Đường Mộc Tuyết cũng kinh hãi kêu lên. Hai tay khó địch bốn chân. Dương Tiêu có thể đánh bại được một Lương Mãnh không có nghĩa là Dương Tiêu có thể địch lại đám người vạm vỡ của nhà họ Lương. Chém chết cậu ta, Triệu Văn Chiết hét lên trong lòng. Đánh chết cậu ta, vẻ mặt của Tôn Phú Quý cũng kích động. Chỉ cần Dương Tiêu chết, Dương Tiêu sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà Triệu, bọn họ sẽ không còn phải sợ hãi trong lòng nữa. Lương Mãnh hét lên, không cần ngần ngại, hăng hái làm một mạch cho xong việc giết chết cậu ta đi. Đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện cho bác cả. Chỉ cần một cuộc gọi của bác cả sẽ thong thả thôi. Anh Mãnh yên tâm, chúng tôi nhất định phải dê cậu tai đám người nhà họ Lương như được tiêm máu gà đáp lại. Bây giờ nhà họ Lương có ông lớn chồng lưng, có quyền có thê, giết chết một nông dân nhỏ bé cũng chẳng làm sao. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng, không hề sợ hãi nhưng trong lòng lại bốc lên lửa giận. Đám người nhà họ Lương này không khác gì những băng cướp bắt nạt người, phải bị trừng phạt. Danh con, chết đi. Một người vạm vỡ nhà họ Lương dùng dao lao lên từ trên cao chém vào trán Dương Tiêu. Hừ, Dương Tiêu cười u ám. Răng rắc, tay phải của Dương Tiêu tấn công giống như một con rồng điên, nắm lấy cổ tay người này, chỉ cần dùng một chút lực, cánh tay cầm dao của người đàn ông vạm vỡ suýt bị xé toạc. Anh ta kêu lên, con dao trên tay anh ta lập tức rơi xuống. Giết cậu ta, một tên vạm vỡ khác lao tới. Con dao còn chưa kịp rơi xuống. Dương Tiêu đã lập tức dùng tay trái đỡ con dao lại. Tẻ chi! Tiếng kim loại vang lên, dưới sức lực rất mạnh của Dương Tiêu con dao cứ như vậy bị đứt làm hai. Đờ mờ, nhìn thấy dao của mình bị chặt đứt, tên vạm vỡ ngân ra. Dương Tiêu không hề do dự đá vào bụng dưới của người này, cơn đau ập đến, người này ôm bụng quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Dương Tiêu đối phó được hai người liên tiếp, Lương Mãnh hét lên, cùng lên, nhanh, cùng lên đi. Giết! Đám người nhà họ Lương đều phát ra lửa giận. Dương Tiêu châm chọc, muốn mạng của tôi, các người còn chưa đủ tư cách. Trong tích tắc, thân thể Dương Tiêu đã lao vào đám đông. Giả vờ đe dọa, chờ chết đi, Triệu Văn Triệt khinh thường. Mặt mày Tôn Phú Quý tràn đầy chế nhạo, như thể phố Tiêu đã bị chém thành nhiều khúc. Tuy nhiên, cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo được sinh ra. Bóp! Dương Tiêu đá chân, một người ngã xuống đất. Bóp! Tay Dương Tiêu hóa thành con dao, đánh vào lưng một người, lại thêm một người khác hôn mê. Lúc này,
Tinh thần chiến đấu của Dương Tiêu đang dâng trào, như hổ vồ vào bầy dê, không ai trong nhà họ Lương chịu được một chiêu của Dương Tiêu. Một người, năm người, mười người, hai mươi người. Bốp 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 bóp bóp. Giữa tia điện và đá lửa, khói bụi bốc lên từ mặt đất, cuối cùng chỉ có một mình Dương Tiêu đứng sừng sững. Nhìn đám người nhà họ Lương, tất cả đều gục trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Chuyện này làm sao có thể? Nhìn thấy đám người vạm vỡ của nhà họ Lương đều bị Dương Tiêu đánh ngã trong vòng chưa đây 2 phút, Lương Mãnh như bị sét đánh, sắc mặt choáng váng. Trong lòng đám người nhà họ Triệu đều dây lên sóng gió, căm đều tan vỡ. Nhìn chấm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không ngờ kỹ năng của Dương Tiêu lại kinh khủng đến vậy. Không một ai trong đám người vạm vỡ nhà họ Lương chịu nổi một chiêu của Dương Tiêu. Nhìn lại đám người nhà họ Lương từng người ngã xuông, không ít người nhà họ Triệu kinh hãi lần lượt nuốt nước bọt. Trong mắt của Triệu Văn Chiết cùng Tôn Phú Quý suýt nữa trợn lên. Toàn bộ đều bị đánh bại. Vậy mà tên phế vật Dương Tiêu này lại đánh bại tất cả người nhà họ Lương. Mẹ nó, đơn giản là quái vật mà. Phải biết rằng, đám người nhà họ Lương cao lớn thô kệch, toàn thân nổi đầy cơ thịt, cho dù bậc thầy võ học cùng R nhau xử lý cũng chưa chắc đã phải đối thủ của bọn họ. Ai ngờ ở trước mặt Dương Tiêu đám người kia lại không thể chịu nổi một chiêu, không một ai địch lại một chiêu của Dương Tiêu. Trong chốc lát, trên trán Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý đổ mồ hôi như mưa. Nếu Dương Tiêu biết bọn họ gây ra cái chê của bà Triệu, Dương Tiêu tức giận, có lẽ một cái tát có thể đập nát đầu của bọn họ. Trời ạ, sau một khoảng thời gian im lặng, lúc này đám người nhà họ Triệu mới sợ hãi thốt lên những lời thán phục. Ngay sau đó, đám người nhà họ Triệu tỉnh táo lại nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu không kìm được dâng lên lòng tôn kính. Tuy Dương Tiêu vẫn chưa thoát khỏi thân phận nghỉ phạm, nhưng Dương Tiêu dùng kỹ năng, sức mạnh của mình bảo vệ nhà họ Triệu hóa giải trận nguy cơ này, khiến tất cả người nhà họ Triệu đều kính sợ sâu sắc. Thằng nhóc này thật sự là phế vật à. Triệu Cầm há to miệng, mặt mũi tràn đầy vô lễ. Ánh mắt Đường Kiến Quốc đờ đẫn, kỹ năng của Dương Tiêu đã khiến ông ta nhìn anh với con mắt khác. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyê dao động, đây thật sự là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy kỹ năng của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyê biết Dương Tiêu từng là quân nhân, kỹ năng không bình thường, nhưng cô không ngờ tới sẽ không bình thường đến loại trình độ này. Triệu Thiết Can, Triệu Liên và những ân người khác càng không cần phải nói, giờ phút này rất chấn động. Đờ mờ, đá chúng tất cả, Lương Mãnh bị dọa sợ đến mức mặt trăng bệch. Cừ, mẹ nó tên này thật sự rất cừ. Thuộc hạ của anh ta có kỹ năng như nào anh ta rõ như lòng bàn tay. Nếu sống mái với nhau, 20-30 người bọn họ có lẽ có thể đánh bại hơn 100 người bình thường, ai ngờ đám người bọn họ đều thua dưới tay Dương Tiêu. Đánh bại đám người nhà họ Lương xong, Dương Tiêu đi chậm về phía Lương Mãnh. Ừng ực, thấy Dương Tiêu đi về phía mình, Lương Mãnh như sắp vỡ cả tim gan, anh ta không dám nhúc nhích, sợ chọc giận Dương Tiêu. Lúc này, Lương Mãnh cảm thấy có một luồng khí lạnh vọt từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, anh ta chỉ cảm thấy giống như bị một con thú hoang không lồ nhìn chằm chằm, khiến anh ta rùng mình. Trong ánh mắt của mọi người, sắc mặt Dương Tiêu u ám, túm quần áo Lương Mãnh. Lương Mãnh cao to vạm vỡ bị Dương Tiêu xách lên như gà, Lương Mãnh càng sợ hãi hơn, Đại ca, cậu muốn làm gì? Giết người là vi phạm pháp luật đó. Anh ta thật sự sợ Dương Tiêu bùng nổ, tát một cái đập chết anh ta. Dương Tiêu không trả lời, anh giơ thẳng ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt ỷ ương Mãnh, ra hiệu cho Lương Mãnh sau này không được gây chuyện nữa. Ứng ực, Lương Mãnh lập tức hiểu ý, anh ta khó khăn nuốt nước bọt, run sợ trong lòng gật đầu. Bà Triệu còn chưa đưa tang, Dương Tiêu không muốn gây chuyện, tránh quấy dây giấc nghỉ an yên của bà Triệu. Cút, thu phục Lương Mãnh xong, Dương Tiêu lạnh giọng nói. Lương Mãnh như được miễn tội chết, anh ta vội vàng hét lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau rời khỏi đây. Đám người nhà họ Lương như chút được gánh nặng, ánh mắt bọn họ nhìn Dương Tiêu tràn đầy kinh hãi, không quan tâm đến vết thương đứa ưng lên xoay người bỏ chạy. Đứng lại, đột nhiên Dương Tiêu hét lên. Sắc mặt Lương Mãnh xanh mét, anh ta quay đầu lại cố nặn ra một nụ cười, Đại ca, cậu còn có chỉ thị gì à? Mang tiền này đi, Dương Tiêu chỉ vào 200.000 tệ tiền mặt. Vâng, Lương Mãnh gật đầu như dã tỏi rồi lập tức ra hiệu cho đám người nhà họ Lương làm theo lời dặn dò của Dương Tiêu. Đám người nhà họ Lương như chim sợ cành cong nhặt tất cả tiền lên, xám xịt cụp đuôi nhanh chóng biên khỏi thôn Trang Triệu.
Làm xong tất cả những việc này, Dương Tiêu quay lại nhìn Triệu Thiết Căn âm áp nói, ông ngoại, sáng mai Vân chôn cất bà ngoại như thường, nếu đám người lương mãnh này lại tới gây chuyện, cháu sẽ không tha cho bọn họ. 2. Triệu Thiết Căn thở dài nặng nề, vẻ mặt càng phức tạp hơn. Bất kể là Dương Tiêu mua trang sức phỉ thúy hoàng gia hoàn thành tâm niềm cuối cùng của vợ ông hay Dương Tiêu đứng ra khi nhà họ Triệu gặp khó khăn thì đều khiến ông cảm động sâu sắc. Ông có thể nhận ra, hơn 50% hung thủ không phải là Dương Tiêu, chắc hẳn là do trong tình thế nóng vội nên ông đã nghĩ nhiều. Dương Tiêu dịu dàng nhìn Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, đi ăn chút đồ ăn đi. Anh nghĩ bà ngoại còn sống cũng sẽ không muốn nhìn thấy em đói bụng đâu. Vâng, Đường Mộc Tuyết gật đầu nhẹ nhàng. Kê thúc phong ba bão táp của nhà họ Lương, đám người nhà họ Triệu hoàn toàn nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khác. Không nói đến những chuyện khác, chỉ cần kỹ năng của Dương Tiêu ở đây, ai dám nói Dương Tiêu là phê vật, đám người nhà họ Triệu có thể sẽ nhổ nước bọt chết người đó. Đám người Lương mãnh trở về thôn Lương như chó nhà có tang. Một người đàn ông vạm vỡ họ Lương tức giận nói, anh mãnh, vừa nãy thằng nhóc tên Dương Tiêu kia khinh người quá đáng, chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Đúng vậy. Anh mãnh, nhà họ Lương chúng ta tung hoành trong khu vực này, đều là chúng ta bắt nạt người khốc, ai dám bắt nạt chúng ta. Đúng thế, anh mãnh, các anh em đều bị tên nhóc này đánh cho bằng dập. Nếu không lấy lại danh dự, các anh em thực sự không nuốt trôi cơn tức này. Đám người vạm vỡ nhà họ Lương tràn đầy bi thương, như thể những gì mà Dương Tiêu đã làm với họ là một nỗi sỉ nhục lớn. Mẹ kiếp, nếu tôi không diệt chê tên họ Dương này, tôi sẽ không họ Lương. Một thằng phê vật ở dễ còn muốn lật trời. Lương mãnh tức thở hổn hển. Vừa nãy anh ta đã đi kiểm tra, xương sườn của anh ta cứ thế bị Dương Tiêu đá gãy hai xương. Hơn nữa, họ còn phát hiện ra Dương Tiêu là người ở dễ khiến Lương mãnh cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải ruồi. Nếu bọn họ bị con cháu nhà họ Triệu đánh bại cũng không sao, ai biết được người đánh bại bọn họ lại là người ở dễ. Ở trong mắt bọn họ, người ở dễ là phê vật. Bị người ở dễ đánh bại là điều đáng xấu hổ trong đời người. Lương mãnh giận dữ hét lên, gọi điện cho ông lớn quan trọng của dòng họ Lương. Anh ta khóc lóc kể lễ, chú hai, chú nhất định phải làm chủ cho cháu. Chúng cháu bị đánh thê thảm, đối phương không hề để chú vào mắt, nói chú là một đống phân. Để tăng giá trị hận thù, Lương mãnh thêm mãm thêm mũi nói qua một lượt. Cái gì hai còn có chuyện như vậy, đồ khốn kiếp. Mãnh tử, nhà họ Lương chúng ta, nhất định phải có được núi tướng quân, không phải ngày mai bọn tê sẽ đưa tang sao. Đánh cậu ta, xảy ra chuyện, tôi sẽ gánh. Đầu bên kia điện thoại vang lên một chàng giận dữ. Vâng, chú hai, nghe đến đây, Lương mãnh kích động như căn phải thuốc. Cúp điện thoại, Lương mãnh nhe răng cười nói, Dương Tiêu đúng không? Mẹ kiếp ngày mai cậu chờ chết đi. Màn đêm buông xuống. Đường Mộc Tuyết nằm trên giường lo lắng nói. Em nghe nói Lương mãnh không phải người bình thường. Chú hai của anh ta kinh doanh bất động sản, giá trị trên người mây tỷ tệ, không ó lẽ Lương mãnh sẽ không bỏ cuộc. Dương Tiêu cười dịu dàng, Mộc Tuyết em yên tâm, có anh đây, không sao đâu. Nếu Lương mãnh lại đến gây rồi, anh sẽ không khách sáo. Nếu chú hai của anh ta dám can thiệp, anh bảo đảm sẽ khiến anh ta hôi hận đứt ruột. Ngày mai đưa tang bà Triệu, liên quan đến chuyện tiếp theo Dương Tiêu bắt được hung thủ hành động. Lúc này kẻ nào dám gây chuyện, đến một người anh sẽ dê một người. Cùng lúc đó, thôn nhà họ Lương. Một người đàn ông vạm vỡ cầm một chiếc hộp tinh xảo đến trước mặt Lương mãnh, anh mãnh, đồ mà anh muôn. Lương mãnh nóng lòng muốn mở hộp, khi mở ra, bên trong có ba khẩu súng ngắn. Tốt lắm, ngày mai đưa tang bà Triệu, nếu Dương Tiêu kia dám làm loạn, ông đây sẽ bắn cậu ta một phát. Lương mãnh cầm một, khẩu súng ngắn lên, vẻ mặt âm hiểm tàn nhân. Như thể nếu Dương Tiêu còn dám can thiệp, anh ta sẽ bảo đảm khiến Dương Tiêu tận mắt nhìn thấy não của mình. Đội phá án của Hỗ Khoan Quảng đã đến khu nhà của nhà họ Triệu vào đêm muộn tìm ông Triệu Triệu Thiết Căn. Biết được Hỗ Khoan Quảng đến có ý gì, Triệu Thiết Căn do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Triệu Thiết Căn ý thức được hung thủ thực sự đứng sau hạ độc giết hại vợ mình có lẽ không phải là Dương Tiêu, mà là một người khác. Vợ của ông sống với ông cả đời. Nhà nghèo không được hưởng phúc, nay lại bị hạ độc giết chết, không cần nói trong lòng Triệu Thiết Căn đau buồn tức giận như nào. Bây giờ Triệu Thiết Căn thực sự muốn lập tức bắt được hung thủ, đưa hung thủ ra trước công lý. Bác Triệu, nếu bác không phản đối thì cứ quyết định như thế này. Hồ Khoan Quảng nghiêm nghị nói. Vẻ mặt Triệu Thiết Căn phức tạp, cảnh quan hồ, tất cả đều nhờ vào cậu.
Bác Triệu yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Hồ Khoan Quảng trịnh trọng nói. Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, những chiếc xe Việt dã sang trọng đang đi nhanh về phía thôn Trang Triệu. Người đứng đầu là Vạn Tứ Hải, người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn mang người vội vã trở về trong đêm. Bà Triệu đã chết sau khi uống nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà ông ta đưa cho Dương Tiêu, điều này khiến Vạn Tứ Hải cũng cảm thấy khó chịu. Biết tin sáng nay đưa tang bà Triệu, Vạn Tứ Hải đã tức tốc trở về trong đêm mục đích là tiễn bà Triệu trên đoạn đường cuối cùng. Khi Vạn Tứ Hải đến, có không ít doanh nhân giàu có ở huyện Thiên Sơn do Vạn Tứ Hải đứng đầu đã đồng thời đi theo. Trong chốc lát, có khoảng 4-50 chiếc xe Việt dã sang trọng đến thôn Trang Triệu. Những chiếc xe hạng sang này có đủ loại, mỗi loại không dưới 2 triệu tệ, bao gồm các phiên bản cải tiến của Ford Raptor, xe Việt dã chống đạn Mercedes-Benz, Land Rover, Range Rover, Hummer và các dòng lớn khác. Nhìn thấy rất nhiều xe sang tập trung ở thôn Trang Triệu, vô số người dân ở các thôn gần đó đã bị sốc. Để đưa tang bà Triệu, trận chiến này thật sự rất dọa người. Cả nhà họ Triệu cũng sững sờ, cả đời này họ chưa từng nhìn thấy nhiều xe sang như vậy. Biết Vạn Tứ Hải người giàu nhất huyện Thiên Sơn đích thân đến, Triệu Thiết Căn cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nhưng bọn họ đều biết Vạn Tứ Hải và những doanh nhân giàu khác đều đến vì Dương Tiêu. Đờ mờ, Dương Tiêu này không phải là con ngoài giá thú của Vạn Tứ Hải đây chứ? Thấy Vạn Tứ Hải cho Dương Tiêu thể diện như vậy, Triệu Văn Triệt nghẹn họng nhìn chân trôi. Tôn Phú Quý càng sững sờ, ông ta hơi hối hận vì đã lấy tiền của Triệu Văn Triệt hạ độc bà Triệu. Dương Tiêu quen biết nhiều ông lớn như vậy, lỡ âm mưu bại lộ, đời này của ông ta sẽ thật sự kết thúc. Ân nhân, Vạn Tứ Hải lập tức tìm thấy Dương Tiêu. Hôm nay đưa tang bà Triệu, bầu không khí nặng nề, Dương Tiêu cũng không muốn nói chuyện phiếm quá nhiều với Vạn Tứ Hải. Dương Tiêu gật đầu, ông Vạn, có lòng rồi. Dù là ma chay hay cưới hỏi người dân nông thôn đều đặc biệt chú trọng đến sự phô trương, nói như vậy là còn có thể diện. Vạn Tứ Hải đích thân đến, sẽ khiến người dân ở những thôn gần đó lập tức có cái nhìn cao về nhà họ Triệu. Ân nhân khách sáo quá rồi, tôi cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà cụ. Nếu không phải, vì nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà tôi đưa, có lẽ bà cụ vẫn đang an hưởng tuổi già. Vạn Tứ Hải thôn thức. Dương Tiêu vô vai Vạn Tứ Hải, ông Vạn, không cần tự trách, không liên quan đến ông. Đợi lát nữa xe của tôi đi trước, ông đưa người đi theo sau là được. Được, Vạn Tứ Hải đáp lại. Đã gần đến giờ, đám người nhà họ Triệu mặc quần áo trăng đốt dây tang xoát phát đi về phía núi Tướng Quân. Dương Tiêu lái Maserati đi phía trước, theo sau là mấy chiếc xe Việt dã sang trọng. Thanh thế vang trời, vô số người dân gần đó chạy ra xem, nhìn mà than thở. Triệu Thiết Căn rất hài lòng, cho dù là chôn cất, ông cũng hy vọng vợ của mình mở mày mở mặt chôn cất. Lúc này, trên đỉnh núi Tướng Quân, một người họ Lương nói với Lương Mãnh, anh Mãnh, người nhà họ Triệu đến rồi. Cuối cùng bọn khôn kiệp này cũng đến, bảo các anh em theo tôi, chặn kín đường. Lương Mãnh âm hiểm độc ác nói. Bây giờ chú hai của anh ta hoàn toàn ủng hộ anh ta, Lương Mãnh không hề sợ. Hơn nữa hiện giờ trong tay anh ta còn có một khẩu súng ngắn, hoàn toàn không sợ Dương Tiêu gây chuyện. Có thể chiến đấu thì sao? Chẳng lẽ cậu ta còn có thể nhanh hơn viên đạn? Kít đột nhiên, một chiếc xe cho thuê chặn giữa đường lên núi Tướng Quân. Đương nhiên Dương Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, anh nhướng mày vẻ mặt không vui. Đám người nhà họ Triệu hoảng sợ, bọn họ nhìn từ xa cũng thấy cảnh tượng này. Vạn Thiên con gái của Vạn Tứ Hải, bước lên hỏi, anh Dương, hình như có người cản đường, bây giờ phải làm gì? Không cần quan tâm, tiếp tục đi. Dương Tiêu thấp giọng nói. Được, Vạn Thiên hào hứng nói. Cô ta là người không sợ trời không sợ đất, nữ bá vương tên tuổi vang dội của huyện Thiên Sơn rất thích gây chuyện, cô ta thích loại trường hợp này nhất. Ngay khi Maserati còn cách chiếc xe cho thuê chưa đầy 100 mét, một gã to con nhà họ Lương bước tới, hung ác nói, đường đã phong tỏa, mau cút khỏi đây cho tôi. Người nhà họ Lương, xem ra vết thương của các người đã lành quên đau. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Nhắc đến chuyện này, tên to con kia thẹn quá hóa giận, chó má, cậu còn có mặt mũi nhắc tới. Nói cho cậu biết, núi Tướng Quân đã bị chúng tôi chiếm, sau này sẽ là của nhà họ Lương chúng tôi. Ông, lớn nhà họ Lương đã đích thân nói, không muốn chết thì mau cút khỏi đây ngay. Nghe vậy, cả nhà họ Triệu nhìn nhau, vẻ mặt sợ hãi. Ông lớn kinh doanh bất động sản của nhà họ Triệu có giá trị con người tỷ tệ, đám dân quê như bọn họ nào dám xúc phạm doanh nhân lớn. Các người thật quá đáng.
Triệu Thiết Căn tức giận suýt ngất xỉu. Vốn dĩ nghĩ rằng Dương Tiêu dạy dỗ bọn họ, người nhà họ Lương cũng không dám kiêu ngạo như vậy, ai dè hôm nay người nhà họ Lương lại đến chặn đường. Trong chốc lát, Triệu Cầm, Triệu Liên cùng những người khác đều lộ ra vẻ mặt khó nhìn, bọn họ thật sự không biết phải làm sao. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, bây giờ phải làm gì? Không sao, tiếp tục đi. Dương Tiêu vừa đạp chân ga, Maserati trực tiếp khởi động. Nhìn thấy Dương Tiêu khởi động xe, Vạn Tứ Hải và những người khác cũng không ngần ngại lái xe đi, họ không để ý đến đám người lương mãnh. Ông lớn có giá trị con người tiền tỷ thì sao? Trong mặt Vạn Tứ Hải chỉ bằng một quả dăm. Nhìn thấy Maserati đi tới, sắc mặt người chặn đường thay đổi dữ dội, hôn láo. Dương Tiêu không thèm nói chuyện với người này, tăng tốc xe. Con mẹ nó, nhìn chằm chằm Maserati đang không ngừng tới gần, người nọ kinh hãi lập tức tránh ra, sợ bị Maserati va phải. Maserati tiếp tục đi về phía trước, chiếc xe giữa đường bị Maserati húc văng, đẩy sang một bên. Hôm nay chôn cất bà Triệu, Dương Tiêu không thèm quan tâm bọn họ là đầu trâu mặt quỷ gì. Nhìn chiếc xe bị đụng ngã, đám người nhà họ Lương đều ngân ra, không ai ngờ Dương Tiêu lại hung dữ như vậy. Anh Mãnh, bây giờ phải làm gì? Một tên vạm vỡ nhà họ Lương hỏi. Lương Mãnh giận tím mặt, anh ta tức giận chửi, mẹ kiếp. Thằng nhóc này chán sống hả? Ngay sau đó, Lương Mãnh cầm một khẩu súng ngăn chặn trước đường, nhắm vào mặt Dương Tiêu, thằng khốn nạn, lập tức dừng lại cho tao, nếu không dừng, tin ông đây bắn một phát vỡ đầu mày không? Nhìn Lương Mãnh hung thần ác nghiệt trước mặt, Dương Tiêu chế nhạo. Thật đúng là không thôi, ánh mắt Dương Tiêu lạnh thấu xương. Nhìn súng trong tay Lương Mãnh, Dương Tiêu hiu ra, chẳng trách Lương Mãnh này ỷ lại không sợ như vậy, hóa ra trong tay có loại đồ chơi súng này. Dương Tiêu chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết súng này là loại nào, thuộc khẩu súng săn số 12, tầm bắn lên tới 100 mét. Nếu 100 mét bắn vào bộ phận quan trọng của một người, đủ để gây ra cái chết. Dương Tiêu hơi bất ngờ, anh không ngờ Lương Mãnh lại lây được thứ này. Bây giờ Lương Mãnh đang rất đắc ý, để có được thứ này, anh ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Ngoài khẩu súng này ra, anh ta còn hai khẩu súng nữa. Lương Mãnh lại tức giận hét lên, mẹ kiếp, tao bảo mày dừng lại, không nghe thấy hả? Tai mày nhét lông há? Dừng lại, phải không? Sắc mặt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu đều không coi Lương Mãnh ra gì, anh thật sự không tin Lương Mãnh dám ra tay với mình. Lập tức sẽ đến giờ lành ngày, tốt, anh không thể trì hoãn thời gian tốt để chôn cất bà Triệu. Dương Tiêu tiếp tục lái xe, đi đâu vào đấy. Nhóm xe Việt dã cũng theo chân Maserati, có thể trở thành phú ông ở huyện Thiên Sơn. Bọn họ đều đã từng thấy qua việc đời. Thậm chí có không ít người đã từng bị người khác đe dọa, hơn nữa cũng có người từng bị súng ngắm vào đâu. Nhìn thấy Maserati tiếp tục tiến lên, mũi Lương Mãnh như muôn bóc khói, mẹ nó, không coi ông đây ra gì đúng không? Tốt, tốt lắm, vậy thì đừng trách ông đây tàn nhân. Ngay sau đó Lương Mãnh cầm khẩu súng săn nhắm vào Dương Tiêu đang lái Maserati ngang tàng bóp cò. Bằng, y trong giây tiếp theo, một tiếng súng chói tai vang lên. Nhìn thấy Lương Mãnh ngang tàng ra tay với Dương Tiêu, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay sau đó, Vạn Tứ Hải và những người khác đồng thời phanh lại, bọn họ không ngờ đối phương sẽ thực sự quyết tâm. Đường Mộc Tuyết hoảng sợ vội vàng bước lên, Dương Tiêu, anh không sao chứ? Nhìn kỹ hơn, cửa sổ Maserati bị đạn bắn nứt, tuy nhiên tính năng của cửa sổ không phải là kính chống đạn, nhưng cũng không phải kính thường. Việc phá kính chắn gió Maserati bằng một khẩu súng săn có tầm bắn 100 mét không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trước đó Vạn Thiên đã tông vào Maserati, vì để bày tỏ lời xin lỗi Vạn Thiên đã đặc biệt thay cho xe của Dương Tiêu kính chắn gió tốt nhất trên thị trường. Trời ác với tôi, nhìn viên đạn găm trên kính xe, sắc mặt của Dương Tiêu lập tức lạnh như bão tuyết tháng 2. May mắn, kính chắn gió cứng có thể cản được phát đạn này, nếu không thì hậu quả như thế nào khó mà nói được. Nếu đổi lại là một chiếc ô tô bình thường, người bình thường lái, có lẽ đã bị Lương Mãnh bắn vỡ đầu. Sau khi bắn xuyên qua kính chắn gió của Maserati, mặt Lương Mãnh trở nên cứng đờ, anh ta thực sự không ngờ tính năng của kính cửa xe Maserati lại tốt như vậy. Vừa rồi anh ta thực sự rất tức giận, định lấy mạng của Dương Tiêu, ai dè viên đạn đã bị kính chắn gió cản lại. Tuy nhiên, điều này cũng thành công đe dọa Dư Ân Tiêu. Lương Mãnh lại lên đạn hét lớn, mau dừng lại. Nếu còn không dừng lại thì ông đây sẽ tiên mày về châu trời. Mau dừng xe, hai tên vạm vỡ nhà họ Lương cầm súng nhảy ra.
mau dừng lại. Ngay sau đó, đám người nhà họ Lương Câm Dao lần lượt nhảy ra ngoài. Lần này, hầu hết tất cả những người trẻ tuổi ở thôn nhà họ Lương đều tập trung lại một chỗ, một vùng màu đen, có khoảng hơn 100 người. Dương Tiêu nheo mắt, lúc này mới nhanh chóng đạp phanh lại. Không phải Dương Tiêu sợ Lương Gạch dưới mãnh, mà là anh sợ Lương mãnh nổi điên ra tay với người khác. Dương Tiêu dừng lại, mở cửa xe bước xuống, Triệu Thiết Căn run rẩy đi về phía trước, chàng trai, hay chúng ta trở về đi. Triệu Thiết Căn sống cả đời chưa bao giờ nhìn thấy một trận chiến như vậy, vừa nãy Lương mãnh thật sự quyết tâm, điều này khiến Triệu Thiết Căn bị dọa sợ không nhẹ. Vốn dĩ việc chôn cất vợ đã là chuyện buồn, nếu vì chuyện này mà Dương Tiêu xảy ra chuyện bất ngờ, chắc chắn ông sẽ rất áy náy. Ông ngoại, không sao đâu, chuyện này cứ giao cho cháu, không thể trì hoãn bà ngoại chôn cất như bình thường. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Đường Mộc Tuyết lo lắng, Dương Tiêu, anh đừng hấp tập, trong tay đối phương có súng. Mộc Tuyết, em yên tâm, không sao đâu. Dương Tiêu cười dịu dàng. Sau đó, Dương Tiêu nhìn về phía Lương Mãnh với vẻ mặt tàn nhân, anh biết mình đang cầm hàng cấm không? Hàng cấm thì sao? Nói cho các gạch dưới. Người biết, núi tướng quân thuộc về nhà họ Lương tôi. Ngoài người nhà họ Lương tôi ra, không ai được phép chôn cất ở đây. Lương Mãnh hung ác nói. Dương Tiêu giễu cọt, hôm qua thì ép mua ép bán, bây giờ đã trực tiếp thành ăn cướp trăng trọn, các người khác với ác bá ở chỗ nào? Hiện giờ là cơn bão quét sạch bọn làm việc sâu, không sợ phải ăn cơm tù à? Dương Tiêu đúng không, mày chỉ là thằng ở rễ, còn dám lo chuyện bao đông. Vừa nãy coi như mày may mắn, còn không mau cút tin ông đây sẽ giết mày không? Lương Mãnh cầm súng nhắm ngay đầu Dương Tiêu. Bây giờ, Lương Mãnh có chú hai chồng lưng, anh ta hoàn toàn không sợ gây ra mạng người. Nếu Dương, Tiêu lại không biết tốt xấu, anh ta sẽ thật sự giết chết Dương Tiêu. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả nhà họ Triệu đều thay đổi sắc mặt. Dương Tiêu trực tiếp cầm nòng súng chĩa vào đầu mình, tới, tôi cho anh cơ hội, bắn đi này. Nhìn Dương Tiêu không hề sợ, Lương Mãnh ngân người. Mặc dù trong xương cốt anh ta có máu liều, nhưng thực sự muốn giết người, anh ta vẫn không kìm được có chút áy náy. Trước đó anh ta đã từng ở tù mấy năm vì tội đánh chết người, giờ trong lòng tràn đầy bóng ma, sợ lại tiếp tục ăn cơm tù. Chỉ với chút can đảm này mà còn dám dùng súng. Tỉnh lại đi. Dương Tiêu chê giễu. Bị Dương Tiêu chế giễu, Lương Mãnh tức giận thay đổi sắc mặt, cầm khẩu súng săn nổi trận lôi đình, mẹ kiếp. Con mẹ nó, cho mày thể diện rồi, tìm chết phải không? Tốt, ông đây thỏa mãn mày. Vừa rút lời, Lương Mãnh muốn bóp cò. Hai mắt Dương Tiêu lạnh lùng, trong khoảng cách ngăn như vậy, anh có tự tin chắc chắn có thể khống Lương Mãnh. Cậu thật to gan, dừng tay lại cho tôi. Đột nhiên, một giọng nói tức giận bùng nó. Hồ Khoan Quảng không thể chịu đựng được nữa, trên mặt ông ta tràn ngập vẻ phẫn nộ bước đến khiển trách, cậu là ai hay biết mình đã vi phạm pháp luật không? Ông là ai? Lương Mãnh sửng sốt. Hồ Khoan Quảng lấy ra giấy chứng nhận, tôi đến từ đội phá án của huyện Thiên Sơn. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu bỏ khẩu súng săn này xuống. Đội phá án, dọa ai vậy? Không phải việc của ông, mau tránh ra cho tôi. Lương Mãnh không hề cho Hồ Khoan Quảng chút thể diện nào. Sau lưng anh ta có chú hai chống lưng, đừng nói là đội phá án, cho dù nhiều ông lớn ở huyện Thiên Sơn cũng chỉ là cái rắm trước mặt chú hai anh ta. Hồ Khoan Quảng không ngờ Lương Mãnh này lại kiêu ngạo như vậy, tôi lại ra lệnh cho cậu bỏ súng săn xuống. Ôi chao, dám hô to gọi nhỏ với anh Mãnh, tôi thấy ông chán sông hả? Một tên đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh Lương Mãnh cầm súng nhắm ngay vào mặt Hồ Khoan Quảng. Các người quá hỗn láo. Hồ Khoan Quảng nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì được. Sau khi khuất phục được Hồ Khoan Quảng, Lương Mãnh khinh thường nhìn Dương Tiêu, bây giờ không có ai tới cứu mày nữa rồi nhỉ? Thật không, có phải cậu nói sớm quá rồi không? Dám vô lễ với ân nhân, gan cậu thật sự to bằng trời. Lúc này, gương mặt của Vạn Tứ Hải như phủ đầy xương bước ra ngoài. Đờ mò, lại thêm một người âm hồn không tan lo chuyện bao đồng. Tin tôi bắn chết ông luôn không? Lương Mãnh không kìm được lửa giận. Vạn Tứ Hải tiến lên một bước, giết tôi. Có gan thì thử xem L. Ha, ăn nói lớn lối đấy, xem tôi có dám dê ông hay không? Lương Mãnh ăn nói hùng hồ. Tuy nhiên, khi nhìn rõ gương mặt của Vạn Tứ Hải, Lương Mãnh như thể nhìn thầy ma liên tục kinh hoàng. Hả, đây không phải là ông chủ Vạn sao? Sao ông lại ở đây? Là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn.
nhìn trong toàn bộ huyện Thiên Sơn thực sự có rất ít người không biết tên của Vạn Tứ Hải. Lương Mãnh chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt, anh ta nhìn kỹ hơn thấy người đứa ân trước mặt này thật sự là Vạn Tứ Hải, người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Hừ, dám động tay động chân với ân nhân, gan chó của cậu thật sự lớn. Vạn Tứ Hải tức giận mắng. Hôm nay là ngày quan trọng đưa tang bà Triệu, hơn nữa còn là chuyện của nhà họ Triệu, vừa nấy Dương Tiêu ra mặt ông ta là người ngoài nên không tiện chen vào. Nhưng khi Lương Mãnh cầm súng chĩa vào đầu Dương Tiêu, Vạn Tứ Hải đã hoàn toàn tức giận. Vạn Tứ Hải nhìn Dương Tiêu, trịnh trọng nói, ân nhân, chuyện này giao cho tôi xử lý, tôi muốn xem tên khôn kiếp này to gan đến mức nào. Không sao, Dương Tiêu thờ ơ nói. Hành động này của Lương Mãnh đã hoàn toàn khiến Dương Tiêu tức giận, cho dù Vạn Tứ Hải ra mặt Dương Tiêu cũng không định buông tha dễ dàng cho Lương Mãnh này. Vạn Tứ Hải biết Dương Tiêu không hề sợ Lương Mãnh, ông ta đen mặt nhìn Lương Mãnh lạnh lùng nói, bỏ súng săn xuống. Cảm nhận được cơn tức trong người Vạn Tứ Hải, Lương Mãnh nuốt nước bọt, da đầu tê dại. Anh ta hiểu sâu sắc Vạn Tứ Hải sở hữu bao nhiêu năng lực ở huyện Thiên Sơn, nếu anh ta không biết sống chết dám xúc phạm Vạn Tứ Hải, thì sau này anh ta không cần nghĩ tới chuyện lăn lộn trong huyện Thiên Sơn nữa. Bảo anh bỏ súng xuống không nghe thấy à? Vạn Thiên cũng bước lên phía trước. Đồ khốn, lập tức bỏ xuống. Thằng khốn, bỏ xuống cho tôi. Ngay sau đó, 10 người 20 người giàu ở huyện Thiên Sơn đứng đầu là Vạn Tứ Hải đều không kìm được tức giận bước tới. Nhìn rõ những người xuống từ xe sang, Lương Mãnh kinh hãi, ông chủ Lý của Bát Động Sản Đường Tắt, ông chủ Chu của Dưỡng Sinh Đường, Triệu Tổng của Tập đoàn Đại Minh, còn có chủ tịch Vương của công ty Thiên Khải. Nhìn thấy những bóng dáng trước mặt này, Lương Mãnh sợ tới mức toàn thân nổi da gà. Anh ta không bao giờ ngờ tới vì Dương Tiêu mà gần 70-80% người giàu ở huyện Thiên Sơn sẽ đến. Những đại gia kinh doanh của huyện Thiên Sơn này, bất kể người nào đứng ra diệt anh ta cũng đơn giản như giết một con kiến. Lương Mãnh, tránh ran trên người Dương Tiêu toát ra một loại hơi thở lạnh sông lưng. Đột nhiên, rất nhiều ông chủ giàu có ở huyện Thiên Sơn đứng ra hỗ trợ Dương Tiêu, vẻ khinh thường trên mặt Tưởng Mãnh giàn trở thành hoảng sợ. Hơn trăm người nhà họ Lương không nhìn được nuốt nước bọt, sởn gai ốc. Bọn họ hiểu sâu sắc. Nếu nhiều ông lớn ở quận Thiên Sơn cùng nổi giận, đừng nói là trăm người bọn họ, cho dù toàn bộ thôn nhà họ Lương nghĩ thôi cũng sẽ bị tan thành cho bụi. Một gã cao lớn nhà họ Lương run rẩy, anh Mãnh, hay chúng ta rút lui. Đúng vậy, anh Mãnh, chúng ta không xúc phạm nổi những ông lớn này đâu. Đám người nhà họ Lương đều run sợ. Hầu hết bọn họ đến đây để giúp Lương Mãnh, bây giờ nhiều ông lớn ở huyện Thiên Sơn tức giận như vậy, khiến bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Lỡ gây chuyện lớn, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Lương Mãnh chống, lại sự hoảng sợ, anh ta mắng, sợ cái gì? Chăng, nhẽ nhà họ Lương tôi không có người hả? Nghĩ đến việc chú hai của mình kinh doanh Bát Động Sản ngoài địa phương, Lương Mãnh như đã tìm thấy người lãnh đạo của mình, cả người phấn chấn hơn rất nhiều. Anh ta nhìn Vạn Tứ Hải lạnh lùng nói, ông chủ Vạn, ông làm việc của mình, nhà họ Lương chúng tôi cùng ông nước sông không phạm nước riêng. Chú hai của tôi là Lương Khởi, chắc chắn ông chủ Vạn đã từng nghe đến, nhà họ Lương chúng tôi vừa ý núi tướng quân này, mong ông đừng làm tôi khó xử. Lương Khởi là chú hai của cậu ta. Lời này vừa dứt, không ít ông lớn kinh doanh ở huyện Thiên Sơn đều thay đổi sắc mặt. Lương Khởi là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở huyện Thiên Sơn, tổng tài sản chỉ đứng sau Vạn Tứ Hải, tham gia vào lĩnh vực bất động sản, cách làm việc luôn luôn bụng dạ nham hiểm. Bọn họ thực sự không ngờ Lương Khởi lại là chú hai của Lương Mãnh. Lương Khởi, Vạn Tứ Hải nhướng mày. Lăn lộn ở huyện Thiên Sơn nhiều năm như vậy, đương nhiên Vạn Tứ Hải quen biết Lương Khởi. Chỉ là việc kinh doanh của Lương Khởi chủ yếu không ở huyện Thiên Sơn, cho nên ông ta chỉ vỏn vẹn gặp Lương Khởi có một lần. Khiến Vạn Tứ Hải không ngờ là chú hai của Lương Mãnh lại là SN Khởi nham hiểm này, chẳng trách Lương Mãnh lại không hề kiêng kỵ như vậy. Nhìn thấy những ông lớn ở Thiên Sơn lần lượt thay đổi sắc mặt, vẻ hoảng sợ trên mặt Lương Mãnh dần dần tàn thành mây khói. Đúng vậy, Lương Khởi là chú hai của anh ta, với tiếng tăm lừng lẫy của chú hai, ai dám đắc tội anh ta? Cho dù là Vạn Tứ Hải, chú hai của anh ta cũng không hề sợ. Dương Tiêu cười lắc đầu, hơi thú vị đây. Vốn dĩ Dương Tiêu cho rằng ông lớn đứng sau Lương Mãnh là một người giàu có ở huyện Thiên Sơn, nhưng không ngờ đó lại là Lương Khởi. Không thể không nói Lương Khởi này có chút tài năng, bất động sản bao phủ toàn bộ tỉnh Hà Nam, thậm chí ở thành phố Trung Nguyên cũng có chút danh tiếng.
Dương Tiêu từng nghe nói đến người này, bởi vì biệt thự bên Hồ Nhãn Minh vốn là do đội xây dựng do Lương Khởi phụ trách. Lương Khởi thì sao? Hừ, mau cút cho tôi, Vạn Tứ Hải không hề khách sáo. Xét về tài sản, giá trị con người của ông ta gấp mấy lần Lương Khởi. Xét về quan hệ của ông ta phủ khắp tỉnh Hà Nam, một Lương Khởi nhỏ bé chẳng là gì cả. Nếu là bình thường, đương nhiên Vạn Tứ Hải sẽ không muốn đắc tội nhân vật như Lương Khởi này. Đáng tiếc, Lương Mãnh này có mắt không tròng đắc tội Dương Tiêu. Rốt cuộc Dương Tiêu kinh khủng cỡ nào Vạn Tứ Hải biết rất rõ, một Lương Khởi nhỏ bé dám đắc tội Dương Tiêu, đó chính là cầm đèn lồng tìm phân trong nhà vệ sinh. Nghe vậy, vẻ mặt của Lương Mãnh thay đổi điên cuồng, ông chủ Vạn, ý của ông là gì? Không cho thể diện, chắc chắn muốn lo chuyện bao đồng hả? Anh ta cho rằng nói ra tên chú hai của mình thì Vạn Tứ Hải sẽ nê mặt chú hai của anh ta, không làm anh ta khó xử. Ai ngờ ngay cả khi anh ta nói ra tên chú hai của mình, Vạn Tứ Hải trước mặt này vẫn không hề buông tha. Tôi lo chuyện bao đồng, tôi thấy các người đang tìm chê, mau cút đi. Vạn Tứ Hải nổi trận lôi đình. Vạn Thiền cười khẩy, bộ tôi bảo các người cút, các người không nghe thấy hả? Đây, Lương Mãnh hoàn toàn ngắn người. Nếu Vạn Tứ Hải không để mặt chú hai của anh ta, thì anh ta cũng thật sự không biết làm sao. Dương Tiệu lại cười nhạo, sắp đến giờ rồi, lập tức đến giờ chôn cất tốt nhất, đừng ân gây chuyện, biến mắt ngay cho tôi. Nếu dám cản đường, hậu quả tự chịu. Trong giây tiếp theo, một loại hơi thở lớn toát ra từ trên người Dương Tiêu. Hai mắt anh rực chảy như chim ưng, như thế chỉ cần Lương Mãnh lại gây chuyện, anh sẽ thực sự không còn khách sáo nữa. Đờ mờ, ở chỗ này đâu đến lượt rác rưởi như mày nói chuyện. Lương Mãnh tức giận thở hôn hên. Bị Vạn Tứ Hải nhắm vào còn chưa tính, chỉ là một thằng phê vật ở rễ mà dám kêu to với anh ta, thật sự là tìm chết. Vừa nói, Lương Mãnh vừa cầm súng chĩa vào đầu Dương Tiêu một lần nữa, đờ mờ mày dám ho he một câu, tin tao bắn chết mày không? Bắn chết tôi, thật không, ai cho anh tự tin? Đột nhiên, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, tay phải của anh chìa ra như một con rông rời khỏi biên. Lương Mãnh trợn to hai mắt, anh ta thật sự không ngờ Dương Tiêu lại dám ra tay. Lương Mãnh nổi trận lôi đình, chết tiệt, danh con mày tìm chết. Tìm chết, tốt, thỏa mãn anh. Hai mặt Dương Tiêu sáng như đuộc, cười lạnh. Lương Mãnh rất tức giận, muốn bóp gói. Sắc mặt của Vạn Tứ Hải và những người khác thay đổi lớn, ân nhân cậu Dương, cẩn thận. Không đợi Lương Mãnh bóp cò, tay phải của Dương Tiêu đã hóa thành bóng mờ nắm lấy cổ tay của Lương Mãnh, eo bàn tay Lương Mãnh bị đau, súng săn trong tay anh ta đương nhiên rơi xuồng. Dương Tiêu dùng tay trái nhanh chóng cầm lấy khẩu súng săn, ngay sau đó nhắm vào Lương Mãnh. Đừng, đừng, đừng mài, nhìn thấy họng súng đen ngòm nhắm vào mình, Lương Mãnh cảm thấy có một luồng ả lạnh vọt từ gót đến lên đến sau âu. Dương Tiêu híp mắt mặt như phủ băng, đừng, xin lỗi, đã muộn rồi. Vừa rút lời, Dương Tiêu đã ngang tàng bóp cò. Bằng, y. Trong phút chốc, một tiếng âm vang chói tai vang vọng cả núi tướng quân. Bị chi cùng với tiếng âm vang tai nhức óc, sắc mặt của Lương Mãnh căng thẳng bị dọa ngã quy xuống đất. Ngay sau đó, người nhà họ Lương sững sờ, người nhà họ Triệu cũng sững sờ. Đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết mở to, tỏa ra vô vàn gợn sóng. Không ai ngờ Dương Tiêu lại dám bóp cò, điều này quá kinh hoàng. Ngay sau đó, mùi nước tiểu nồng nặc bộc lên, Lương Mãnh ngã quỳ trên mặt đất bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Chỉ chút can đảm này mà còn dám cản đường, Dương Tiêu khinh thường nói. Con người của Lương Mãnh co rút lại, ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn đầy sợ hãi, sợ Dương Tiêu sẽ thật sự dê mình. Ngay lúc nãy khi Dương Tiêu bóp cò, chỉ trong một giây ngắn ngủi anh đã thay đổi vị trí. Băn vào mặt đát chứ không phải trên người Lương Mãnh. Xét cho cùng hôm nay là ngày quan trọng chôn cất bà Triệu, nhìn thấy máu không may, Dương Tiêu chỉ muốn bình yên đưa tiễn bà Triệu trong chặng đường cuối cùng. Phù, xác định không phải bắn lên người mình, Lương Mãnh như được miễn tội chết. Anh ta chỉ cảm thấy mình vừa bước qua quỷ môn quan, nếu vừa rồi đạn rơi vào người mình, chắc chắn mình sẽ chết thẳng cẳng. Đồng thời, thấy Dương Tiêu không dê Lương Mãnh, những người nhà họ Triệu như chút được gánh nặng. Dù thế nào thì đây cũng là một mạng người, không nói đến chuyện trong đám tang thây máu không may, nếu Lương Mãnh thật sự chết, chắc chắn Dương Tiêu sẽ gặp rắc rối lớn. Chết tiệt, Triệu Văn Chiết đứa ân sau đám đông chứng, kiến cảnh này sắc mặt lập tức trở nên u ám. Anh ta cho rằng Dương Tiêu sẽ thực sự dám giết Lương Mãnh, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại đang dọa đối phương.
Nếu Lương Mãnh thực sự chê, Dương Tiêu sẽ xong đời. Tôn Phú Quý giật nảy mình, ông ta thực sự không ngờ Dương Tiêu lại độc ác tàn nhân như vậy, hoàn toàn khiến ông ta sợ hãi. Dương Tiêu liếc nhìn những người nhà họ Lương, lạnh lùng nói, sao hả? Còn không cút. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, đám người nhà họ Lương bị dọa co rụt đâu lại, hoàn toàn bị hơi thở mạnh mẽ của Dương Tiêu làm cho chấn động. Thời buổi này, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liêu mạng. Dương Tiêu độc ác tàn nhẫn như vậy, đám người nhà họ Lương như sắp đút cả tim gan. Được, không cút đúng không? Dương Tiêu chế nhạo. Anh cầm súng nhắm vào người nhà họ Lương. Anh muốn làm gì? Đám người vạm vỡ nhà họ Lương sợ khiếp vía. Dương Tiêu cười lạnh, làm gì? Các người nói xem. Bằng bằng. Ngay sau đó, Dương Tiêu lại bóp cò liên tục, bắn vào trước mặt đám người nhà họ Lương. Má ơi, nhìn thấy Dương Tiêu thật sự bóp cò, đám người vạm vỡ nhà họ Lương bị dọa suýt hôn phi phách tán. Dương Tiêu lại lạnh lùng nói, cút. Mau rút, mau rút. Lương Mãnh lập tức đứng dậy xoay người bỏ chạy. Rút rút rút. Đám người nhà họ Lương sợ tới mức vứt cả súng trong tay chạy trối chết, chạy còn nhanh hơn cướp, ước gì cha mẹ cho mình thêm đôi chân. Lỡ Dương Tiêu đổi ý, pang pang cho bọn họ hai phát súng, đời này của họ sẽ hoàn toàn xong. Lương Mãnh chạy nhanh nhất, anh ta đã hoàn toàn bị Dương Tiêu dọa cho vỡ mật. Trước kia anh ta đã từng nghĩ mình đã đủ độc ác tàn nhân, nhưng bây giờ ở trước mặt Dương Tiêu anh ta chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Một đám hèn nhát, nhìn đám người nhà họ Lương xám xịt bỏ chạy. Vạn Thiên khinh thường. Sau khi đám người Lương Mãnh chạy trối chết, Dương Tiêu mới quay lại đưa khẩu súng sản cho Hồ Khoan Quảng, ông Hồ, giao cho ông. Câu Dương yên tâm, tôi bảo đảm. Những âm người này sẽ chịu không nổi. Vẻ mặt Hồ Khoan Quảng tràn đầy tức giận. Dám thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, loại người này không thể tha thứ dễ dàng. Ánh mắt của Vạn Tứ Hải ngày càng trở nên u ám, không cần Hồ Khoan Quảng ra tay, đợi bà Triệu được chôn cất xong. Ông ta cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho đám người Lương Mãnh. Dương Tiêu không muốn bộc lộ mình quá độc ác tàn nhân trước mặt Đường Mộc Tuyết, vừa nãy anh đã có chừng mực. Nếu muốn nổi điên thì sẽ nhắm vào kẻ thù, còn đối đãi với người nhà thì Dương Tiêu sẽ vô cùng dịu dàng. Ông ngoại, đi tiếp thôi. Dương Tiêu nhìn Triệu Thiết Căn. Vẻ mặt Triệu Thiết Căn kích động, ông run rẩy nói, được, tốt tốt tốt. Trong lòng ông rất cảm kích, nếu không có Dương Tiêu, dựa vào người nhà họ Triệu bọn họ thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Lương Mãnh. Dương Tiêu lên xe lái chiếc Maserati có kính chồng đạn đã bị nút, từ từ di chuyển về phía đỉnh núi Tướng Quân. Theo nghi thức của nhà họ Triệu, sau khi bà cụ Triệu được an táng, con cháu dòng chính vái ba lại gõ mõ 9 lần. Dương Tiêu tỏ lòng kính trọng, cúi đầu thật sâu vái bà Triệu. Mắt Đường Mộc Tuyệt hơi sưng đỏ, cô thật sự không ngờ bà ngoại luôn yêu thương mình lại bị người ta hạ độc diệt hại. Triệu Cầm, Triệu Liên và Triệu Thiết Can rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào rất lâu. Nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, Triệu Văn Chiết nheo mắt lại, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Đứng trong đám đông, Hồ Khoan Quảng đặc biệt chú ý đến thái độ của người nhà họ Triệu, ông ta tỉnh ý nhận ra những thay đổi tinh tế trên gương mặt của Triệu Văn Chiết. Tôn Phú Quý cũng rất bất an, ông ta giật mình tại chỗ rõ ràng là có chút thất lễ. Dương Tiêu cũng quan sát, trước kia anh đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Xử lý vô số ông lớn trên thế giới, anh đã đạt đến đỉnh cao của việc quan sát nhìn mặt nói chuyện. Người nhà họ Triệu lần lượt đi về, để lại ngôi mộ cho Triệu Thiết Căn. Triệu Thiết Căn hồn bay phách lạc, ông ngồi trước ngôi mộ nói chuyện với bà Triệu một lúc lâu. Sắc trời dần dần tối, lúc này Dương Tiêu mới bước tới nói, ông ngoại, trời tối rồi, chúng ta về thôi. Lúc này Triệu Thiết Căn như cái xác không hồn, phảng phất như đã mất linh hồn. Ông ngoại, ông yên tâm. Đêm nay chúng ta sẽ tìm ra hung thủ thực sự đứng sau, chúng ta trở về đi. Dương Tiêu lại nói. Mọi người đều rời đi, chỉ có Dương Tiêu ở cùng Triệu Thiết Căn. Triệu Thiết Căn không đành lòng, nghĩ đến đêm nay sẽ tóm được hung thủ mưu kế thực sự đứng sau, thân thể ông run rẩy lúc này mới đứng âng dậy. Dương Tiêu bước tới dìu ông, đưa Triệu Thiết Căn trở lại nhà lớn nhà họ Triệu. Đi thôi trở lại nhà lớn, Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm. Bọn họ đã thống nhất, tất cả lên xe rời đi. Bác trai, hôm khác chúng tôi sẽ quay lại điều tra vụ án này. Hồ Khoan Quảng chào Triệu Thiết Căn, lái xe công vụ từ từ rời khỏi thôn Trang Triệu. Trên một khu đất cao ở thôn Trang Triệu, Triệu Thiết Căn nhìn Maserati và Hồ Khoan Quảng lần lượt rời đi, nụ cười trên mặt càng ngày càng âm u.
Chậc chậc, tôi hạ độc giết hại bà Triệu thì sao? Làm sao bọn heo ngu ngốc các người có thể đoán được là tôi? Đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ thật sự rất hào phóng, nhưng đáng tiếc, sau đêm nay, những đồ trang sức này sẽ là của tôi. Giờ đây, việc kinh doanh thủy sản của Triệu Văn Chiết đang gặp rắc rối nghiêm trọng, sắp phải đối mặt với khủng hoảng phá sản, anh ta phải tìm nguồn vốn để vực dậy hoạt động kinh doanh của mình. Anh ta không muốn cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi nữa, nhưng món đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ này dường như đã nằm trong túi của Triệu Văn Chiết. Trong xe, Triệu Cầm nghi ngờ hỏi, Dương Tiêu, cậu có chắc đêm nay bắt được hung thủ không? Mẹ yên tâm đi, con hoàn toàn chắc chắn. Dương Tiêu trịnh trọng nói. Vừa nãy khi rời khỏi thôn Trang Triệu, anh đã chú ý đến sự vui mừng điên cuồng của Triệu Văn Chiết. Trông như họ đang rời đi, nhưng không biết rằng tất cả những điều này là giả vờ để Triệu Văn Chiết thả lỏng cảnh giác. Nếu đã xác định được nghi phạm giết bà Triệu, cái thiếu nhất bây giờ là bằng chứng âm. Dương Tiêu đã gửi một tin cho Hồ Khoan Quảng, cá đã căn câu. Hồ Khoan Quảng lái xe công vụ đến thị trấn, trịnh trọng nói với nhóm cấp dưới đã được sắp xếp, kế hoạch đi săn chính thức mở ran. Nhận được tin kế hoạch của Hồ Khoan Quảng đang được thực hiện, gương mặt của Dương Tiêu tràn đầy ớn lạnh, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hung thủ thực sự đứng sau, tối nay anh không trốn thoát được đâu. Dương Tiêu đã nghĩ rằng đối phương hám tiền từ lâu, muôn tiền không thành công nên thẹn quá hóa giận hạ độc hại chết bà Triệu. Bây giờ công việc kinh doanh thủy sản của Triệu Văn Chiết càng ngày sa sút, hiện giờ Triệu Văn Chiết chính là người thiêu tiền nhát trong nhà họ Triệu. Cho nên Dương Tiêu rất chắc chắn Triệu Văn Chiết là đối tượng tình nghi lớn nhất. Tối nay, tất cả mọi thứ sẽ nổi trên mặt nước. Khi màn đêm bao trùm khắp mặt đất, toàn bộ thôn Trang Triệu Vân chìm gạch dưới trong bầu không khí đau thương, chỉ có một số người vui sướng. Vào rạng sáng, một bóng người lén lút lẻn vào một ngôi nhà sát ngoài nhà lớn. Văn Chiết, cậu tìm tôi làm gì? Tôn Phú Quý hỏi. Bóng người lén lút là Tôn Phú Quý, không lâu trước đó Triệu Văn Chiết đã liên lạc với ông ta bảo ông ta rạng sáng thì đến tìm anh ta. Triệu Văn Chiết kéo Tôn Phú Quý vào phòng, thấp giọng nói, muốn eo em chuyện lớn được nhiều tiền không? Chuyện lớn gì? Tôn Phú Quý có hứng thú. Ông ta vừa nhận 200.000 tệ tiền trà nước của Triệu Văn Chiết, khỏi phải nói Tôn Phú Quý vui vẻ đến mức nào. 200.000 tệ. Đó là 200.000 tệ tròn chăn. Đối với Tôn Phú Quý, đây đơn giản là một khối tài sản khổng lồ, đủ để ông ta xây một ngôi nhà nhỏ hai tầng trong thôn. Xét cho cùng, huyện Thiên Sơn là một huyện nhỏ tuyên 18, một ngôi nhà hai tầng nhỏ ở nông thôn có giá khoảng 200.000 tệ. Triệu Văn Chiết cười đáng sợ, anh còn nhớ bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ chôn cùng bà Triệu không? Cái gì, Văn Chiết, ý của cậu là muốn trộm? Tôn Phú Quý thốt lên. Tôn Phú Quý còn chưa nói hết lời trộm mộ kia Triệu Văn Chiết đã nhanh chóng che miệng Tôn Phú Quý, nói nhỏ thôi. Tôn Phú Quý gật đầu, Triệu Văn Chiết bỏ tay ra khỏi miệng Tôn Phú Quý. Văn Chiết, ý của cậu là trộm mộ. Chuyện này không phải quá điên cuồng à, Tôn Phú Quý thập giọng nói. Ông ta hạ độc giết hại bà Triệu theo lời chỉ dẫn của Triệu Văn Chiết, sau khi hạ độc hại chết, Tôn Phú Quý rất hối hận. Bà Triệu là mẹ ruột của Triệu Liên. Ông ta làm như vậy đã phạm phải tội tày trời. Nghĩ đến gương mặt của bà Triệu khi còn sống, trong lòng Tôn Phú Quý không rét mà run. Nếu để ông ta đi trộm mộ, nghĩ đến gương mặt tái nhợt của bà Triệu, Tôn Phú Quý không kìm được toàn thân giật mình. Triệu Văn Chiết lạnh lùng nói, cái răm, ai nói là trộm mộ, chúng ta là dùng phế phẩm. Anh nghĩ mà xem, sau khi chôn cất, đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia này khác gì phế phẩm đâu. Đào ra bán còn tốt hơn. Cũng đủ để chúng ta phấn đấu mấy chục năm. Triệu Văn Chiết nôi lòng tham, anh ta nóng lòng muôn có ngay bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ này trong tay. Chuyện này không tốt lắm đâu. Tôn Phú Quý nuốt nước bọt. Triệu Văn Chiết khẽ nói, có gì mà không? Tốt, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, khối lượng của cải lớn như vậy, cho dù anh không quan tâm, nhớ những người nhà họ Triệu khác bận tâm thì sao? Anh biết mà. Có rất nhiều người nhà họ Triệu biết chôn cùng bà Triệu có bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia gà 9.980.000 tệ, cũng không biết bây giờ người khác đang tính toán thế nào. Yên tâm, sau khi xong việc, hai ta 50-50. Triệu Văn Chiết liên tục dụ dỗ Tôn Phú Quý, điều này khiến tham vọng của Tôn Phú Quý tăng cao. Tìm Tôn Phú Quý đập thình thịch, đó là bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ. Nếu có trong tay sau đó bán lại,
ít nhất ông ta cũng thu được mấy triệu tệ. Mấy triệu tệ là khái niệm gì? Đây là số tiền mà trong cuộc đời này ông ta sẽ không kiếm được. Có mấy triệu tệ, gia đình bọn họ có thể vượt lên, con trai họ có thể mua nhà, gia đình họ có thể mua một ngôi nhà lớn ở huyện Thiên Sơn. Tuy nhiên, nghĩ đến gương mặt tái nhợt lạnh như băng của bà Triệu, trong lòng Tôn Phú Quý vẫn sợ hãi. Văn Triết, tôi không dám. Tôn Phú Quý chột dạ nói. Triệu Văn Triết nổi điên, không dám. Chuyện đã đến nước này, tôi và anh còn có đường thoát không? Yên tâm, đợi tôi bán trang sức phỉ thúy xong, chắc chắn sẽ chia một nửa cho anh. Tôi vẫn không dám. Tôn Phú Quý hãi hùng khiếp. Vía. Nhìn Tôn Phú Quý đã kinh hãi, Triệu Văn Triết lộ ra vẻ tàn ác, anh ta túm quần áo trước ngực Tôn Phú Quý, hung ác, nói cho anh biết, tối nay anh phải đi, không muôn cũng phải đi, nếu không tôi sẽ nói ra chuyện anh hạ độc hại chết bà Triệu. Dù sao thì Thạch Tín cũng là do anh bỏ, không liên quan đến tôi. Nếu âm mưu bại lộ thì cùng lắm tôi có thể chạy trồn, anh có thể chạy không? Vừa rút lời, Tôn Phú Quý như bị sét đánh, cả người chết lợi ông ta thực sự không ngờ Triệu Văn Triết sẽ lấy chuyện này ra đe dọa ông ta. Nếu chuyện hạ độc hại chê bà Triệu của ông ta bị bại lộ, thì ông ta thực sự đã xong. Ông ta có vợ con, không còn đường thoát, Triệu Văn Triết quen rất nhiều người, trong người còn có tiền, không phải người ông ta có thể so được. Văn Triết, cậu, sao cậu có thể như vậy? Tôn Phú Quý kinh hãi nói. Triệu Văn Triết nói tiếp, Tôn Phú Quý, thấy cả nhà Dương Tiêu nở mày nở chê anh không thây bị kìm nén khuất phục à hai. Đừng quên, Dương Tiêu là thằng ở rễ, một thằng phế vật, dựa vào đầu mà dâm nát anh dưới chân. Bây giờ người ta sống trong biệt thự lớn, lại xe sang, còn anh thì sao? Không lẽ anh không muốn trở mình, cả đời này làm cá muối? Bị Triệu Văn Triết kích động, ánh mắt của Tôn Phú Quý trở nên điên cuồng. Đúng vậy, Dương Tiêu là phế vật, mấy năm gần đây gia đình Triệu Cầm cũng không xông tột hơn bọn họ. Chỉ trong vòng mấy tháng ngăn hấp, gia đình Triệu Cầm đã cách xa bọn họ ngàn dặm, trong lòng Tôn Phú Quý cân băng mới lạ. Đặc biệt là lần trước đến thành phố Trung Nguyên vay 1 triệu tệ, không những mất sạch tiền, mà ngay cả số tiền không đến 100.000 tệ vất vả tiết kiệm cũng không cánh mà bay, khỏi phải nói Tôn Phú Quý tức giận như thế nào. Được, tôi làm, Tôn Phú Quý nghiến răng nghiến lợi. Triệu Văn Triết chế giễu, như vậy mới đúng. Thời gian trôi qua từng chút một, mãi đến tận 3 giờ sáng, Tôn Phú Quý mới hóp lưng lại như mèo đi bộ đến núi Tướng Quân. Trên núi Tướng Quân đã bố trí xong, Hồ Khoan Quảng nhìn đồng hồ, thập giọng nói, cậu Dương, hung thủ sẽ không tới đây chứ. Xuyệt, đến rồi, Dương Tiêu trốn kỹ thấp giọng nói. Vừa rút lời đã thấy Tôn Phú Quý la lén lút đến chữ N mộ bà Triệu. Thấy người đến, camera quan sát ban đêm được lắp đặt bắt đầu ghi hình, thu thập chứng cứ. Tôn Phú Quý lảo đảo quỳ xuống trước mộ bà Triệu, lại ba cái lẩm bẩm, mẹ, không phải con muốn hại mẹ, là Văn Triết, tất cả là do Văn Triết bảo con làm, không liên quan đến con. Mẹ muốn báo thù thì hãy tìm Triệu Văn Triết, con là bị Triệu Văn Triết coi như súng. Tôn Phú Quý lại nói vài câu Phật tổ phù hộ, sau đó mới cầm sẻng bắt đầu đào mộ. Quay lại hết chưa? Dương Tiêu hỏi. Hồ Khoan Quảng ra hiệu ok với Dương Tiêu. Dương Tiêu biết ý, anh hoàn toàn không ý thể nhìn Tôn Phú Quý tiếp tục quay dây giấc nghỉ của bà Tiệu nữa. Sau khi thu thập chứng cứ xong, Dương Tiêu không còn do dự, đột nhiên xông ra hét lớn, hành động. Vâng. Một nhóm người hét lên. Lóe, hát ngay sau đó, bón phía chiếu đèn, tất cả đều khóa chặt trên người Tôn Phú Quý. Đang xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy nhiều ánh sáng như vậy, Tôn Phú Quý cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang, toàn thân lập tức choáng váng. Bịch bịch bịch. Ngay lập tức, những người mai phục xung quanh bao vây Tôn Phú Quý. Dương Tiêu đau lòng nhức đầu nhìn chằm chằm Tôn Phú Quý. Tôn Phú Quý, thật sự không ngờ ly là ông. Nhìn Tôn Phú Quý trước mặt, trong lòng Dương Tiêu thấy đau nhói. Đừng quên, Triệu Liên là con gái của bà Triệu, mà Tôn Phú Quý lại là chồng của Triệu Liên. Ai có thể ngờ rằng hãm hại giết bà Triệu lại có sự tham gia của Tôn Phú Quý. Dương Tiêu, nhìn thấy người dẫn đầu xông lên bao vây mình, vẻ mặt của Tôn Phú Quý thay đổi dữ dội. Vốn dĩ ông ta không can đảm, loại chuyện trộm mộ này đã khiến Tôn Phú Quý tự trách trong lòng, nhưng bây giờ ông ta bị Triệu Văn Triết ép buộc. Bản thân không làm chủ được. Tất nhiên, chính sự hám lợi đen lòng của Tôn Phú Quý đã dẫn đến cảnh tượng này. Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm như nước, anh lạnh lùng nói, Tôn Phú Quý, tôi hỏi ông,
cái chết của bà Triệu Ki HG thoát khỏi có liên quan đến ông đúng không? Tôi, Tôn Phú Quý lắp bắp, hoàn toàn không biết phải nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của Tôn Phú Quý, Dương Tiêu hiểu sâu sắc tất cả những chuyện này không thoát khỏi có liên quan đến Tôn Phú Quý. Đau lòng, cực kỳ đau lòng. Mặc dù Dương Tiêu đã đoán được hung thủ thực sự đứng sau là giữa Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý từ lâu, những Dương Tiêu coi ti phạm lớn nhất là Triệu Văn Chiết mà không phải Tôn Phú Quý. Bây giờ Tôn Phú Quý xuất hiện, khỏi phải nói trong lòng Dương Tiêu phức tạp như thế nào. Anh thật khó có thể tưởng tượng, thân là chồng của Triệu Liên, Tôn Phú Quý lại có thể làm ra chuyện tội ác tày trời như vậy. Ánh mắt Hồ Khoan Quảng lạnh thấu xương khiển trách, sao hả? Còn muốn che đậy, hạ độc giết hại bà Triệu có phải là ông không? Không phải tôi, thật sự không phải tôi, Tôn Phú Quý vội vàng nói. Hồ Khoan, Quảng là công chức chính phủ, chỉ cần ông ta thừa nhận mình là hung thủ hạ độc giết hại bà Triệu, thì cả đời này của ông ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Khi đó, Triệu Liên vợ của ông ta chắc chắn sẽ trở mặt chống lại ông ta, cậu con trai Tôn Bằng sẽ không nhận ông ta là cha nữa. Dương Tiêu cười khẩy, chưa thấy sông Hoàng Hà chưa từ bỏ đúng không? Tôn Phú Quý, tôi có thể khẳng định nói cho ông biết, tất cả những hành động vừa nãy của ông đã được chúng tôi quay lại, có cần cho ông xem nó ngay bây giờ không? Cho ông ta xem, Hồ Khoan Quảng nói thăng. Người phụ trách quay lập tức mở đoạn video ghi lại cho Tôn Phú Quý xem trực tiếp. Hình ảnh rất rõ ràng, không chỉ hành động của Tôn Phú Quý được quay rõ ràng, mà cả những gì Tôn Phú Quý nói vừa rồi cũng được ghi lại. Xem video, Tôn Phú Quý như bị sét đánh, toàn thân choáng váng, cái xẻng trên tay thê lương rơi xuống đất. Dương Tiêu khẽ nói, Tôn Phú Quý à Tôn Phú Quý, ông bảo tôi nói gì mới tốt đây, bà Triệu là mẹ vợ của ông, vậy mà ông lại tàn nhẫn ra tay với bà ấy, ông không cắn rứt lương tâm sao? Đồ cặn bã như thế này nhất định phải bị trừng phạt. Hỗ Khoan Quảng căm hận nghiến răng. Trong vùng đất Thiên Phủ Chi Quốc to lớn này, quả thật có những trường hợp hại người thân, nhưng cực kỳ nhỏ bé. Không ngờ lại xảy ra chuyện ở huyện Thiên Sơn, đám người Hỗ Khoan Quảng luôn căm ghét loại xúc sinh ra tay độc ác bắt kính với người già. Cảm nhận được cơn giận dữ đang bùng phát khóa chặt trên người, toàn thân Tôn Phú Quý giật mình suýt rơi nước mắt. Ông ta biết âm mưu bại lộ sắp phải trải qua mùi vị như thế nào. Vì tiến hành một cách lặng lẽ, Tôn Phú Quý đã đặc biệt chọn đến vào đêm muộn. Ai biết chỗ này đã xóm răng bẫy nhằm vào ông ta. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Phi Y Trồ đột nhiên, Tôn Phú Quý quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi đầy r mặt nhìn Dương Tiêu. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi không bằng cầm thú, tôi không phải người. Sau khi hạ độc giết hại bà Triệu, lương tâm của tôi bị khiên trách cực lớn, tôi thật sự hối hận rồi. Tôi biết tôi làm như vậy là tội ác tày trời, bởi vì tôi không chịu được sự cám dỗ. Dương Tiêu xin cậu, cầu xin cậu. Đừng nói chuyện này với Liên Liên và Băng Băng. Tôn Phú Quý không phải kẻ ngốc, ông ta hiểu đám người Hồ Khoan Quảng có quan hệ mật thiết với Dương Tiêu. Bây giờ chỉ cần Dương Tiêu không làm khó ông ta, giữ mồm giữ miệng, ông ta sẽ không phải lo lắng nữa. Tôn Phú Quý, bây giờ ông đã biết sai. Ông biết bà Triệu là gì của ông không? Muốn tôi giữ bí mật cho ông. Tôi không nói sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết, một người vợ không có chồng, Tôn Bằng không có bó. Chẳng lẽ ông có thể lừa gạt trước mắt thì có thể lừa gạt cả đời. Sắc mặt Dương Tiêu vô cùng u ám, anh nhìn Tôn Phú Quý khóc lóc trong lòng vô cùng nặng nề. Tôn Phú Quý sợ hãi nghẹn ngào, Dương Tiêu, tôi biết cậu có bản lĩnh, cậu không phải phế vật trong miệng người khác, xin cậu hãy giúp tôi thật sự không muốn ngồi tù. Xin lỗi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tôi cần thiết phải cho bà Triệu một lời giải thích. Nếu ông còn có chút lương tri thì hãy thẳng thắn giải thích. Có lẽ còn có thể giảm nhẹ hình phạt. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Hồ Khoan Quảng nghiêm mặt, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ trừng trị nghiêm khắc. Có phải còn có nghi phạm nào khác khủng động cơ phạm tội của ông là gì? Nghe vậy, đột nhiên trong mắt Tôn Phú Quý toát ra lòng hận thù. Là Triệu Văn Chiết bảo tôi làm. Đúng vậy, chính là Triệu Văn Chiết bảo tôi làm, cậu ta không lấy được nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, muôn hạ độc hại chết bà Triệu đổ tội cho Dương Tiêu. Tôn Phú Quý vội vàng nói. Chỉ cần mình sống là được, bây giờ mọi chuyện bại lộ, Tôn Phú Quý lập tức khai Triệu Văn Chiết ra đầu tiên. Nếu không phải Triệu Văn Chiết dụ dỗ ông ta sẽ hoàn toàn không tạo ra tình trạng này. Hận, một lòng căm thù mạnh mẽ bùng lên từ cơ thể của Tôn Phú Quý. Ông ta thực sự muốn giết chết Triệu Văn Chiết, chính tên khôn kiếp này đã dìm mình vào chỗ không thể ngóc đầu lên được. Dương Tiêu cười lạnh,
quả nhiên không thể thoát khỏi có liên quan với Triệu Văn Chiết. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Bây giờ trong toàn bộ nhà họ Triệu người thiếu tiền nhất là Triệu Văn Chiết, trên đường từ thành phố Trung Nguyên về huyện Thiên Sơn, Dương Tiêu đã nghi ngờ là Triệu Văn Chiết làm. Lúc này, hung thủ đã lộ chân tướng, tiếp theo mọi việc đều dễ dàng. Cậu Dương, tiếp theo nên làm gì? Hồ Khoan Quảng trịnh trọng hỏi. Mặc dù là người của đội phá án huyện Thiên Sơn, nhưng ông ta biết đây là chuyện của nhà người ta, ông ta giữ thể diện cho Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn Tôn Phú Quý, ông nói tất cả những chuyện này đều là do Triệu Văn Chiết bảo ông làm. Đúng vậy, tất cả là do Triệu Văn Chiết bảo tôi làm, cậu ta cho tôi 200.000 tệ, bảo tôi bỏ Thạch Tín vào canh nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Tôn Phú Quý vội vàng nói. Dương Tiêu gật đầu nói, được rồi. Vậy ông sẵn lòng làm chứng chống lại Triệu Văn Chiết không? Nếu một khi đã chắc chắn, Triệu Văn Chiết mới là chủ mưu đứng sau, tội lỗi của ông sẽ được giảm rất nhiều. Tôi sẵn lòng phối hợp với các người. Tôn Phú Quý nhanh chóng nói. Dương Tiêu đáp, tốt lắm, ông Hồ, phong tỏa ngôi nhà nơi ở của Triệu Văn Chiết, phải bắt ngay Triệu Văn Chiết với tốc độ cực nhanh. Hiểu rõ, Hồ Khoan Quảng trịnh trọng nói. Cùng lúc đó, trên mặt Triệu Văn Chiết ngập tràn ý cười đáng sợ. Chậc chậc, Dương Tiêu, mày đúng là đô ngốc, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà cụ. Tốt lắm, tặng không cho tôi bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ, Triệu Văn Chiết tôi nhận. Đúng lúc này, vang lên một tiếng châm chọc. Anh nhận, thật không, Triệu Văn Chiết, anh ngây thơ thật đầy. Đáng tiếc, anh không có mệnh nhận, càng không có mệnh tiêu. Ai, nghe thấy giọng nói này. Sắc mặt của Triệu Văn Chiết thay đổi lớn. Bang! Ngay sau đó, cánh cửa của ngôi nhà bị đá tung, bóng dáng Dương Tiêu và những người khác bước từ bên ngoài vào. Dương Tiêu, cảnh quan Hồ, không phải các người đã đi rồi sao? Nhìn thấy bóng dáng của Dương Tiêu và Hồ Khoan Quảng, Triệu Văn Chiết như nhìn thấy ma, anh ta lập tức dùng mình không kìm được hét lên. Ngay lúc này, Triệu Văn Chiết chỉ cảm thấy mình hoa mắt. Anh ta biết rõ nếu Dương Tiêu và Hồ Khoan Quảng không rời đi, thì đó chắc chắn là âm mưu đã sớm nhắm vào anh ta. Mình nhìn nhầm rồi, chắc chắn mình nhìn nhầm. Triệu Văn Chiết trở nên kích động. Anh ta nhanh chóng véo cánh tay của mình, một con đau nhói khiến não của Triệu Văn Chiết đặc biệt tỉnh táo. Lại nhìn Dương Tiêu và Hồ Khoan Quảng trước mặt, Triệu Văn Chiết dùng mình, chuyện gì thế này? Đây không phải là mơ, làm sao có thể không phải là mơ? Triệu Văn Chiết, không làm việc trái lương tâm, không sợ ma gõ cửa. Hạ độc giết hại bà cụ, anh thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Dương Tiêu tức giận nói. Triệu Văn Chiết hoảng sợ, hạ độc giết hại bà cụ. Dương, Tiêu, cậu nói gì? Sao tôi lại không hề hiểu? Cậu không được nói lung tung. Không có bằng chứng đầy đủ, có đánh chết Triệu Văn Chiết cũng sẽ không thừa nhận. Hạ độc giết hại bà cụ, một khi có được bằng chứng xác thực, anh ta sẽ phải đối mặt với án tử hình. Tôi nói lung tung, chuyện đã đến nước này. Anh còn cảm thấy mình có thể bao biện. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Bịch bịch bị chi đúng lúc này, ông Triệu Triệu Thiết Căn cùng những người khác nghe được tin vội chạy tới. Nhìn thấy những người kia nhắm vào Triệu Văn Chiết, Triệu Thiết Căn sửng sốt, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm, Triệu Liên và những người khác cũng kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, bọn họ hơi không rõ, chẳng lẽ Triệu Văn Chiết chính là người hạ độc giết hại bà Triệu? Mọi người đều biết, Triệu Văn Chiết là người có cuộc sống tốt nhất nhà họ Triệu, vậy tại sao anh ta lại hạ độc giết hại bà Triệu? Chuyện này không khoa học. Triệu Văn Chiết đáp trả trước, bác cả, bọn họ vu không tôi, Dương Tiêu và Hồ Khoan Quảng vụ không tôi, bọn họ nói tôi hạ độc giết hại bác gái. Cái gì, Triệu Văn Chiết hạ độc giết hại bà Triệu? Lời này vừa rút, sắc mặt của mọi người thay đổi lớn. Chàng trai, không lẽ thật sự là Triệu Văn Chiết làm? Triệu Thiết Căn khó tin hỏi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, mọi người, sự thật đã được đưa ra ánh sáng, hung thủ thực sự đứng sau chính là Triệu Văn Chiết. Cái quan, đừng ngậm máu phun người, cậu mới là hung thủ, nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do cậu đưa, cậu dựa vào đâu mà vu không, tôi. Triệu Văn Chiết kích động lạ thường, giống như đã phải chịu nôi nhục lớn. Dương Tiêu lạnh lùng nói, tôi ngậm máu phun người. Triệu Văn Chiết, anh còn muôn bao biện, tốt. Vậy tôi sẽ dùng sự thật nói cho anh biết. Nói xong Dương Tiêu nhìn Hồ Khoan Quảng. Tôn Phú Quý, nói cho cậu ta biết, tất cả những chuyện này là như thế nào. Cấp dưới của Hồ Khoan Quảng đầy Tôn Phú Quý ra. Phú Quý,
nhìn thấy Tôn Phú Quý, Triệu Liên cực kỳ hoảng sợ. Tôn Phú Quý, ba người Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm và Đường Mộc Tuyết cũng kinh hãi. Bói, Tôn Bằng hoảng sợ thoát lên. Chuyện đã đến nước này, Tôn Phú Quý chỉ muốn đầu thú để được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Tôn Phú Quý rơi lệ đầy mặt, ông ta nhìn Triệu Liên, Liên Liên, tôi có lỗi với bài tôi có lỗi với bà và Bằng Bằng. Có lỗi với tôi và Bằng Bằng. Không lẽ ông, Triệu Liên tròn tròn mặt như đang nghĩ đến điều gì đó. Tôn Phú Quý giống như quả bóng xì hơi uể oải nói, đúng vậy, chính tôi đã hạ độc vào canh nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, tất cả là do Triệu Văn Chiết bắt tôi làm. Cái gì? Tôn Phú Quý là người hạ độc, chủ mưu đứng sau là Triệu Văn Triệt. A mồ trong chốc lát, những lời của Tôn Phú Quý rơi xuống như sấm sét, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nổi lên sóng gió trong lòng. Ông làm, Tôn Phú Quý, ông lại dám. Triệu Liên nghe thấy thế như bị sét đánh, hai mắt bà ta tối sầm lại suýt ngất xỉu. Tôn Bằng lộ vẻ kinh ngạc, cậu ta thật sự không ngờ. Bố mình lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Ngay sau đó, trong hiện trường to lớn những người nhà họ Triệu nổi lên sóng gió to lớn trong lòng. Trời ạ, vậy mà lại là Tôn Phú Quý bỏ Thạch Tín. Bình thường trông Tôn Phú Quý khá thành thật, vậy mà không ngờ ngay cả mẹ vợ của mình ông ta cũng dám ra tay. Còn Triệu Văn Chiết này thật sự mắt trí, hạ độc giết hại bác gái mình, cậu ta còn là người không? Đúng vậy, lúc đầu chúng ta đều nghĩ là do Dương Tiêu làm, ai dè lại như thế này. Tất cả chúng ta hiểu lầm Dương Tiêu là người tốt, là đứa con có hiệu. Trong chốc lát, đám người nhà họ Triệu tràn ngập căm phẫn, đồng thời nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt xin lỗi. Đúng vậy, tất cả là Triệu Văn Chiết bắt tôi làm. Tôn Phú Quý không hề che giấu nghẹn ngào nói. Vẻ mặt Dương Tiêu nghiêm túc nhìn Triệu Văn Chiết, Triệu Văn Chiết, anh còn muốn bao biện như thế nào? Tôn Phú Quý, anh đừng nói nhảm. Phải tôi làm bay không trong lòng anh biết rõ, anh vụ khống tôi, tin tội kiện anh tội vu khống tôi không? Triệu Văn Chiết như chim sợ cành cong vội vàng măng. Lúc này, Triệu Văn Chiết tràn đầy thất lễ cùng hoảng sợ. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới Tôn Phú Quý lại bị nhóm người Dương Tiêu, Hồ Khoan Quảng bắt. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới Dương Tiêu và Hồ Khoan Quảng rời đi chỉ là giả vờ. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới kế hoạch nhằm vào hung thủ thực sự đứng sau đã âm thầm bày ra. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, hoàn toàn gặp rắc rối lớn rồi. Tôn Phú Quý thẹn quá hóa giận, Triệu Văn Triệt đều là do cậu bảo tôi làm, cậu là chủ mưu. Cậu chết cũng không đáng tiếc, tôi bị cậu mê hoặc trở thành đồng phạm, cậu mơ tưởng tôi sẽ gánh tội ác cho cậu. Cái quan, tôi không làm, mọi người, đừng tin lời nói bậy bạ của Tôn Phú Quý, anh ta điên rồi. Triệu Văn Chiết khàn giọng quát âm lên. Đáng tiếc, mọi người có mặt tại hiện trường không ngốc, sự hoảng sợ trên mặt anh ta đã bán đứng anh ta rồi. Không ai tin những gì Triệu Văn Chiết nói, bọn họ tin chắc chắn chuyện này không tránh khỏi có liên quan với Triệu Văn Chiết. Dương Tiêu nhìn về phía Hồ Khoan Quảng, ông Hồ, mở video. Mở video, Hồ Khoan Quảng hét lên. Nói xong, một công chức chính phủ đã mở đoạn video ở trong nghĩa trang. Trong video chỉ thấy Tôn Phú Quý quỳ trước mộ bà Triệu dập đầu ba lần. Mẹ, không phải con muốn hại mẹ, là Văn Triệt, tất cả là do Văn Triết bảo con làm, không liên quan đến con ồ. Mẹ muốn báo thù thì hãy tìm Triệu Văn Triết, con là bị Triệu Văn Triết coi như súng. Trong video lời nói của Tôn Phú Quý rất rõ ràng, nhìn thấy cảnh tượng này đám người nhà họ Triệu càng chấn động hơn. Đây là vu khống, chứng cứ này hoàn toàn không đủ. Triệu Văn Triết có hết sức bao biện. Đây là Tôn Phú Quý có thật giật mình nên mới có tình làm thế, đúng vậy, tất cả là do Tôn Phú Quý cố tình làm như vậy, mục đích là dội nước bẩn lên người tôi. Tôn Phú Quý run rẩy móc thẻ ngân hàng trong túi ra, trong thẻ này có 200.000 tệ, là Triệu Văn Triết, đưa cho tôi. Chỉ là tôi không chịu nổi sự cám dỗ nên đã phạm phải sai lầm lớn như vậy. Gì, thấy Tôn Phú Quý lấy thẻ ngân hàng ra, vẻ mặt của Triệu Văn Triết thay đổi đột ngột. Nhìn Triệu Văn Triết hết sức sợ hãi. Dương Tiêu cười khẩy lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Văn Chiết như đuốc. Triệu Văn Chiết, chuyện đã đến nước này, anh không cần phải bao biện nữa ồ. Tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh, công việc kinh doanh thủy sản của anh gặp phải nguy cơ phá sản, vì vậy anh đã để ý tới nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Đúng vậy, nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này rất có giá trị. Nó đủ để làm cho việc kinh doanh của anh chết đi sống lại, đáng tiếc ông ngoại biết đã lịch sự từ trôi anh thẹn quá hóa giận. Nảy sinh ý nghĩ giết người, nhân tiện muốn đổ tội giết người này lên người tôi.
nhưng, có đánh chê anh cũng không ngờ tới, vốn dĩ bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia là cái bẫy mà tôi bày ra cho anh, chỉ cần anh vì tiền bạc, tôi đoán chắc anh chắc chắn sẽ nảy lòng tham. Tôi nói không sai chứ, Triệu Văn Chiết, đến bây giờ, anh còn chần chừ gì nữa? Mau đưa tay chịu trói. Trong chốc lát, trên người Dương Tiêu tỏa ra một loại hơi thở cực lớn. Cảm nhận được hơi thở cực lớn phóng tới trước mặt, Triệu Văn Chiết như bị sét đánh lảo đảo lui về phía sau. Bị nói toạc mọi chuyện ra, trên mặt Triệu Văn Chiết không còn chút máu, ánh mắt nứt ra nhìn chằm chằm Dương Tiêu, cậu lại dám ngắm ngâm hại tôi. Nhìn Triệu Văn Chiết dữ tợn như gặp ma trước mặt, vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lẽo. Tôi ngâm ngâm hại anh, là anh ngâm ngâm hại tôi chứ? Bây giờ tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho bà ngoại, cho chính mình. Tức chết tao, vẻ dữ tợn trên mặt Triệu Văn Chiết càng đậm hơn. Những người nhà họ Triệu nhìn Triệu Văn Chiết với ánh mắt khinh thường sâu sắc, loại người gây ra tội ác tày trời này, đâu phải người tốt nhất nhà họ Triệu, rõ ràng là loại cặn bã lớn nhất nhà họ Triệu. Triệu Thiệt Căn tức giận cả người run lên, ông chờ không nổi muôn lập tức bắt Triệu Văn Chiết đền mạng cho vợ mình. Văn Chiết à Văn Chiết, sao cậu lại có thể ra tay tàn nhẫn hạ độc với bác gái của cậu? Bị Triệu Thiết Căn chất phán, Triệu Văn Chiết cười gần nói, Triệu Thiết Căn cái đồ. Sông lâu, lần trước bác gái bệnh nặng, Triệu Văn Chiết tôi không có công lao cũng có khổ lao. Lần này việc kinh doanh thủy sản của tôi rơi vào nguy cơ phá sản, tôi xin một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, ông lại thấy chết không cứu. Tôi, giật tôi Triệu Văn Chiết tôi không sông tốt, tôi cũng muốn các người sông không tốt, muốn chết thì tất cả cùng chê đi. Cậu, nghe vậy, Triệu Thiết Căn sông sờ sờ suýt ngất xỉu. Triệu Văn Chiết, cậu hỗn láo, đám người nhà họ Triệu đều tức giận. Dương Tiêu chẳng thèm ngó tới, anh có khổ lao gì? Vốn dĩ anh tới toàn là khoe khoang, nhưng sao? Cuối cùng lại sống sờ sờ biến mình thành trò hề, tôm tép nhãi nhép, lố lăng, nực cười. Dương Tiêu, thằng rác rưởi đáng chê, mày nói ai là tôm tép nhãi nhép hả? Triệu Văn Chiết tức sùi bọt mép. Từ đầu đến cuối, trong mắt anh ta Dương Tiêu là phế vật không hơn không kém, chẳng qua may mắn quen biết Vạn Tứ Hải, người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Đã vạch mặt, nên đương nhiên Dương Tiêu sẽ không giữ thể diện cho Triệu Văn Chiết, biết không? Bây giờ dáng vẻ của anh còn không bằng một tên hà. Không bằng một tên hề. Đờ mò, Dương Tiêu, chó má nhà mày, mày khiến tao thân bại danh liệt, mày khiến tao muôn đời muôn kiếp không trở lại được, mẹ nó tao càng phải dê mày. Triệu Văn Chiết tức giận hét lên, cả người rơi vào trạng thái hung hăng. Anh ta đã nhận ra chắc chắn mình sẽ chết, trước khi chết anh ta phải nổi điên giết Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu chôn cùng anh ta. Nói xong, Triệu Văn Chiết rút một con dao từ gầm bàn bên cạnh lao về phía Dương Tiêu. Bây giờ Triệu Văn Chiết đã nổi điên, anh ta nổi điên ôm ý nghĩ chém một nhát là đủ chết, hai nhát là kiếm được lời. Triệu Văn Chiết, cậu điên rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Dương Tiêu phát tay nói, mục tiêu chủ yếu của anh ta là tôi, mọi người lui ra sau đi. Tất cả mọi người trong nhà họ Triệu đã biết sức mạnh của Dương Tiêu giỏi như thế nào. Cộng thêm Triệu Văn Chiết cầm dao mặt mày tràn đầy ý nghĩ giết người, mọi người đều biết ý lùi lại. Dương Tiêu, mẹ nó đêm nay tao nhất định phải chém đầu chó của này. Triệu Văn Chiết hét lên. Đường Mộc Tuyết lo lắng nói, Dương Tiêu, nhất định phải cẩn thận. Cô đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu, sợ Dương Tiêu lật thuyền trong mương. Mộc Tuyết, em yên tâm, một tên tôm tép nhãi nhép không tạo được sóng gió gì. Dương Tiêu cười dịu dàng. Triệu Văn Chiết nghe vậy càng tức giận hơn, tôm tép nhãi nhép. Tốt, tao sẽ cho mày xem tôm tép nhãi nhép chém đầu chó của mày như thế nào. Vừa rút lời, Triệu Văn Chiết trở nên quyết liệt hơn, anh ta lấy tốc độ nhanh nhát lao về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu đứng yên tại chỗ, không thèm động. Chàng trai cẩn thận, gương mặt già nua của Triệu Thiết Căn run lên một lúc. Chém đầu tôi, anh đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Dương Tiêu cười lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong thời kỳ đỉnh cao của anh, mạnh mẽ đến mức không thèm nhìn loại người như Triệu Văn Chiết này nhiều hơn. Phút, ngay lúc Triệu Văn Chiết vui vẻ cho rằng sắp chém được đầu của Dương Tiêu, chân phải của Dương Tiêu như lối thoát tung ra. Bộp, y. Trong tích tắc, anh đá mạnh hung hăng vào eo của Triệu Văn Chiết. Trong giây tiếp theo, một tiếng hét thảm thiết như giết lợn vang lên khắp bầu trời. Eo của Triệu Văn Chiết đột nhiên đỏ bừng, máu tươi trào ra. Lúc trước Triệu Văn Chiết bắt cóc Đường Mộc Tuyết, khi ra khỏi KTV anh ta đã bị một chiếc xe tông phải,
vừa hay đâm vào eo của Triệu Văn Triết. Bây giờ vết thương ở eo của Triệu Văn Triệt chỉ có thể nói là tạm thời lành, không thể vận động mạnh. Vừa rồi, Dương Tiêu đá vào vết thương mới khép của Triệu Văn Triết, vết thương lập tức bị rách, một nỗi đau khó khiến Triệu Văn Triệt suýt rơi vào trạng thái hôn mê. Triệu Văn Triết điên cuồng hét lên, Dương Tiêu, tổ sư nhà mày, muốn chết thì cùng chết. Anh ta nổi điên, hai mắt đỏ ngầu, lại lao về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu nào sẽ cho Triệu Văn Triệt cơ hội nữa, anh dâm lên cổ tay phải của Triệu Văn Triệt, Triệu Văn Triệt bị đau lại gào lên, không còn sức di chuyển dao. Lên, Hồ Khoan Quảng phất tay hét lên. Những thành viên của đội phá án cùng lên xử lý khuất phục Triệu Văn Triệt. Răng rắc, chiếc còng được còng vào tay Triệu Văn Triệt. Thả tôi ra, thả tôi ra. Triệu Văn Triệt giãy giụa không ngừng. Đáng tiếc, dáng người của anh ta vốn thuộc loại bình thường, mà thành viên của đội phá án lại nhiều. Cho dù Triệu Văn Triệt có giấy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Bắt được Triệu Văn Triết, vụ án giết người độc ác táng tận lương tâm này đã được giải quyết. Hồ Khoan Quảng nói với Dương Tiêu, cậu Dương, lần này nhờ cậu bày mưu tính kế nên chúng tôi mới có thể bắt được hung thủ nhanh như vậy. Trời sắp sáng, chúng tôi phải đưa hung thủ đến huyện Thiên Sơn lập hồ sơ vụ án. Ừ, đương nhiên Dương Tiêu sẽ không từ chối. Thu đội, Hồ Khoan Quảng trịnh trọng nói. Nhóm người áp giải Triệu Văn Triết đi về phía chiếc xe công vụ. Cả người Triệu Văn Triết toát ra hơi thở giết người giãy giụa nói, thả tôi ra, tôi phải giết Dương Tiêu, giết cả nhà nói. Ha, Dương Tiêu tự diễu. Loại tiểu nhân nham hiểm như Triệu Văn Triết này, thực sự có thê. Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Vạn Tứ Hải, Triệu Văn Triết đã bị bắt, sáng nay sẽ kết án. Ân nhân, đã nhận được. Rất nhanh Vạn Tứ Hải đã trả lời lại. Dương Tiêu ghét cay ghét đắng loại cặn bã như Triệu Văn Triết, loại người như này nên nhanh chóng bị đưa ra công lý mới là lựa chọn sáng suốt. Anh gửi tin nhắn này cho Vạn Tứ Hải là vì muốn Triệu Văn Triết bị kết án tử sớm hơn. Giết cả nhà tôi, rất tốt, vậy anh mau chóng xuống địa ngục đi. Hồ Khoan Quảng nhìn Tôn Phú Quý, anh là đồng lõa, nhì đi cùng chúng tôi. Phú Quý, tại sao lại làm thế này? Triệu Liên đã khóc không thành tiếng. Tôn Bằng khó mở miệng, vẻ mặt bi thương. Trong nháy mắt Tôn Phú Quý như già đi mấy chục tuổi, vẻ mặt phức tạp nhìn Triệu Liên, Liên Liên, xin lỗi, nhân lúc còn trẻ bà tìm người khác kết hôn đi. Ông ta biết một khi mình vào tù, dù có cơ hội nhìn thấy mặt trời lần nữa, thì có lẽ đã ở tuổi già. Sau đó, Tôn Phú Quý nhìn về phía Tôn Bằng, Bằng Bằng, bố khiến con thất vọng rồi, bây giờ con đã trưởng thành. Sau này đừng chơi bời lêu lông nữa, càng không thể bước theo vệt xe đổ của bói. Nói xong Tôn Phú Quý xấu hổ không dám nhìn Triệu Thiết Căn, lên xe cùng Hồ Khoan Quảng. Nhìn theo xe công vụ rời đi, tất cả mọi người đều có tâm trạng phức tạp, ai có thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Triệu Thiết Căn thở dài sâu, dẫn đầu nhìn Dương Tiêu, xúc động nói, chàng trai, xin lỗi, hôm qua tôi đã hiểu lầm cậu, mong cậu thứ lỗi. Đám người nhà họ Triệu đều nhìn Dương Tiêu với vẻ xin lỗi, họ vô cùng sâu hổ về những gì mình đã làm. Dương Tiêu, xin lỗi, hôm qua tôi đã hiểu lầm cậu, thật xin lỗi. Dương Tiêu, thực xin lỗi, hôm qua chúng tôi hiểu đã lầm cậu, mong cậu đừng để bụng. Dương Tiêu, nhìn những người nhà họ Triệu hồi hận trước mặt, Dương Tiêu xua tay nói, mọi người khách sáo quá rồi. Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do tôi tặng, nên Triệu Văn Triết mới để ý tới nó. Cái chết của bà ngoại có trách nhiệm của tôi. Sau sự việc này, Dương Tiêu lại lần nữa hiểu sâu đạo lý không nên tiết lộ của cải cho người khác để đề phòng trộm cướp này. Vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi quý như vậy nên mới thu hút người mang lòng sâu ngập nghé. Nếu trước đó Triệu Văn Triết hoàn toàn không biết nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, có lẽ bà Triệu đã không bị đầu độc. Chàng trai! Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này là tấm lòng của cậu, sao có thể nói cậu có trách nhiệm được? Triệu Thiết Căn thôn thức. Đúng vậy, tất cả là tại Triệu Văn Triết, đều là cậu ta tham lam nỗi lòng đen. Đám người nhà họ Triệu cùng nhau khóa chặt trách nhiệm lên người Triệu Văn Triết. Đường Mục Tuyệt cũng tiến lên nói, Dương, Tiêu, không cần tự trách, ông ngoại nói đúng, tất cả mọi chuyện chủ yếu là do Triệu Văn Triết. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm không biết nên nói gì. Nghĩ đến thái độ không tốt của họ với Dương Tiêu hai ngày trước, lại nghĩ đến Dương Tiêu vì bà Triệu mà mua đồ chôn cùng, trong lòng cả hai đều cảm thấy hơi khó chịu. Được rồi,
mọi người, đã đến lúc này, mọi chuyện vẫn nên nén bi thương. Dương Tiêu hít sâu một hơi nói. Dù thế nào đi nữa, bây giờ bà Triệu đã qua đời, hung thủ cũng đã bị đưa ra trước pháp luật, ngày tháng không nên bị đứt đoạn mà tiếp tục phát triển tĩnh lặng. Đêm đã khuya, kèm theo mùa thu đang đến gần, một cơn gió lạnh thổi qua. Khi Dương Tiêu mở mắt ra đã là 10 giờ sáng, Đường Mộc Tuyết và những người khác cũng lần lượt thức đen. Đám người nhà họ Triệu cùng nhau khóa chặt trách nhiệm lên người Triệu Văn Chiết. Đường Mộc Tuyết cũng tiến lên nói, Dương, Tiêu, không cần tự trách, ông ngoại nói đúng, tất cả mọi chuyện chủ yếu là do Triệu Văn Chiết. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm không biết nên nói gì, nghĩ đến thái độ không tốt của họ với Dương Tiêu hai ngày trước, lại nghĩ đến Dương Tiêu vì bà Triệu mà mua đồ chôn cùng, trong lòng cả hai đều cảm thấy hơi khó chịu. Được rồi, mọi người, đã đến lúc này, mọi chuyện vẫn nên nén bi thương. Dương Tiêu hít sâu một hơi nói. Dù thế nào đi nữa, bây giờ bà Triệu đã qua đời, hung thủ cũng đã bị đưa ra trước pháp luật, ngày tháng không nên bị đứt đoạn mà tiếp tục phát triển tĩnh lặng. Đêm đã khuya, kèm theo mùa thu đang đến gần, một cơn gió lạnh thổi qua. Khi Dương Tiêu mở mắt ra đã là 10 giờ sáng, Đường Mộc Tuyết và những người khác cũng lần lượt thức dậy. Sau bữa trưa, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chia tay Triệu Thiết Căn, lái xe rời khỏi huyện Thiên Sơn. Đường Kiên Quốc và Triệu Câm sẽ ở lại thôn Trang Triệu vài ngày. Trong lòng Dương Tiêu luôn nghĩ đến việc xử với kép nhà họ Đường càng sớm càng tốt, NS không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Đường Mộc Tuyết còn cần đi làm, cô không hề hay biết Dương Tiêu đang chuẩn bị một bất ngờ rất lớn cho cô. 3 giờ 10 phút chiều, Dương Tiêu đến thành phố Trung Nguyên. Đưa Đường Mộc Tuyết đến tập đoàn Y Dược Đường Nhân, sau đó Dương Tiêu lập tức tới tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu nhanh chóng tìm được Long Ngũ, Long Ngũ đại ca, tình huống bên nhà họ Đường thế nào rồi? Về sớm như vậy, không phụ sự mong đợi, chúng tôi đã làm xong tất cả vụ làm ăn y dược của nhà họ Đường rồi. Long Ngũ cười nói. Dương Tiêu hài lòng gật đầu, tập đoàn Tuyết Tiêu có vốn đăng ký 3 tỷ tệ, cùng với các đơn đặt hàng của nhiều gia đình quý tộc ở thành phố Trung Nguyên, giá trị thị trường của tập đoàn Tuyết Tiêu đã nhanh chóng gần 4 tỷ tệ. Thành thật mà nói. Thành phố Trung Nguyên là thành phố tê thủ phủ của tỉnh Hà Nam, bởi vì nằm ở nội địa nên thực sự có rất ít công ty dược phẩm có quy mô lớn. Vì vậy, trước mặt tập đoàn Tuyết Tiêu không lò, rất ít công ty dược phẩm không N không cho tập đoàn Tuyết Tiêu thê diện. Do đây, đòn giáng nặng nề của tập đoàn Tuyết Tiêu đối với nhà họ Đường ở Trung Nguyên đã lan rộng trong toàn bộ ngành y dược. Tập đoàn Tuyết Tiêu có hậu thuần thâm hậu, nhà họ Cung gia tộc số 1 ở Trung Nguyên. Nhà họ Lưu một trong tứ đại gia tộc hàng đầu ở Trung Nguyên vân vân, đều là khách hàng quan trọng của tập đoàn Tuyết Tiêu. Đến nay, tập đoàn Tuyết Tiêu đang hoạt động mạnh, tất cả các công ty dược phẩm sắp bị lu mờ trước tập đoàn Tuyết Tiêu. Tất nhiên, cũng có không ít công ty dược phẩm có hy vọng sẽ sử dụng điều này để thiết lập liên hệ với tập đoàn Tuyết Tiêu. Cho dù là heo cũng có thể nhìn ra được, tập đoàn Tuyết Tiêu từ trên trời rơi xuống, chắc chắn sẽ có động tác lón. Chỉ cần nắm bắt cơ hội. Có lẽ sau này có thể đi theo tập đoàn Tuyết Tiêu làm ăn ra tiền lớn. Cho đến nay, ông chủ thực sự đứng sau tập đoàn Tuyết. Tiêu vẫn chưa thực sự xuất hiện, ông chủ đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu vẫn đang được vô số người suy đoán. Nhưng điều chắc chắn là ông chủ đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu tuyệt đối không phải là người đơn giản. Xét cho cùng, Long Ngũ cũng chỉ là người đại diện pháp luật của công ty, còn là đại ca xã hội làm mưa làm gió ở thành phố Trung Nguyên 10 năm trước, hầu hết mọi người đều không dám dùng Long Ngũ. Một kẻ tàn nhân độc ác này. Long Ngũ hớn hở nói, tiếp theo có phải chúng ta sẽ ngả bài với nhà Đường không? Không vội, nghĩ đến dáng vẻ trợn tròn mắt của đám người bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh, Dương Tiêu cười giễu cợt. Chào hỏi Vạn Thiền, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không ở lại nữa, đi nhanh về phía thôn Trang Triệu. Bên trong nhà lớn nhà họ Triệu. Triệu Văn Chiết nhìn đồng hồ, chế nhạo, gần trưa rồi, Dương Tiêu đâu? Không phải đã chạy trồn rồi chứ? Đúng, tôi thấy là Dương Tiêu đã hại mẹ. Bây giờ Dương Tiêu không những không mua nồi đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia, mà còn tìm có bỏ trôn. Tôn Phú Quý Phụ Hoa. Nhà bọn họ là quỷ nghèo, biệt thự thuê, Maserati cũng ở thuê, hoàn toàn không có tiền, hoàn toàn là giả vò. Triệu Liên hung hăng nói. Đột nhiên, sắc mắt đám người nhà họ Triệu nhìn Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc vô cùng xấu. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều im lặng. Bọn họ thật sự muốn bóp chết Dương Tiêu. Vốn dĩ Dương Tiêu vẫn còn mang thân phận là kẻ tình nghi, nhưng giờ đã chủ động thực hiện tâm nguyện khi còn sống của bà Triệu. Điều này rõ ràng là cố ý nói ra,
rồi nhân cơ hội bỏ trốn. Nghĩ đến điều này, Triệu Cảm và Đường Kiến Quốc hận Dương Tiêu đến tận xương tủy. Nếu Dư Ưng Tiêu thật sự bỏ chạy thì chắc chắn hôm nay bọn họ sẽ bị đâm thủng cột sông, bọn họ sẽ không bao giờ có chỗ đứa ưng trong nhà họ Triệu nữa. Bỏ chạy, quỷ nghèo, thuê, xin lỗi mọi người, xem ra Dương Tiêu tội phải khiến mọi người thất vọng rồi. Ngay lúc mọi người trong nhà họ Triệu đang vê vênh váo tự đắc, một giọng nói bất hòa vang lên, Dương Tiêu quay về với bộ đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia trên tay. Hali nhìn thấy Dương Tiêu trở về, trên tay còn cầm theo một hộp đóng gói xinh đẹp, Triệu Văn Triệt, Tôn Phú Quý và những người khác đều nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thế mà anh chàng này không chạy trốn, lại còn mang trang sức quay về. Điều này, làm sao có thể? Long Ngũ vừa nhìn đã biết trong bụng Dương Tiêu toàn ý nghĩ sâu, cái thằng nhóc này toàn nghĩ xấu thôi. Trông cậu thê này là đang định gài bẫy chết nhà họ Đường à? 5 năm qua tôi ở nhà họ Đường trải như thế nào? Mục Tuyết bị bọn họ nhắm tới như thế nào? Làm sao bây giờ có thể dễ dàng cho bọn họ hời được? Dương Tiêu thật sự không có tí ấn tượng tốt nào với nhà họ Đường. Muốn kẻ thù diệt vong thì trước hết phải làm cho nó điên cuồng. Dương Tiêu chủ động liên lạc với Lý Minh Hiên, tập đoàn Tuyết Tiêu đã chặt đứt đường lui của nhà họ Đường, tiếp tục gây sức ép với nhà họ Đường, nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc khiên nhà họ Đường tuyên bố phá sản. Vâng, điện hại, Lý Minh Hiên cung kính đáp. Cùng lúc đó, tại tập đoàn y dược Đường Nhân, bà cụ Đường nhìn Đường Hạo hỏi, Hạo Hạo, đã sản xuất xong hết 50 triệu tệ tiền thuốc rồi chứ? Thưa bà nội, sản xuất xong hết rồi ạ. Đường Hạo vui mừng nói. 2 ngày qua, nhà họ Đường tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành đơn hàng 50 triệu tệ, cử thêm nhân lực cùng gia công không ngừng 24/24 giờ, cuối cùng họ cũng đã sản xuất hoàn thành đơn hàng nguyên liệu y dược 50 triệu tệ. Đường Dĩnh tính toán một khoản, vui vẻ như điên nói, bà nội, cháu đã tính thử, với sản xuất lô thuốc 50 triệu tệ này thì nhà họ Lý ở Đông Hải sẽ phải trả cho chúng ta ít nhất gần 200 triệu tệ. Không tệ, bà cụ Đường càng thấy hài lòng hơn. Bản thân y dược là một ngành công nghiệp có món lãi cách xù, bình thường chi phí sản xuất, gia công mây tệ và bán nó có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tệ. Đối với việc sản xuất gia công lô thuốc 50 triệu tệ, nhà họ Đường có thể kiếm được gấp ít nhất 3 lần so với trên cơ sở ban đầu. Chờ Lý Minh Hiên nhận lô thuốc này sau đó lại bán ra, lúc đó giá chắc chắn sẽ tăng lại càng tăng. Nói cách khác, lợi nhuận cuối cùng thu được từ lô thuốc 50 triệu tệ này có thể gấp 10 lần. Thậm chí hàng chục lần so với cơ sở ban đầu. Đường Hạo vào trong đại sảnh làm việc, vừa nhìn thấy Đường Mộc Tuyết trở lại công ty, Đường Hạo cười u ám, bà nội, con đi Đường Mộc Tuyết này đột nhiên nghỉ làm, hay chúng ta trục xuất con đĩ này ra khỏi nhà họ Đường đi. Trục xuất Đường Mộc Tuyết, ý kiến hay, Đường Dĩnh phân chấn nói. Nhìn Đường Mộc Tuyết, đôi mắt già nua của bà cụ Đường toát lên vẻ lạnh lẽo. Bà ta đã chướng mắt Đường Mộc Tuyết từ lâu, như... Ân trong việc hợp tái với nhà họ Lý ở Đông Hải thì Lý Minh Hiên chỉ công nhận Đường Mộc Tuyết, nếu không bà ta đã trục xuất sao 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 Mộc Tuyết ra khỏi nhà họ Đường từ lâu rồi. Đến bây giờ, nhà họ Đường sắp lọt vào hàng ngũ những đại gia bậc nhật ở thành phố Trung Nguyên. Ngoài chuyện này ra, Đường Dĩnh cháu gái của bà ta đã lọt vào mắt xanh của người nhà họ Dương ở Đế Đô, có cây to chống lưng như nhà họ Dương ở Đế Đô, bà ta không tin Lý Minh Hiên còn có can đảm chống đối với nhà họ Đường bọn họ.